một vụ nghiêm trọng, những vụ án liên tiếp xảy ra với cùng một hung thủ. Anh đã tìm ra được đặc điểm và cách thức giết người của những tên này. Cứ trời mưa hắn sẽ lại gây án. Gheo Úc đã canh sẵn và vô tình thấy một người phụ nữ đi qua. Một tên mặc áo mưa đen đã lén bám theo cô ấy. Đến khi anh cảnh sát đuổi theo thì đã bị tên sát nhân phát hiện, đâm một nhát chí mạng khiến anh cảnh sát Gheo Úc không qua khỏi. Tên sát nhân thì đã kịp thời tẩu thoát. Cái chết của anh trai Gheo Úc là một cú sốc lớn với gia đình. Bố anh ấy là ủy viên đã vô cùng đau lòng sau cái chết của con trai, quyết định đến tìm sự giúp đỡ của đội trưởng cảnh sát Gu Tắc và được đồng ý. Được biết đội trưởng Gu Tắc có con gái đã chết cách đây vài năm, cô ấy bị sát hại vào ngày trước khi đi du học. Sau cái chết của con gái, Gu Tắc cũng trở nên suy sụp, bị đình chỉ không lâu sau đó. Gu Tắc được biết với biệt danh là chó điên, bởi bản thân ông ấy không từ thủ đoạn nào chỉ để bắt được hung thủ. Gặp mấy tên láo nháo trên đường, Gu Tắc cũng thấy ngứa ngáy chân tay mà ra dã bọn này một trận như tử. Vì vậy, để giải quyết vụ án hóc búa này, Gu Tắc quyết định tạo ra một đội, chiêu mộ 3 tên tội phạm sừng sỏ. Đầu tiên là ông chú Đông Seok, idol số 1 cuộc đời tôi, ông chú từng ở trong băng Đông Bang, giờ đang phải chịu án tù 28 năm với ti tỉ tội danh về bạo lực hành hung trong tù, thậm chí thằng nào láo nháo ông chú cũng tẩn luôn bất kể giờ giấc, quản tù còn phải dè chừng. Tên thứ hai là Tae Soo, sát thủ chém thuê một cao thủ dùng dao, một kẻ chuyên nhận tiền để giết người. Thông tin về hắn không có nhiều, phương pháp gây án hay lý do gây án đều không rõ, hắn chỉ bị bắt sau một vụ cuối cùng. Hắn đã giết một người đàn ông sau đó tự bình ra đầu thú. Tên thứ ba là Chung Moon, có thể gọi hắn là thiên tài tâm thần. 12 tuổi, chỉ số IQ đã là 165, là người có bằng tiến sĩ toán học trẻ nhất đất nước, sát thủ hàng loạt trẻ nhất, mức độ tâm thần cao nhất là 40 mà tên này đã chạm tới 38. Hắn đã giết 15 người nhưng cảnh sát lại không tìm thấy dấu vân tay, lý do là vì hắn đã dùng dầu hỏa trắng để xóa dấu vân tay của mình. Kết hợp ba kẻ mà Gu Tắc nêu trên lại, ba người họ được xe chở tù đặc biệt vận chuyển, mỗi người một xe. Đến nơi thì anh trai Tae Soo và ông chú Đông Seok là hai người gặp nhau đầu tiên, ấn tượng không tốt lắm. Ông chú kia hỏi mà thanh niên Tae Soo thái độ. Tí nữa thì đánh nhau, may có một cô cảnh sát ngăn lại, cô ấy tên Ajo, người sẽ giám sát biệt đội. Vào trong vì mới lần đầu gặp còn bỡ ngỡ, chưa có sự có mặt của Gu Tắc nên hai người này lại đánh nhau. Đến khi Gu Tắc tới, nói về lý do hai người có mặt ở đây, nếu ai bắt được tội phạm mục tiêu sẽ được giảm 5 năm tù. Chỉ người tận tay bắt mới được giảm, người nào chậm thì coi như công cốc. Gu Tắc nói xong thì không khí vẫn tiếp tục căng thẳng. Chỉ đến khi một cuộc gọi gọi tới, thông báo rằng tên Chung Moon đã tẩu thoát. Một kẻ thông minh như vậy chỉ để hai anh cảnh sát canh chừng hắn thì quá chủ quan. Hắn ta đã dễ dàng khống chế được hai anh cảnh sát và trốn đi. Giờ đâu là nơi hắn tới mới là một câu hỏi hóc búa khác. Gu Tắc lúc này lấy ra một tấm ảnh, nói rằng cô gái trong hình từng là người mà tên Chung Moon này yêu, và vì lý do gì đó mà còn suýt bị hắn giết. Nếu được tự do thì chắc chắn cô gái này sẽ là người đầu tiên hắn tìm. Gu Tắc liền bảo ông chú Đông Seok và Tae Soo hãy đi tìm manh mối về cô gái đó. Sau đó ai mà bắt được tên này sẽ được giảm 4 năm tù. Hai người nhanh chóng đeo còng điện tử vào. Cái còng này sẽ giúp cho Ajong và Gu Tắc kiểm soát họ đang ở đâu. Hai người tới quán karaoke mà bạn gái của tên Chung Moon từng làm, không cần nói nhiều cứ thế vào mà tẩn cả mấy tên bảo vệ. Ông chú Đông Seok cú đấm vẫn cứ phải gọi là chất lượng, đô con hơn ông chú cũng cho nằm ôm sàn. Sau khi uy hiếp thì biết được địa chỉ của cô gái, cô bạn gái của tên Chung Moon do vai nặng lãi không có tiền trả đã bị bán cho đám người này. Kết quả hỏi mà mấy tên le ve không cho thông tin, anh trai Tae Soo lần này sẽ ra tay, anh không cần dùng đến vũ khí. Ba tên đầu tiên đã ngã nhào ra đất, sau đó dùng búa phang mấy tên tay sai, ép tên đại ca phải hợp tác. Tên đại ca vừa cứng thế nhưng giờ cũng quéo ngay. Sau khi biết địa chỉ của cô bạn gái của Chung Moon, họ nhanh chóng lên đường tới đó. Nhưng tên Chung Moon lại quá thông minh đã đi trước họ một bước, vào bên trong chỗ cô gái kia khiến cô ấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, chúng ta mới biết lý do vì sao tên Chung Moon bị gọi là kẻ tâm thần. Lý do là vì những vụ án hắn đã gây ra hắn ta đều không nhớ, kể cả lần có ý định giết cô gái mình yêu tên này cũng không thể nhớ nổi. Ngược lại với đó, cô bạn gái thì luôn miệng kết tội Chung Moon, bị kết tội mà mình chẳng thể nhớ khiến Chung Moon mất kiểm soát, hắn ta lại định giết cô ấy một lần nữa. Kết quả thì Gu Tắc và Ajong đã tới, đạp cửa xông vào. Với vẻ vô cùng bình tĩnh, Gu Tắc thách thức tên Chung Moon, nói rằng hãy về với ông ta nếu không muốn ăn đạn. Kết quả tên Chung Moon không nghe, bị bắn một nhát vào cánh tay thì ngay lập tức nhảy xuống dưới, cướp xe bỏ chạy. Tae Soo thấy thế đuổi theo, đâm xe làm hắn ta mất lái đập đầu vào vô lăng. Ông chú Đông Seok nhân thời cơ chạy tới, tặng thêm một cú đấm làm tên Chung Moon ngất lịm. Đến khi đưa hắn ta về rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Họ cần anh ta bắt một kẻ giết người hàng loạt, bắt được sẽ được giảm 5 năm tù. Tên này cuối cùng cũng nghe theo, 5 người cạn ly mừng vì đội đã được thành lập, họ sẽ bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai. Gu Tắc cũng khen rằng Đông Seok quả là ăn may, tí nữa Tae Soo bắt được Chung Moon rồi mà hụt. Vậy là ông chú Đông Seok chính thức được giảm 4 năm. Riêng về phía Ajong, cô ấy cũng chưa đặt hoàn toàn niềm tin vào ba người kia. Ngày hôm sau lại một vụ án mạng nữa xảy ra, thủ phạm cũng chính là tên sát nhân trời mưa, mục tiêu mà họ đang truy lùng. Gu Tắc cử đội ba người tới điều tra hiện trường, nhưng Tae Soo lúc này nhớ ra chuyện gì đó, nói rằng muốn xuống xe anh ấy đi thăm một người. Người phụ nữ này năm xưa, khi Tae Soo bị thương nặng đã được cô ấy giúp đỡ, từ đó đã đem lòng yêu người phụ nữ này một cách thầm lặng. Đến thăm người phụ nữ này thì cô ấy đã chuyển đi, anh ấy không suy nghĩ gì liền phóng xe đi tìm, đến tìm sư phụ của mình, người mà Tae Soo trước khi đi tù đã nhờ vả sẽ bảo vệ cô ấy. Đến khi hỏi ông sư phụ rằng cô ấy đâu, ông ta lại nói không biết, kết quả không tìm thấy người phụ nữ đó, mà còn bị Gu Tắc tới tát cho một phát. Sau đó, họ lại trở lại công việc chính, điều tra manh mối về tên giết người hàng loạt dưới trời mưa, ba người sẽ có nửa ngày để tìm manh mối.
Tae-su và Jung-moon đi điều tra theo cách đến hiện trường mà suy luận. Tae-su phát hiện ra rằng tên sát nhân này có chiều cao khá thấp. Jung-moon thì đã phát hiện ra gì đó nhưng vẫn giấu. Riêng ông chú Dong Seok, ông ấy điều tra theo cách của mình đến trung tâm chuyên thu tiền bảo kê. Vào mà tẩn từng tên một, mấy tên tay sai chỉ nằm sau một cú đấm, vào trong gặp tên đứng đầu mặc áo hoa. Hắn là đại ca chuyên thu tiền bảo kê, trông có vẻ cứng mà ông chú tát cho mấy cái là chùn ngay. Lý do ông chú tới đây là muốn tìm một số tên tay sai giúp mình phá án, trở về tập hợp ba người với những manh mối nhưng không chịu trao đổi. Vì trao đổi ra thì sợ người khác biết, người khác bắt được hung thủ thì coi như mình công cốc, nhưng một lúc sau thì anh trai Jung-moon cũng cung cấp manh mối của mình. Với IQ cao, Jung-moon đã suy đoán ra được tên sát nhân rất thích mùi máu, lý do hắn chỉ giết người vào trời mưa vì lúc đó mùi máu sẽ trở lên nồng nặc hơn. Họ tiếp tục lục lại hồ sơ những vụ án khác thì phát hiện tên sát nhân này thường để lại trên cánh tay các nạn nhân những vết kim, đúng hơn là mũi bơm kim tiêm. Hắn lấy máu nạn nhân coi như là thành quả, thậm chí tên này còn lẻn vào nhà lúc nửa đêm tước đi sinh mạng chủ nhà trong khi họ ngủ, nhưng đã có hai người sống sót sau khi bị tên này tấn công. Gu Tắc và Tae-su đến nhà nạn nhân sống sót đầu tiên, trùng hợp thay cô nạn nhân đầu tiên này lại là người mà Tae-su thầm yêu, cố tìm kiếm mà giờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Mình sẽ gọi cô ấy là cô So-jong. So-jong kể lại rằng vào đêm mưa gió, khi So-jong và con gái đang ngủ, một kẻ đã đột nhập vào nhà cầm cây cờ lê định ám sát. Kết quả cô con gái đã tỉnh dậy và đi cầu cứu hàng xóm, tên sát nhân do bị phát hiện cũng phải tẩu thoát. Bên kia, Jung-moon và A-jong đến gặp nạn nhân sống sót thứ hai, cô ấy cũng bị tên sát nhân đột nhập vào nhà trong một đêm mưa. Sau đó hắn thì thầm vào tay cô ấy một câu, để đánh bại tên đó tao phải giết một số người vô tội, mỗi lần giết hai người hãy thông cảm cho tao. Sau khi nói xong hắn cũng đánh cô ấy như tử, may mắn không chết nhưng hậu quả để lại một vết sẹo lớn trên mặt. Cả nhóm trở về và bàn bạc, vậy người mà tên sát nhân muốn đánh bại là ai? Liệu còn kẻ nào cũng có đam mê máu lạnh như hắn? Thì ra trước tên sát nhân trời mưa này cũng có một kẻ chuyên giết người khi trời mưa khác. Đây chính là tên sát nhân trời mưa đầu tiên. Hắn đã bị bắt sau khi cướp đi 23 mạng người, cũng với sở thích đam mê máu. Thứ mà tên sát nhân trời mưa thứ hai này đang theo đuổi là con số 23 người chết. Hắn muốn vượt qua tên sát nhân trời mưa đầu tiên để trở thành sát nhân số 1. Và nếu lục lại hồ sơ, tính đến thời điểm hiện tại, thì tên sát nhân trời mưa thứ hai đã giết được 21 mạng người. Chỉ còn hai người nữa là hắn san bằng tỷ số. Trong khi đó, ông chú Dong Seok với cách phá án có 102 suy luận ra rằng nếu tên sát nhân này thường xuyên đột nhập vào nhà người khác, hắn chắc hẳn có kỹ năng mở và phá khóa. Đến một cửa hàng dụng cụ thấy một ông già với kỹ năng mở phá khóa điêu luyện, liền lôi ông ta ra ngoài định bắt luôn. Kết quả Gu Tắc đã tới ngăn lại, tối hôm đó trời lại mưa, chắc chắn tên sát nhân sẽ lại ra tay. Ông chú Dong Seok cử đàn em để mắt trong khu vực xem có tên nào khả nghi không. Kết quả ông chú Dong Seok đã đụng độ một kẻ khả nghi, một kẻ mang theo một cái túi dính máu. Nhanh chóng gọi bộ đàm thông báo rồi đuổi theo, tên sát nhân chạy rồi tấn công một cách bất ngờ, dùng dao đâm bất thành bị ông chú giữ được đấm cho một cái. Nhưng tên này lì lợm, cầm cờ lê đập vào đầu ông chú Dong Seok làm máu chảy đầm đìa. Tên sát nhân đã tẩu thoát chót lọt, hắn đã kịp trở về và giết một người khác, thêm một ống máu nữa vào khay đựng của mình. Sáng hôm sau, xác một người phụ nữ bị giết tối qua được tìm thấy. Tên sát nhân tối hôm qua dù bị truy đuổi nhưng quá nhanh tay, hắn đã quay lại giết chị gái mặt sẹo mà hắn giết hụt. Giờ mục tiêu tiếp theo của hắn khả năng rất cao đó là chị gái So-jong, lực lượng cảnh sát bảo vệ cô ấy được tăng cường. Nhưng Gu Tắc đã đi đến một quyết định liều lĩnh, đó là bảo cảnh sát về hết nhằm dụ tên sát nhân tới. Tối hôm sau trời lại mưa, chắc chắn tên sát nhân sẽ ra tay. Quả nhiên, trên đường đi về, chị gái So-jong đã bị một gã chủ động tiến tới, chính là ông lão sửa khóa mà Dong Seok định bắt. Lão ta lộ bộ mà thật là kẻ giết người khi chủ động đuổi theo chị gái So-jong. Đánh rồi định dùng dao kết liễu thì anh trai Tae-su có linh cảm không lành đã tới, may mắn kịp thời ngăn lão sửa khóa lại. Đánh cho tơi bời khiến lão ta cầu xin mới thôi, thậm chí định giết hắn nhưng Gu Tắc đã ngăn lại, dùng súng bắn vào tay ông ấy. Sau chuyện này, dù đã bắt được tên sát nhân và được giảm án 5 năm, nhưng Tae-su vô cùng tức giận quay về, định tẩn cho Gu Tắc một trận vì dám đẩy người anh ấy thầm yêu vào nguy hiểm. Nhưng lúc này điều bất ngờ xảy ra, tên sát nhân trời mưa nói rằng tới giờ hắn mới giết được 22 người. 22 ống máu, tấm ảnh về nạn nhân thứ 23 ở đây hoàn toàn không phải do hắn giết, cả căn phòng sững sờ. Đúng lúc này cảnh sát tới nơi, vì tên sát nhân đã bị bắt, ba người họ sẽ phải quay lại nhà tù, vụ án về nạn nhân kia bị bỏ dở. Sau vài ngày khi ba người kia quay trở lại tù, một người phụ nữ nữa bị phát hiện với cơ thể bị phi tang dã man, ông ủy viên lại phải cho Gu Tắc triệu tập lại biệt đội, dù rằng bắt đầu ông chú Dong Seok và hai người kia đều vô cùng khó chịu. Bọn tôi là đồ chơi hay sao mà lúc cần thì lôi ra, lúc xong thì lại tống vào tù hả? Nhưng sau đó cả ba người lại tới. Giờ ba người họ sẽ có một chức danh rõ ràng, họ được gọi là đơn vị điều tra tội phạm đặc biệt, khi cảnh sát không có khả năng phá được án. Đội điều tra đặc biệt sẽ ra tay, chúng ta sẽ gọi là biệt đội bất hảo nhé. Những hoạt động của biệt đội bất hảo sẽ được giữ kín, việc của họ sẽ là bắt tội phạm. Sau khi tội phạm được bắt thì họ sẽ được giảm án tù, sau đó trở lại nhà tù. Nếu có vụ khó thì sẽ lại được triệu tập, bắt tội phạm sẽ được giảm án. Cứ như thế đến khi nào án tù của họ còn không, họ sẽ hoàn toàn được thả tự do, quay trở lại với vụ án hóc búa lần này. Một cô gái trẻ đã bị bắt cóc trên đường đi làm thêm về, một cô gái trạc tuổi con gái đã mất của Gu Tắc, một tên áo hoa hoét đã ra tay vô cùng nhanh gọn. Hắn đã từng làm điều này rồi, tên mặc áo hoa đã bắt cô ấy về và nhốt trong một căn phòng tối. Đến khi cô gái trẻ xin lấy điện thoại gọi cảnh sát, hắn đã lôi vào nhà tắm mà kết liễu. Nhưng đến khi Gu Tắc tới thì nhiều điều bất ngờ nữa, thực chất cái xác mà họ tìm được không phải là cô gái đó. Cô gái trẻ đó khả năng cao vẫn chưa chết, có thể hắn đã đưa cô ấy đi chỗ khác. Còn cái xác họ tìm thấy thì không xác định được là của ai.
Bởi tên áo hoa hoét này ra tay vô cùng chuyên nghiệp, hắn làm điều này không chỉ để chơi mà là để buôn bán nội tạng, bắt cóc lấy nội tạng rồi bán cho bệnh viện. Hàng hắn đều cất sau cái tủ lạnh. Tên này thật quá tàn nhẫn, vì tên áo hoa hoét này thực hiện tội ác ở căn nhà hắn thuê, nên cả đội đã biết danh tính của hắn. Một kẻ tên Giang 37 tuổi, sau khi biết rõ lai lịch họ bắt đầu điều tra, phải chạy đua với thời gian để giải cứu cô gái trẻ. Anh trai Trung Moon và chị gái Ajong lần theo camera ghi được, phát hiện một kẻ đội mũ lưỡi chai đồng phạm với tên áo hoa hoét Giang. Hắn đứng canh chừng khi tên Giang ra tay, họ liền lần theo những nơi hắn đi. Trong khi đó, biết những tên quan chức đã ăn hối lộ của bọn buôn bán nội tạng, Gu Tắc đã đến và tra hỏi một tên công tố để biết thông tin. Trong khi đó, Tê Su tìm những tên trung gian, kẻ chuyên cung cấp hàng từ mấy tên bán lẻ vào thị trường, buôn bán phụ nữ như một món đồ. Tê Su sau khi lấy xong thông tin cũng cảnh cáo tên đồ này một trận. Ông chú Đông Seok đã vào được một đường dây, một đám giả danh tư vấn y tế, nhưng thực chất là mua bán nội tạng từ những người muốn hiến, thận 50 triệu gan 100 triệu. Bọn chúng đã định giá rõ ràng những thứ có giá trị, đáng giá cả gia tài, thảo nào nhiều người lại tới hiến như thế. Ông chú Đông Seok cử đàn em là ông Ju này, giả vờ muốn bán tặng và đã thành công đột nhập vào trong khu vực của mấy tên này vô cùng nguy hiểm. Sau 10 giờ đêm đến cảnh sát còn không dám lởn vởn, nhưng xui xẻo cho bọn này Đông Seok không phải cảnh sát. Ông chú cứ thế vào trong lúc tên đàn em Ju suýt nữa bị làm thịt. Bọn tội phạm thấy có người phá đám việc làm ăn không cần biết là ai liền lao tới mà tấn công. Xui xẻo cho chúng là ông chú Đông Seok đâu phải dạng vừa. Không biết bao nhiêu kẻ đã chết dưới khu đấm này rồi. Đấm một hồi thì bọn này vẫn gan lì, cầm gậy bóng chày cứ thế mà phang. Kết quả Gu Tắc đã tới mang theo bình ga để đe dọa. Đừng có thách nhà giàu hút tương nhé. Mấy tên tội phạm lúc này sợ chết cũng ngay lập tức phải khai ra vị trí của tên Giang. Tất cả bọn họ lần theo manh mối của riêng mình, nhưng đều dẫn tới cùng một địa điểm. Đây là nơi tên Giang kia đang bắt giữ cô gái trẻ. Bọn chúng tiêm thuốc mê và chuẩn bị đồ nghề. Đúng lúc đó Gu Tắc cùng cả đội đã tới, cứ thế xông vào mà đánh từng tên một. Tê Su và ông chú Đông Seok mỗi người một bên. Mấy tên buôn bán tặng này thế nhưng cũng chỉ nằm sau một hai cú đấm. Tên áo hoa hoét tên Giang bị đánh cho như tử. Gu Tắc suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Cô gái trẻ xinh cũng chạc tuổi cô con gái đã mất của ông ấy. Càng vì thế mà muốn xuống tay giết lũ tội phạm máu lạnh này, nhưng sau đó Xin cũng tỉnh dậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ giải cứu đã thành công. Người bắt được tên Giang là ông chú Đông Seok, nên ông chú sẽ được giảm 5 năm. Tổng cộng từ đầu đến giờ đã được giảm 9 năm rồi, 28 năm bớt 9 năm là còn 19 năm tù nữa. Cảnh sát đã tới hiện trường và những tên tội phạm đã được giải đi, nhưng các thành viên của biệt đội bất hảo chưa phải vào tù vội. Tên Giang này chỉ là một tay chân nhỏ trong đường buôn bán nội tạng quy mô lớn, họ sẽ còn nhiều việc phải làm. Ông chú Đông Seok lúc này nhân cơ hội đi giải quyết nỗi buồn, bỗng một chiếc xe đen tới trùng đầu và bắt đi. Ông ủy viên đã nhờ sự giúp đỡ của một ông cảnh sát tên Gu Tắc, một người sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bắt được lũ tội phạm máu lạnh. Để làm được điều đó, Gu Tắc đã chiêu mộ ba tù nhân, một là ông chú Ma Jong Seok, hai là Tê Su, sát thủ chém thuê, ba là thiên tài tâm thần trong môn. Nếu ai trong ba người mà bắt được tội phạm, họ sẽ được giảm 5 năm tù. Với sự kết hợp của ba tên tội phạm xuất chúng, họ đã phá được vụ án kẻ sát nhân trời mưa và kẻ chuyên buôn bán nội tạng, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đặc biệt là sau khi ông chú Ma Jong Seok bị một đám lạ mặt bắt cóc đi, người bắt cóc chính là đại ca của ông chú, đây là đại ca băng đảng Đông Bang. Người này vô cùng quyền lực và cũng là người Ma Jong Seok vô cùng kính trọng. Đại ca Đông Bang liền ra lệnh cho ông chú đi giết một người, đó chính là anh trai thiên tài trong môn. Lý do Đông Bang muốn thủ tiêu anh ta là vì có một người có con gái từng bị trong môn giết đã nhờ Đông Bang trả thù cho, thời hạn để thủ tiêu trong môn là 2 tuần. Ông chú Ma Jong Seok lúc về thì liền nói dối rằng mình bị đi lạc, những người khác ban đầu nghi ngờ nhưng sau đó cũng bỏ qua. Nhiệm vụ mới sẽ là triệt phá một đường dây chuyên buôn bán nội tạng trái phép, nhìn qua sơ đồ đã đủ rối mắt. Nhưng chỉ cần quan tâm ba tên này, bọn này là bọn chuyên trung gian giữa người bán và người mua. Những tên này họ đã gặp trước đây nên giờ bắt lại cũng vô cùng dễ dàng. Một tổ chức hoạt động trái phép với số lượng đông đảo thành viên, quy mô thì rộng lớn như này, tại sao bọn chúng trước đây vẫn chưa bị bắt? Có hai nguyên nhân. Những cảnh sát tốt cố nỗ lực tìm ra bằng chứng để buộc tội bọn này nhưng lại không tài nào tìm ra. Trong khi đó, họ tiến hành tra hỏi tên đàn em của bà ta để biết thêm thông tin. Hắn ta lại cứng đầu cứng cổ không khai, thế là Tê Su phải ra tay, cảnh sát sẽ chỉ tra hỏi bằng lời thôi. Nhưng Tê Su thì không phải cảnh sát nên sẽ hỏi cách khác lịch sự hơn. Liền dùng cây bút trên bàn đâm một nhát, tên đàn em mặt đỏ như đít khỉ, nhe răng ra tưởng cười nhưng đang đau thấu tận trời xanh. Khi Tê Su chuẩn bị đâm cho hắn thêm một nhát nữa thì hắn đã ngoan ngoãn khai ra. Bởi vì đây là nhiệm vụ nguy hiểm, ai mà bắt được mụ đàn bà đó sẽ được giảm tới tận 10 năm tù. Cũng vì nhiệm vụ nguy hiểm nên rất ít người biết, chỉ có 5 người là thành viên của biệt đội bất hảo. Cùng với anh cảnh sát lái xe và một ông đội trưởng đội đặc nhiệm là biết đến nhiệm vụ, họ đến trụ sở của mụ Sung kia, đóng giả là cảnh sát chuyên nhận tiền hối lộ, vào trong để chụp những chứng cứ về hoạt động phi pháp. 4 người vào trong, chị gái Ah Jong và anh cảnh sát lái xe sẽ ở ngoài canh chừng. Họ đã đi qua được đám bảo vệ dưới tầng, 4 người liền chia ra để chụp ảnh chứng cứ. Gu Tắc sẽ lên chỗ mụ Sung, Tê Su Trong Moon và ông chú Ma Jong Seok sẽ đi đến nơi chúng chuyên lấy tạng từ nạn nhân. Nhưng một lúc sau Trong Moon đã phát hiện được điều bất thường, bọn bảo vệ này cứ dẫn họ đi lòng vòng. Họ đã bị phát hiện, cả đội phải nhanh chóng triệt hạ lũ này và nghĩ cách khác. Tê Su đang ở một mình nhưng đã kịp gọi báo cáo tình hình cho chị gái Ah Jong. Ngay lúc đó thì tên cảnh sát lái xe đã đánh ngất Ah Jong. Thì ra lý do mụ Sung và đàn em biết kế hoạch của họ là do tên cảnh sát lái xe đã nghe hết mọi chuyện và báo cho mụ ta. Tên cảnh sát này chính là cảnh sát đều chuyên nhận tiền hối lộ. Một lúc sau đội trưởng đội đặc nhiệm cũng tới, tưởng chừng ông ta tới để giúp nhưng không.
Tên này cũng đã được bà Sum hối lộ, ông ta tới để khử bốn người bọn họ, vì súng sẽ để lại bằng chứng nên cả lũ sẽ dùng dao. Bên trong, ông chú Ma Jong Seok bất ngờ bị đánh úp. Những tên tay sai cầm gậy bóng chày cứ thế đập túi bụi, anh trai trong Moon vội chạy tới giải cứu, nhưng xui xẻo đã lãnh ngay một nhát dao. Ông chú Ma Jong Seok nhanh chóng đánh gục bọn tay sai, rồi dìu trong Moon bỏ chạy. Họ chạy trốn vào một căn phòng nơi những nạn nhân bị đưa vào đây. Nếu người này thật quá tàn nhẫn, ông chú Ma Jong Seok để anh trai trong Moon lấp vào một chỗ, đi ra ngoài kiểm tra tình hình thì tên đội trưởng đội đặc nhiệm đã vào đây. Chúng lần theo vết máu của trong Moon và tới chỗ anh ấy, Ma Jong Seok bên ngoài đã thấy bọn chúng, nghĩ lại nhiệm vụ mà đại ca Đông Bang giao cho. Phải bằng mọi giá khiến anh trai trong Moon chết. Suy ngẫm một hồi lương tâm không cho phép, Ma Jong Seok liền quay lại vào trong lao tới đấm mấy tên cảnh sát đều, giải cứu trong Moon khỏi vòng vây của chúng. Tên đội trưởng lúc này thấy quân mình bị áp đảo, vô cùng tức giận định dùng súng bắn thì Tae Soo đã tới đây cướp súng rồi đánh gục hắn ta. Hai người nhanh chóng phối hợp thì một lúc sau những tên cảnh sát đều cũng gục hết. Gu Tak tới đây đoàn tụ và cùng nhau tính kế hoạch. Cơ hội thoát duy nhất của họ là bắt bà già Sum làm con tin để tẩu thoát. Tae Soo xuống tầng dưới khởi động thang máy, ba người kia đi lên bắt bà già đứng đầu. Trong khi đó, chị gái Sum sau khi bị đánh ngất, một lúc sau đã tỉnh dậy, dùng sành đập tên cảnh sát lái xe rồi gọi điện cầu cứu ông ủy viên. Bên kia, Gu Tak đã thành công bắt bà già Sum làm con tin, xuống dưới đe dọa lũ tay sai mà bọn này cứng đầu không sợ. Bà ta cũng tỏ ra không hề sợ hãi, nói rằng nếu bà ta chết, người giết được Gu Tak và các thành viên sẽ được vào vị trí của bà ta, kế hoạch bắt con tin coi như đổ bể. Bọn họ chỉ còn cách lao vào mà đánh từng tên một, với số lượng quá đông đảo, Tae Soo và ông chú Ma Jong Seok là hai người có thể tầm cự lâu nhất. Trong Moon thì chỉ hạ được vài tên sau đó bị đánh tơi tả, Gu Tak ra đấu với số lượng quá đông cũng nhanh chóng ngã gục, số lượng quá áp đảo cũng lên tới vài chục tên. Họ sẽ khó có thể hỗ trợ đồng đội khi bản thân họ còn chưa lo xong cho mình, đến khi Gu Tak và Trong Moon đã cạn kiệt sức lực. Tae Soo và Ma Jong Seok dần đuối thì may mắn sau đó, ông ủy viên cũng dẫn cảnh sát tới, phong tỏa và bắt toàn bộ lũ tay sai, bọn họ được cứu vào phút chót. Ông chú Ma Jong Seok cũng tiện tay đấm thêm một tên nữa cho đỡ ngứa ngáy. Đường dây buôn bán tặng trái phép đã được phá, vậy ai sẽ là người được hưởng 10 năm giảm án? Vì cả ba đều không chính tay bắt được bà già Sum, họ đã chơi kéo búa bao để quyết định. Ông chú Ma Jong Seok đã là người may mắn chiến thắng, giờ ông chú chỉ còn 9 năm tù nữa. Vèo một cái, 2 tuần đã trôi qua, Tae Soo quay trở lại bệnh viện thăm chị gái So Jong sau khi chị bị tên sát nhân trời mưa sát hại. Đến giờ cô ấy mới dần bình tĩnh lại. Cuộc sống của So Jong và con gái cũng vô cùng khó khăn. Chồng của So Jong bị sát hại, mà kẻ sát hại chồng cô ấy lại chính là Tae Soo. So Jong hoàn toàn không biết điều đó, chỉ biết rằng chồng mình đã bị ai đó giết. Vì thấy quá tội lỗi, Tae Soo mới đi đầu thú nên bị bắt vào tù như vậy. Trong khi cả đội đang đi phá một đường dây buôn bán ma túy, họ trở về sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chuẩn bị quay trở lại nhà tù thì gặp một vụ án trên đường, một vụ xả súng ngẫu nhiên, 6 người bị giết bởi đúng 6 phát bắn ngay giữa ban ngày. Chỉ có một manh mối, đó là ngoại hình của tên tội phạm này đội một chiếc mũ đen và đeo khẩu trang đen. Kỹ năng bắn súng của hắn vô cùng đỉnh, không trượt dù chỉ một ly, khẩu súng được sử dụng là súng ngắn 2 nòng. Tae Soo với khả năng tưởng tượng lại vụ án đã tới và xác định cách thức gây án của hắn. Trong Moon và Gu Tak kiểm tra lại danh tính của những nạn nhân đã chết. Cách đây vài ngày cũng có một vụ xả súng tương tự, cũng với 6 nạn nhân chết sau 6 phát bắn, vũ khí được sử dụng cũng là súng ngắn 2 nòng. Vậy tên sát nhân này đã gây tới 2 vụ xả súng chỉ sau vài ngày, hắn chỉ giết người cho vui hay sao? Điều tra danh tính nạn nhân thì phát hiện, nạn nhân thứ 6 của cả 2 vụ đều cùng làm ở chung một công ty điện tử tên Samjin. Vụ đầu tiên là một ông tổ trưởng, vụ thứ hai là một ông trưởng phòng nhân sự, còn những người khác tại hiện trường thì đều không có liên quan. Trong khi đó, A Jong và ông chú Ma Jong Seok đã tìm ra được manh mối về tên sát nhân. Trong cả 2 vụ xả súng đều có một chiếc taxi đi tới. Hắn cải trang lái một chiếc taxi để không ai nghi ngờ. A Jong sau đó đã sắp xếp một tình huống và chỉ đợi tên sát nhân ra ngoài. Nhìn lên màn hình thì đã thấy chiếc xe taxi tên sát nhân sử dụng. Ông chú Ma Jong Seok và đàn em Ju lái xe bám theo, xuống xe chuẩn bị tóm cổ hắn thì một tràng súng vang lên. Tên đeo khẩu trang và mũ đen đã dùng súng bắn những người vô tội ở gần đó, đa số là bị thương. Ông chú Ma Jong Seok chạy tới thì nghe thấy tên sát nhân nói với một người đàn ông mặc đồ tây, sau đó kết liễu ông ta. Ma Jong Seok vội chạy tới nhưng không kịp đuổi theo, đại ca Đông Bang bỗng xuất hiện và bắt ông chú đi. Gu Tak và A Jong tới hiện trường, 4 người bị thương và 1 người chết. Người chết cũng làm ở công ty Samjin. Tae Soo sau khi nghe tin tức về vụ xả súng, anh ấy đã tới gặp một cậu em cũng từng làm sát thủ. Cậu ấy cũng giống như Tae Soo đều được sư phụ nuôi dạy từ nhỏ, cậu ấy là sát thủ với khả năng bắn súng rất đỉnh và đang quản lý một phòng tập bắn. Tae Soo phát hiện tên thủ phạm xả súng kia không chỉ có một, bọn chúng đã lấy súng ăn cắp mà sử dụng, cụ thể là có 2 tên, một tên bắn súng rất giỏi, còn một tên không biết bắn súng. 2 vụ đầu là tên bắn súng giỏi ra tay, vậy nên 6 phát bắn ra đi 6 mạng, còn vụ vừa xảy ra có 4 người bị thương 1 người chết thì là do tên không biết bắn súng ra tay. Tae Soo sau khi biết địa chỉ, đã nhận được cuộc gọi của ông chú Ma Jong Seok, lúc này ông chú đã bị Đông Bang bắt lại, nhưng vẫn không quên nói manh mối điều ông ấy đã nghe thấy từ tên kia. Tại sao lại làm thế với chúng tôi? Nói xong ông chú cũng phải tắt máy. Tae Soo đi ra thì gặp một đám người, bọn chúng đưa một tấm hình của Trong Moon và nói rằng chúng muốn trừ khử anh ấy. Tại sao bọn chúng muốn trừ khử Trong Moon? Tae Soo hỏi thì không nhận được câu trả lời, kết quả đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Tae Soo một mình tần hết đám người lạ mặt nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt, anh ấy hết ngày mai mới ra được. Tae Soo đã đưa hết manh mối của mình biết cho Gu Tak để ông ấy tiếp tục tìm tên sát nhân. Giờ chỉ còn Trong Moon, 2 người họ lần theo manh mối tới nhà của một trong 2 tên sát nhân đã xả súng.
Tên này là tên không biết dùng súng mới gây ra vụ gần đây. Hắn khai rằng mình và tên còn lại là Myung đều từng là thợ điện của công ty Samjin. Hoàn cảnh của tên Myung còn vô cùng khó khăn. Vợ bệnh nặng mất sớm, con thì còn nhỏ. Nếu không đủ tiền nuôi con thì anh ta buộc phải gửi đứa bé cho người khác nuôi. Kết quả Myung đã quyết định trả thù vì quá tức giận, gây ra những vụ xả súng. Hai tên đã giàn dựng chúng thành những vụ xả súng ngẫu nhiên. Thực chất chỉ nhắm trả thù một nhưng giết tận 6 người để cảnh sát không điều tra ra. Giờ mục tiêu tiếp theo của Myung là ông chủ tịch của công ty Samjin, lợi dụng mục tiêu đó. Họ đã sử dụng chính ông chủ tịch làm mồi nhử, bố trí lực lượng xung quanh trà trộn, chỉ đợi tên Myung mắc bẫy. Quả nhiên tên Myung không nghi ngờ đã mang súng tới. Kết quả định nổ súng thì Trong Moon đã ngăn lại kịp thời, dù biết việc hắn ta làm là trả thù kẻ ác, nhưng việc giết người vô tội là sai trái. Trong Moon ra sức ngăn cản Myung, mong anh ta sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Những người vô tội bị Myung lôi vào cuộc trả thù của mình cũng đều là những con người hoàn cảnh đáng thương giống như Myung vậy. Những lời nói được thoát ra từ sâu thẳm đáy lòng của Trong Moon có lẽ đã khiến cho Myung tỉnh ngộ, anh ta cũng chỉ là con người bị cơn giận dữ đẩy đến đường cùng. Gu Tắc cũng dần nhìn ra những điều tốt ở tên sát nhân tâm thần Trong Moon, cảnh sát nhanh chóng tới bắt Myung đi. Ông chủ tịch công ty Samjin cũng bị bắt vì tội tham ô tiền của công. Sau khi xử xong vụ án, Gu Tắc đã đến gặp một tên công tố viên Ô. Hắn ta nói rằng muốn gia nhập biệt đội bất hảo, ban đầu Gu Tắc không cho, nhưng tên công tố viên nói rằng hắn đã biết lý do. Vì sao Gu Tắc chiêu mộ 3 tên tội phạm này thay vì những tên khác và biệt đội, hắn biết mối quan hệ trước đây giữa Gu Tắc và họ. Bên kia ông chú Ma Jong Seok bị đại ca Đông Bang ép vào đường cùng, nói rằng vì không giết được Trong Moon nên phải chết, dù rằng Đông Bang làm như vậy với Ma Jong Seok. Nhưng thực chất ông chú từng là cánh tay phải của Đông Bang, họ vô cùng thân thiết, chiếc nhẫn trên tay đại ca cũng là được ông chú tặng. Đông Bang từng cưu mang Ma Jong Seok, cho anh được sống một cuộc sống giàu sang, thống lĩnh đàn em của bang đảng. Nhưng dù sống trong cuộc sống như thế, ông chú Ma Jong Seok chưa ngày nào thanh thản, bây giờ chỉ muốn sống như một con người bình thường, không muốn giết chóc nữa. Dù vậy Đông Bang vẫn quyết định đưa ông chú đi chôn sống. Bên kia sau nhiều ngày không thấy Ma Jong Seok đâu, Gu Tắc và cả đội đã đi tìm kiếm, lần theo định vị của đồng hồ điện tử. Họ đã lần tới nơi mà Ma Jong Seok bị đem chôn sống. Trên đường đi, ông chú tẩn hết mấy tên tay sai trên xe, muốn bỏ trốn nhưng đến khi Đông Bang tới thì lại dừng. Đưa ông chú Ma Jong Seok đến hố chôn, Đông Bang tháo chiếc nhẫn rồi trả lại, coi như họ không còn tình nghĩa anh em gì nữa, bảo đàn em dùng sẻng rồi lấp đất lên. Đến khi Gu Tắc và cả đội tới thì cái hố đã bị lấp đầy, nhưng ông chú Ma Jong Seok không vì thế mà chịu chết, đã bò lên trên. Lúc này Đông Bang đã lên xe mà đi. Một cuộc gọi gọi tới, thì ra Đông Bang không nỡ xuống tay với Ma Jong Seok nên đã chôn anh xuống đó, nhưng thực chất không muốn giết, chỉ dùng cách này để cắt đứt quan hệ. Trong khi trên đường về, Đông Bang bỗng bị một đám người chặn đầu rồi bắt cóc. Ông chú Ma Jong Seok ở đầu dây bên này đã nghe thấy hết. Đông Bang đang bị chính đàn em của mình đâm lén, ông chú đã nhờ Gu Tắc và cả đội giúp đỡ. Ngoài Ma Jong Seok là cánh tay phải, bên dưới hắn vẫn còn có thêm 10 người nữa. Mỗi tên này sẽ thường xuyên phải nộp thuế với mức khá cao. Để biết tên nào có ý định tạo phản, Gu Tắc cùng Ma Jong Seok đã lên một kế hoạch. Ông chú liền tổ chức một cuộc họp triệu tập toàn bộ đàn em tới. Ma Jong Seok sẽ đích thân tới đó, xem tên nào đáng ngờ nhất. Bọn này đều tỏ ra không vui lắm khi gặp ông chú. Sau đó với sự hỗ trợ từ Gu Tắc, thì đã nhanh chóng phát hiện ra tên nào đã lên kế hoạch bắt cóc. Việc tiếp theo của họ là sử dụng máy nghe lén để biết nơi chúng đang giữ Đông Bang. Ma Jong Seok cùng Tae Soo và Trong Moon đến nơi nghi ngờ rằng Đông Bang đang được giam giữ. Đến khi tới thì không thấy người đâu, chỉ gặp một tên đàn em đang định làm phản. Hai bên lao và đánh nhau quyết liệt. Kết quả mấy tên tay sai này định nổi loạn mà cũng chỉ là dạng xoàng, cầm gậy gộc mà tương, nhưng ông chú Ma Jong Seok cứ tay không mà giã. Tae Soo chẳng cần tới dao vẫn hạ được bọn này dễ dàng bằng kỹ năng của mình. Sau một hồi thì đám đàn em cũng lần lượt gục hết. Trong Moon đánh cho tên này một chiếc điện thoại cứ thế mà rơi xuống đất. Ông chú Ma Jong Seok nhặt điện thoại rồi gọi cho tên phản bội. Dù có trừ khử được Đông Bang thì hắn sẽ chẳng thể nào chiếm cả Seoul đâu, khôn hồn khi thả Đông Bang ra. Vậy nhưng tên phản bội không sợ tức giận đập điện thoại, hắn quyết định sẽ làm đến cùng, định đi đến nơi vắng vẻ mà trừ khử Đông Bang. Đông Bang lúc này bị nhốt trong cốp xe, đã nhớ ra mình có điện thoại trong túi, liền dùng và gọi cầu cứu Gu Tắc. Nhờ vậy mà họ đã đuổi theo và xác định được vị trí của Đông Bang, bảo ông ta đập mạnh vào đèn xe phía sau để nó rụng ra. Từ đó họ có thể xác định nó là xe nào. Đuổi theo được một lúc thì họ bị chặn bởi những chiếc xe trên đường. Trong Moon liền nhanh trí nhảy xuống dùng xe máy đuổi theo, mang theo gậy bóng chày sắt đập vỡ kính làm bọn tay sai loạn choạng, đâm vào gốc cây bên đường bất tỉnh. Trong Moon đến giải cứu đại ca Đông Bang, nhưng điều bất ngờ lúc này mới xảy ra, nhớ lại yêu cầu giết chết Trong Moon. Đông Bang liền cầm theo con dao định kết liễu anh ấy, đâm một nhát nhưng chỉ khiến Trong Moon bị thương ở cánh tay. Ông chú Ma Jong Seok lúc này thấy thế liền chạy tới ngăn cản, cầm lấy lưỡi dao không hề nao núng, chẳng lẽ đại ca của một băng đảng lại giết chính người vừa mới cứu mình. Khuyên nhủ một hồi thì Đông Bang cũng hạ dao xuống. Cuối tập 6, ba người họ lại quay trở lại nhà tù. Trong Moon mang theo nỗi canh cánh, muốn tìm xem ai đứng sau muốn giết mình như vậy. Tae Soo thì lại thấy xác của sư phụ mình được đưa về, một kẻ nào đó đã ra tay vô cùng ngọt kết liễu ông ấy. Tae Soo, sát thủ chém thuê được đưa ra khỏi tù cùng Ma Jong Seok và Trong Moon. Họ là được triệu tập để điều tra một vụ hóc búa. Ở đây người chết là sư phụ của Tae Soo. Ông ấy bị kết liễu với một nhát dao vào động mạch, một nhát ngọt lịm và không hề có dấu vết được để lại. Đây ắt hẳn là một kẻ có sở trường dùng dao và hắn cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Vài ngày sau Tae Soo lại nhận thêm một tin dữ khác. Cậu em sát thủ đã tự kết liễu mạng sống của mình. Điều tra kỹ hơn thì thấy rằng trên hung khí giết sư phụ của Tae Soo có vân tay của cậu em kia, nhưng cậu em đó không thể nào là hung thủ.
bởi cậu ấy và Tae-su đều vô cùng kính trọng sư phụ. Với cả cậu em này có khả năng dùng súng rất đỉnh, còn dùng dao thì giờ tệ. Sát thủ đã giết sư phụ phải là bậc thầy về dao giống như Tae-su vậy, không tin cậu em thân thiết tự tử như vậy. Tae-su tiếp tục điều tra. Tae-su đi đến tìm người trung gian. Ông già này có nhiệm vụ là người chuyên giao việc cho những sát thủ. Nếu một ai đó muốn giết một mục tiêu, họ sẽ liên hệ đến những người trung gian như ông già này để ông ta liên hệ và giao việc với sát thủ. Tae-su hỏi ông già rằng Jung-su đang ở đâu thì ông ta bảo không biết, nhưng ông ta giới thiệu cho Tae-su một tên người trung gian trẻ khác, có thể hắn sẽ biết Jung-su ở đâu. Trùng hợp thay, tên người trung gian trẻ này lại từng gặp Tae-su trước kia, bảo Tae-su hãy giết Jung-moon nhưng bị anh ấy từ chối. Kết quả bị tẩn cho bầm dập, Tae-su đến tìm hắn ta lẻn vào trong ngồi sẵn. Tae-su nhanh chóng tra hỏi hắn vì sao muốn giết Jung-moon và nhận được câu trả lời rằng một vị khách đã tới thuê hắn, vị khách này có con từng bị Jung-moon giết, ông ấy muốn trả thù cậu ta. Tên trung gian này đã giúp vị khách đó tìm sát thủ giỏi đó là Tae-su, nhưng anh ấy đã từ chối. Vậy hắn ta đã tìm đến Jung-su, có thể nói là Jung-moon của Tae-su với kỹ năng dùng dao cực đỉnh đi để giết Jung-moon. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc sư phụ và cậu em thân thiết bị giết? Lý do là vì trong điều khoản mà vị khách hàng kia đặt ra, nếu khi đưa yêu cầu trừ khử Jung-moon mà Tae-su không đồng ý thì Tae-su sẽ phải chết. Sau khi Jung-su được thuê, hắn ta đã đồng ý điều khoản này. Cậu em trai và sư phụ đã biết điều đó và cố cảnh báo, nhưng cuối cùng lại bị chính Jung-su trừ khử. Bên kia, Gu-tak và A-jong điều tra ngôi nhà của cậu em thân thiết với Tae-su. Họ tìm ra nguyên nhân cái chết là bị sát hại chứ không phải tự tử. Trong khi đó, ông chú Ma Jong Seok và Jung-moon bị một đám người tấn công. May ông chú ở đấy giải cứu, dùng nắm đấm uy lực mà tẩn từng tên nằm ngã dưới sàn nhà. Nghi ngờ đám người này là do đại ca mình gửi tới, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định muốn giết Jung-moon sao? Hai người họ tới tìm Đông Bang. Jung-moon sẽ ở dưới để ông chú Ma Jong Seok lên trên. Tên đàn em lần trước đi ra bị ông chú đấm cho lịch hàm vì dám cản đường. Vào trong, ông chú Ma Jong Seok hỏi tên nào đứng sau đã ra lệnh giết Jung-moon, kẻ đó đang sợ làm sao. Nhưng Đông Bang nói rằng đám người đó không phải do Đông Bang cử tới, ông ấy đã từ bỏ việc giết Jung-moon rồi. Lúc này bên dưới, Jung-moon đứng một mình bị một kẻ lạ mặt đi qua, chạm vào một cái mà đã kịp đâm một nhát chí tử. Tên này đích thị không tầm thường, Jung-moon chỉ nhận ra khi thấy máu chảy xuống, bắt đầu choáng váng thì may Ma Jong Seok đã tới, nhanh chóng đưa Jung-moon đi cấp cứu, cậu ấy đã may mắn qua khỏi. Tae-su lúc này vội tới thì gặp Gu-tak ở đây, Jung-moon bị đâm chỉ bởi đúng một nhát nhưng nhát đâm lại rất chuẩn, nhắm tới đúng bộ phận quan trọng trong cơ thể, tên dùng dao này có kỹ năng cũng phải ngang ngửa với Tae-su. Tae-su sau khi nghe về chuyện vừa xảy ra, đã quay lại gặp tên trung gian để hỏi về tên Jung-su. Hắn chắc chắn là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng đến khi quay lại thì thấy tên trung gian đã uống thuốc tự tử rồi. Tae-su nhanh chóng dùng điện thoại của hắn, lần theo thì quả nhiên tìm được tên Jung-su. Hắn ta giờ đã trở lên tàn nhẫn, xuống tay với sư phụ và cậu em quen biết mà vẫn tỏ ra như không. Hắn còn nói rằng giống như yêu cầu từ khách hàng thì bằng mọi giá Jung-moon sẽ phải chết. Hắn đã cử một tên đàn em tới bỏ thuốc độc vào túi chuyển nước, may mắn kết quả ông chú Ma Jong Seok đã bắt quả tang. Đấm tên sát thủ đàn em túi bụi, tên sát thủ tung những cú đấm nhưng có vẻ cũng nhẹ hều, mấy quả đấm kiểu này thời còn trong giang hồ ông chú đã lãnh đủ. Chẳng sát thương mấy nhưng đến khi Ma Jong Seok đáp trả, tên kia nằm ra sàn muốn thở oxy tới nơi rồi, tặng thêm mấy cú nữa cho tên này ngất hẳn luôn. Trong khi đó, Tae-su và Jung-su lao vào đánh nhau kịch liệt, với những cuộc đấu của những kẻ từng chung một thầy mà ra, sẽ đều rất khó phân thắng bại. Bởi kỹ năng được dạy đều như nhau, họ giống như đang đấu trước gương vậy, thậm chí Tae-su và Jung-su còn chuyên dùng dao nữa. Tae-su vì không mang vũ khí nên bị chém một nhát vào vai, nhưng anh ấy đã nhanh chóng lấy lại lợi thế, dùng miếng gỗ mà khống chế tay Jung-su rồi nhặt một mảnh gỗ dưới đất, dùng nó rồi đánh vào các điểm sơ hở của đối phương. Tên Jung-su dần đuối sức thì bị đâm một nhát. Tae-su ôm người mà có lẽ anh ấy coi như anh trai. Tae-su không muốn làm điều này chút nào, vì Jung-su là người thân thiết cuối cùng của anh ấy. Thật quá đau đớn khi nơi từng được coi như gia đình lại quay sang tàn sát nhau như vậy, nhưng cuộc đấu cuối cùng cũng kết thúc khi Jung-su gục xuống. Tae-su sau cái chết của người mình coi như anh trai, anh ấy thề sẽ không bao giờ giết người nữa. Tae-su lững thững đi đến trước nhà của chị gái So-jong. Anh ấy định thừa nhận rằng mình đã giết chồng cô ấy, nhưng Tae-su đã dừng lại, chỉ nói với So-jong rằng giờ đã hiểu cảm giác mất những người quan trọng với mình là như nào. Bên kia hiểu có thể chắc chắn là sau những vụ ám sát Jung-moon bất thành, người phía sau muốn giết cậu ấy từ trước đến giờ vẫn chỉ là một người, người có thể ra lệnh cho Đông Bang giết hộ, thuê cả sát thủ thì hắn ta chắc chắn không tầm thường. Jung-moon trước kia do không thể ghi nhớ nổi những vụ án mình đã gây ra, vì vậy anh ấy đã thuê một tên thám tử bám theo mình, chụp lại ảnh xem Jung-moon đã đi những đâu và có thực sự giết những nạn nhân đó không. Jung-moon sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện đã đến tìm tay thám tử đó. Kết quả là theo như tên thám tử đó kể lại, anh ta đã thấy Jung-moon bám theo các nạn nhân trước khi họ chết. Ngày hôm sau khi cảnh sát phát hiện án mạng, anh ấy cũng tới hiện trường nơi mình đã gây án. Dù rằng tay thám tử kia không vào trong chứng kiến tận mắt, nhưng cứ nơi nào mà Jung-moon tới thì lại xảy ra án mạng. Kẻ sát nhân không là anh ta thì là ai? Thậm chí một lần, trong khi đang theo dõi Jung-moon, tay thám tử đã bị một cú dựng tóc gáy. Jung-moon đã từ từ quay lại nói với tay thám tử đang lén theo dõi phía xa: "Tao đã giết tất cả bọn chúng." Sau đó anh ta nở một nụ cười ám ảnh. Lúc này bên ngoài Gu-tak đã ở đây nghe thấy hết, khuôn mặt không mấy bất ngờ mà thay vào đó là tức giận. Bạn nhớ Gu-tak có một cô con gái bị sát hại không? Một trong số những nạn nhân từng bị Jung-moon giết cũng có cô con gái của Gu-tak. Ông ấy đã biết từ trước nhưng nghe xong những điều đó càng khiến những kỷ niệm đau đớn ùa về. Jung-moon đi ra ngoài thì Gu-tak đã bám theo. Ông ấy định dùng súng rồi chút cơn giận của mình thì Jung-moon đã tới đây, nhanh chóng cử người đưa Jung-moon trở lại bệnh viện.
Gu Tắc lúc này cũng nhanh chóng bám theo tìm thời cơ. Trong khi đó, Trung Moon ngồi trên xe của tên công tố viên Oh. Cô ấy được biết mục tiêu của hắn ta khi gia nhập biệt đội bất hảo là vì hắn muốn biệt đội bất hảo tan rã. Bởi trước kia, lục lại vụ án đầu tiên của Trung Moon trước khi cậu ta trở thành sát nhân hàng loạt, Trung Moon trở về nhà và nhận ra bố mẹ mình bị hai tên trộm sát hại. Cậu ta đã điên tiết rồi giết chết hai tên trộm kia. Vụ đó cách đây 3 năm, tên công tố Oh đã nhận vụ của Trung Moon. Kết quả Trung Moon dưới sự giúp đỡ của vị công tố giỏi được thả với lý do là tự vệ. Sau khi Trung Moon được thả thì ngay lập tức những vụ án đã liên tiếp xảy ra. Trung Moon bị kết tội gây ra những vụ án đó. Công tố Oh vì quá hối hận đã nghỉ việc. Nhưng sau khi nghe biệt đội tội phạm, bắt xong sẽ được giảm 5 năm án tù. Anh ta quyết định không để cho Trung Moon có cơ hội ra ngoài lần nữa, nên đã quyết định phải giải tán biệt đội bất hảo bằng mọi giá. Trong khi đó, Gu Tắc trở về phòng của Trung Moon, chĩa súng muốn kết liễu cậu ấy nhằm chút cơn giận. Nhưng Trung Moon lúc này nói rằng mình không phải kẻ giết người, nếu Gu Tắc muốn chút cơn giận thì cứ bắn, còn muốn tìm ra chân tướng sự thật thì hãy giúp cậu ấy. Kết quả Gu Tắc cũng đổi ý mà giúp Trung Moon, nhưng nếu điều tra rõ ràng rằng Trung Moon là kẻ giết người thì Gu Tắc sẽ làm điều ông ấy đã định. Gu Tắc tháo còng điện tử cho Trung Moon rồi họ tiến hành điều tra. Họ điều tra được tới nhà của ông bác sĩ từng phụ trách điều trị cho Trung Moon. Điều đặc biệt là ông bác sĩ này có cách điều trị vô cùng kỳ lạ, mỗi lần đều cho Trung Moon uống một viên thuốc màu trắng đỏ. Hiện tại thì ông ta đã nghỉ việc rồi. Bên kia, Trung Moon nhận được tin tên sát nhân trời mưa trong tù đã chết. Điều tra thì được bảo là tự tử nhưng Trung Moon biết là không phải. Cô ấy quay lại hỏi ông ủy viên, bởi trước khi tên sát nhân trời mưa bị báo là chết, ông ủy viên đã tới thăm hắn, đến hỏi thì chỉ nhận được những câu úp úp mở mở. Ông ủy viên kể rằng, lúc ấy ông đã rất nhân nhượng nói rằng nếu hắn ta thật sự biết sám hối vì đã giết con trai ông ấy, thì ông ủy viên sẵn sàng tha thứ cho hắn. Mong sẽ có chút thanh thản và nhận được lời xin lỗi từ tên sát nhân máu lạnh, nhưng tên sát nhân lại trơ không có chút hối cải. Nói rằng hắn sẽ ăn uống tắm giặt đều đặn cho thật khỏe mạnh, đến khi ra tù hắn sẽ tới tìm ông ủy viên, và kết quả như nào ai cũng biết, ông ủy viên đã cho trừ khử tên sát nhân. Trung Moon nhận ra điều ông ủy viên đã làm, nhớ lại rằng chính biệt đội bất hảo cũng từ ông ủy viên mà ra, không thể tin vào cấp trên nữa. À Jong quyết định sẽ cùng công tố Oh giải thể biệt đội bất hảo. Theo như công tố Oh, anh ta nói rằng mấu chốt để biệt đội bất hảo giải thể sẽ phải tìm ra ai là người đứng sau ra lệnh muốn trừ khử Trung Moon. Chỉ cần tìm được ra biệt đội sẽ tự tan rã mà chẳng phải làm gì. Phía bên kia, sau khi Gu Tắc và Trung Moon tìm được tên bác sĩ từng điều trị cho Trung Moon, hắn ta thấy Trung Moon tới thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Kết quả bị Gu Tắc bắt được, nhưng điều bất ngờ xảy ra. Trung Moon lúc nãy đã thấy Gu Tắc nghe lén, chĩa súng về cái anh ấy. Cảm giác không thể tin tưởng Gu Tắc nữa liền giật điện để ông ấy bắt động, sau đó liền lôi tên bác sĩ đi. Tên bác sĩ sau khi bị tống vào xe, hắn đã kịp chích một mũi thuốc mê vào chân Trung Moon. Đến khi Trung Moon bất tỉnh hắn liền lái xe chở cậu ấy đi. Bên kia Gu Tắc gọi Trung Moon không được bất lực bỏ về. Điên tiết đập phá đồ đạc thì À Jong vào. À Jong hỏi rằng có phải chính Gu Tắc là kẻ đứng sau mọi chuyện, là kẻ đã 5 lần 7 lượt ra lệnh muốn giết Trung Moon không? Gu Tắc lúc này ngẩng lên, kèm với một nụ cười mờ ám nói rằng đúng vậy, giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự thật. Quay trở lại 2 năm trước, thời điểm có thể nói là nút thắt của tất cả mọi chuyện. Lúc này những vụ án mạng cứ nối tiếp nhau xảy ra, cách thức gây án giống nhau. Họ không tìm được hung thủ vì kẻ thù đã dùng dầu hỏa trắng để rửa dấu vân tay mình trên xác các nạn nhân. Cuộc điều tra càng khó khăn hơn, Gu Tắc lúc đó đã nhận điều tra vụ án này. Con gái Gu Tắc lúc đó vẫn sống và là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn đầy triển vọng. Đam mê học đàn piano, cô ấy giỏi đến nỗi giáo viên dạy thêm còn phải trầm trồ. Nói rằng Gu Tắc nên sắp xếp cho con mình đi du học nước ngoài, chứ giờ ở Hàn Quốc thì sẽ phí tài năng của cô ấy lắm. Nhưng là một vị cảnh sát nghèo, chi phí đi du học rất lớn, làm sao Gu Tắc đáp ứng được. Trùng hợp vào thời điểm đó, Đông Bang đang cùng cánh tay phải đắc lực là ông chú Ma Jong Seok xâm chiếm địa bàn ở Seoul. Với trợ thủ đắc lực là ông chú thì chẳng mấy chốc Seoul sẽ về tay họ. Nhưng để thôn tính toàn bộ Seoul mà không sợ cảnh sát sờ gáy, Đông Bang đã định hối lộ một khoản tiền là 50 triệu won cho Gu Tắc để ông ấy làm lơ trước sự bành trướng của băng đảng Đông Bang. Bản chất vốn dĩ là cảnh sát cương trực, ghét nhất những kẻ chuyên hối lộ rút lót. Gu Tắc đã thẳng tay đánh Đông Bang mà không hề chần chừ. Nhưng sau đó, trở về thì thấy con gái vì thương bố một thân một mình kiếm tiền. Cô ấy đã đi kiếm việc làm thêm và bị lừa, còn bị chúng đánh cho nhập viện. Gu Tắc điên tiết đến tình tên đã đánh con gái mình, chút hàng loạt cú đấm trời giáng lên hắn ta. Tại sao người nghèo như họ phải chịu vào cảnh này cơ chứ? Nghĩ cho con gái. Với khoản tiền 50 triệu won, Gu Tắc có thể đưa cô ấy đi du học. Kết quả đã đồng ý nhận tiền hối lộ, nhưng Gu Tắc có một yêu cầu. Trong quá trình chiếm Seoul đủ thứ tội trạng từ tấn công bạo lực đến hành hung, Đông Bang nếu bị truy cứu rõ thì sẽ bị đi tù mọt gông. Gu Tắc đã tạo điều kiện bảo Đông Bang hãy giao Ma Jong Seok cho ông ấy, đổ hết tội trạng lên đầu Ma Jong Seok là được. Đông Bang ban đầu phản đối, nhưng sau cùng cũng nghe theo Gu Tắc. Vậy Ma Jong Seok phải vào tù trong 28 năm, lãnh hết tội trạng, Gu Tắc sau đó cũng quay trở lại làm việc. Tiếp tục điều tra vụ án mạng hóc búa kia, ông ấy cùng các anh cảnh sát đã phải xem và điều tra lại toàn bộ camera giám sát lắp đặt tại các trạm xăng. Kết quả đã tìm ra một thanh niên hay tới mua dầu hỏa trắng, đó là Trung Moon. Họ nghi ngờ Trung Moon đã sử dụng dầu hỏa trắng để tẩy dấu vân tay trên xác nạn nhân. Nhanh chóng xông thẳng vào và bắt Trung Moon trong sự ngỡ ngàng của anh ta và bạn gái, Gu Tắc tiến hành tra hỏi Trung Moon. Vì sao cần gì mà phải mua dầu hỏa trắng nhiều thế? Kết quả được Trung Moon trả lời rằng mình đi mua hộ cô bạn gái. Cô bạn gái là họa sĩ tranh sơn dầu, dùng dầu hỏa để rửa cọ vẽ. Không tin, Gu Tắc liền mang tấm ảnh của những nạn nhân ra, nói rằng có phải anh ấy đã giết những người này không. Trung Moon bảo mình không phải kẻ sát nhân, nhưng camera đã ghi lại rành rành.
Trung Moon đã tới nhà những nạn nhân. Sau đó hôm sau thì cảnh sát phát hiện có người chết. Trung Moon nói rằng mình không hề nhớ mình đã tới những nơi đó. Kết quả Gu Tak bắt đầu điên tiết, liền lao đến đánh Trung Moon túi bụi, ép cậu ta phải khai, nhưng câu trả lời cuối cùng của Trung Moon vẫn là tôi không nhớ. Trong đầu Gu Tak nghĩ rằng những tên thiên tài như này hẳn rất danh ma, liền dùng máy kiểm tra nói dối, dựa vào biểu đồ để phát hiện. Họ trình chiếu hình ảnh của những nạn nhân lên, hỏi Trung Moon có giết ai không, chiếu từng ảnh một, cậu ấy vẫn lần lượt trả lời không. Máy kiểm tra nói dối báo rằng Trung Moon từ nãy đến giờ vẫn đang thành thật, kết quả sau thời gian tạm giữ mà không thể kết tội Trung Moon giết người. Trung Moon đã được thả, Trung Moon đi ra ngoài và thấy Gu Tak cùng con gái đang nói chuyện. Cậu ấy đã nói một câu khiến Gu Tak nghi ngờ, con gái ông thật sự rất xinh đẹp. Sau đó Trung Moon mỉm cười một cái rồi đi về. Được biết sau khi nhận tiền hối lộ của Đông Bang, Gu Tak đã có thể cho con gái đi nước ngoài du học. Cô ấy sẽ cất cánh vào sáng hôm sau. Gu Tak đã quyết định sẽ ăn cùng con gái một bữa thật ngon để chia tay. Bỗng Gu Tak nhận được cuộc gọi của công tố Oh nên phải đi một lúc. Đến lúc cô con gái đi học về, đang chuẩn bị ăn món ăn yêu thích thì bỗng có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, một kẻ lạ mặt đằng sau lén dùng dao đầm kết liễu cô con gái. Gu Tak trở về trong mưa, khóc thảm thiết khi thấy con gái mình nằm bất động dưới đất. Sau cái chết của cô con gái duy nhất, Gu Tak trở lên suy sụp, mất hết mục tiêu sống. Giờ ông ấy chỉ toàn nghĩ tới hận thù. Thậm chí Gu Tak còn đến nhà của Trung Moon dùng súng định chút cơn giận của mình. Kết quả do hành động dớ dẩn đã bị đình chỉ hành nghề. Dù vậy, Gu Tak vẫn muốn Trung Moon bằng ngoại giá phải đền tội. Vì không có bằng chứng rõ ràng, Gu Tak đã lợi dụng việc Trung Moon cùng bạn gái đang có cuộc sống rất khó khăn. Ông ấy đã mua chuộc cô bạn gái bằng khoản tiền 50 triệu won, hãy đổ tội cho Trung Moon nói rằng anh ta đã có ý định giết cô ấy nhưng bất thành. Với sự giúp đỡ làm bằng chứng giả của Gu Tak, Trung Moon bị bắt ngay lập tức. Với những lời buộc tội mà cô bạn gái nói ra, Trung Moon hoàn toàn bất ngờ, tòa án đã kết tội Trung Moon tù chung thân vì tội giết người. Sau khi đưa Trung Moon vào tù, ngọn lửa trong mình Gu Tak không hề nguôi ngoai, ông ấy muốn Trung Moon phải chết bằng mọi giá. Gu Tak đã đến gặp ông già trung gian, thuê một sát thủ giết Trung Moon. Ông già trung gian đã giới thiệu cho Gu Tak một tay sát thủ đang ở trong tù với Trung Moon, đó là Tae Soo. Chúng ta đã dần nhìn ra mối quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Liệu Gu Tak có phải trùng cuối gây ra mọi chuyện, triệu tập ba người kia vào biệt đội bất hảo với mục đích mượn tay Tae Soo và Ma Jong Seok trừ khử Trung Moon? Quay lại thời điểm hiện tại, Trung Moon mở mắt trong một căn hầm cũ nát, tên bác sĩ đổ những viên thuốc đỏ trắng vào miệng Trung Moon ép cậu ấy uống. Trung Moon sau khi uống những viên thuốc thì dần ngất đi. A Jong quay trở lại gặp Gu Tak, hỏi ông ta có phải người đứng sau mọi chuyện, kẻ mà năm lần bảy lượt muốn Trung Moon chết. Gu Tak mỉm cười và nói đúng vậy, nhưng sự thật đằng sau lại không phải thế. Gu Tak triệu tập biệt đội bất hảo ban đầu là để phá án, nhưng mục tiêu riêng của ông ấy hoàn toàn không phải muốn giết Trung Moon. Người ra lệnh giết Trung Moon không phải Gu Tak. Cách đây 2 năm, sau khi tống được Trung Moon vào tù, trong lòng Gu Tak thay vì nhẹ nhõm thì lại cảm thấy tội lỗi. Ông ấy có phải đã gán tội cho Trung Moon một cách mù quáng, không hề có chút bằng chứng nào rõ ràng cả. Việc đưa Trung Moon vào tù chỉ để Gu Tak tự kết luận rằng mình đã tìm ra được kẻ giết con gái mình, mong rằng trong lòng sẽ thanh thản hơn. Vì mang lỗi canh canh đó, Gu Tak đã quyết định đưa Trung Moon ra ngoài, quan sát xem cậu ta có thật sự là kẻ giết con gái mình không. Dần dần qua những vụ án, Gu Tak đã thấy được sự lương thiện trong con người Trung Moon. Điều mà một kẻ giết người máu lạnh sẽ chẳng thể có, nhưng kết quả đến tối nay, bị Trung Moon giật cho tê tái người suốt bị các cụ đón đi. Gu Tak đã suy nghĩ lại, tưởng mình bị tên tâm thần phản bội nên sẽ quyết đi tìm Trung Moon. A Jong lúc này đã cử hai anh cảnh sát tới, định bắt Gu Tak đi. A Jong thực sự đã theo gã công tố Oh và muốn giải tán biệt đội bất hảo, nhưng có lẽ chỉ có tên nào chán sống mới gây sự với gã chó điên này. Đối với Gu Tak mà nói, hai tên cảnh sát này chỉ là con muỗi. Đứng trước nòng súng của A Jong và nói sau khi bắt được Trung Moon, ông ta sẽ ra đầu thú. Trong khi đó, cảnh sát đã phát hiện xác của Đông Bang tại nhà ông ta. Điều tra thì thấy ông ấy đã bị trừ khử bởi một con dao ở hiện trường. Trên con dao có dấu vân tay của Trung Moon. Kiểm tra camera thì thấy Trung Moon đi tới nhà Đông Bang ngày ông ấy chết. Chứng kiến cảnh này, ông chú Jong Seok khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Gặp Tae Soo và A Jong ở ngoài. Tại đây, tên công tố Oh đã nói rằng Gu Tak chính là kẻ đã 5 lần 7 lượt muốn giết Trung Moon. Mọi thứ đều bắt nguồn từ ông ấy, cũng vì Gu Tak muốn thuê sát thủ giết Trung Moon, dẫn tới việc gia đình Tae Soo quay sang tàn sát lẫn nhau. Chúng ta đều biết những điều tên công tố Oh này đang nói dối, bốn dĩ Gu Tak đã nói rằng mình không phải người đứng sau muốn giết Trung Moon. Tên công tố Oh nói dối như vậy mục đích chỉ muốn biệt đội bất hảo giải tán càng nhanh càng tốt. Tae Soo và Jong Seok mang theo thù hận nhanh chóng đi tìm hai người kia. Tae Soo thì nhờ ông già trung gian dùng máy nghe lén bắt sóng vào máy đồng nghiệp thân thiết của Gu Tak, nhằm xác định Gu Tak ở đâu, còn ông chú Jong Seok trở về băng đảng, giờ ông chú là người đứng đầu. Bảo đàn em ngay lập tức mang ảnh của Trung Moon đi khắp địa bàn, lùng sục xem Trung Moon đang ở đâu. Bên kia, sau khi bị tống một đống thuốc vào miệng, Trung Moon tỉnh dậy và thấy tay chân dính đầy máu, thấy tên bác sĩ nói chuyện với ai đó, không kịp bỏ chạy cậu ấy bị hắn ta giật điện một lần nữa. Cậu ấy bị một tên là đội trưởng cha đưa đi. Tên đội trưởng cha này không hẳn là tay sai mà là cùng hội với tên bác sĩ, trên đường bị đưa đi. Đàn em của Jong Seok đã phát hiện Trung Moon trên xe, nhanh chóng nhảy hẳn lên mà chặn, kết quả bị xe ô tô không dừng lại cứ lao tiếp khiến tên đàn em du lăn xuống đất. Tận dụng náo loạn, Trung Moon cho giật điện mấy tên đang áp giải mình, khiến cho xe mất lái đâm vào hàng rào. Lúc này đàn em của tên Jong Seok đã đuổi tới đây, nhanh chóng đuổi theo Trung Moon đến một khách sạn. Kết quả Trung Moon đã trốn vào một căn phòng, đổ nước ra sàn nhà, sau đó đợi mấy tên tay sai tới, dí điện giật cho một nhát ngất chết cả lũ. Đến khi Jong Seok tới nơi thì Trung Moon đã không còn ở đây nữa. Bên này Gu Tak được ông đồng nghiệp báo rằng Trung Moon đã trốn thoát khỏi tên bác sĩ.
Gu Tắc lúc này liền nghĩ ra cách có thể ép được Trung Moon lộ mặt. Ông ấy đã đến tìm bạn gái cũ của Trung Moon, bảo cô ấy gọi cho Trung Moon nói rằng Gu Tắc tới và đe dọa. Trung Moon nghe tin vì không muốn nguy hiểm cho bạn gái nên đã tới. Trong khi đó, A Jong và tên công tố viên Oh đến tìm ông ủy viên, nói rằng ông ấy hãy mau ra lệnh giải tán biệt đội bất hảo, nhưng ông ủy viên không đồng ý. Thậm chí còn thấy khá buồn khi A Jong, dù là cấp dưới nhưng ông ấy luôn coi như con gái, giờ lại đi theo phe tên công tố kia. Bên kia, Trung Moon đã tới chỗ bạn gái và gặp Gu Tắc ở đây. Ông ấy đánh rồi chĩa súng vào đầu Trung Moon. Định kết liễu thì Tae Su và Jong Suk đã tới. Tae Su chút cơn giận lên Gu Tắc vì tưởng ông ấy là người đứng sau mọi chuyện. Hai người họ vốn dĩ đã có thể trở thành bạn bè. Cả đội quay sang tàn sát lẫn nhau như này thật quả là điều đáng buồn. Tae Su cầm khẩu súng lên định bắn kết liễu Gu Tắc nhưng không làm được. Trong thâm tâm anh ấy có lẽ vẫn tin người đội trưởng của mình. Ông ấy không phải người đứng sau muốn giết Trung Moon. Bên kia, ông chú Jong Seok cũng rút con dao ra định trả thù cho Đông Bang. Trung Moon lúc này dường như đã buông xuôi chấp nhận điều mà cậu ấy không hề làm. Trung Moon giờ có giải thích rằng mình không giết Đông Bang thì cũng vô ích. Cậu ấy chỉ muốn chút bỏ gánh nặng bằng cái chết. Quá bất lực với việc bị gắn với cái mác kẻ sát nhân vì những điều mình không hề làm rồi. May mắn, sau đó Jong Seok đã không để cho cảm xúc tức giận lấn át đã dừng lại kịp. Bốn người họ lên xe và đi tìm tên bác sĩ của Trung Moon để điều tra. Lúc này phía bên kia, tên công tố Oh đã tới và gặp ông ủy viên. Tại đây hắn kể lại với ông ủy viên về chuyện từng trải qua với mình. Trước kia vợ hắn cũng bị một tên sát nhân hàng loạt giết chết. Cũng giống như ông ủy viên sau khi mất người thân yêu nhất, hắn đến tù để xem tên sát nhân như nào. Điều mà tên công tố Oh mong muốn là tên sát nhân phải thấy hối hận về việc mình đã làm. Nhưng kết quả đến khi tới thì bộ mặt trơ trơ của hắn ta lại khiến công tố Oh càng thêm tức giận. Hắn không có chút gì là ân hận hối lỗi. Vậy nên tên công tố đã dần mất đi niềm tin vào pháp luật. Anh ta muốn làm cho những tên sát nhân phải thật sự đau đớn như những nạn nhân mà hắn từng làm hại. Đó mới là sự trừng trị đích đáng. Tên công tố Oh biết rằng tên sát nhân kia cũng có một người vợ. Hắn vô cùng yêu thương cô ấy. Công tố Oh đã tới nhà. Giết người vợ mà tên sát nhân yêu thương, giống như trước kia tên sát nhân đã giết vợ của công tố Oh. Tên sát nhân sau khi vợ chết cũng trở nên suy sụp hốc hác. Kết quả cuối cùng có vẻ tên công tố đã nhận được sự hả hê mà hắn muốn. Quay trở lại cuộc nói chuyện của ông ủy viên và công tố Oh, tại sao hắn ta lại nói cho ông ủy viên những điều này? Tên công tố Oh thực chất chỉ thừa nhận tội ác của mình vì hắn đã có kế hoạch sẵn, muốn làm ông ủy viên tức điên trước khi kết liễu ông ấy. Sau khi thủ tiêu xong ông ủy viên, hắn liền đi sắp xếp kế hoạch của mình. Ông ủy viên trong lúc hấp hối đã gọi điện thoại cho Gu Tắc, muốn nhắn nhủ lời cuối. Ông ấy không muốn tiết lộ ai đã giết mình vì không muốn Gu Tắc đi trả thù nữa. Nói với người em thân thiết rằng Gu Tắc đã sống cả đời quá cực khổ, đừng nên tiếp tục lao vào nữa. Hãy trở về và sống một đời thật thanh thản, sống như một con người bình thường đi. Gu Tắc nghe xong những lời này thì không kiềm lòng nổi. Họ lái xe đến nơi ông ủy viên thường hay tới. Kết quả tới nơi thì ông ủy viên không còn thở nữa, chỉ chờ có cơ hội này. Tên công tố Oh đã xuất hiện với một đám người, trong đó có tên đội trưởng Cha. Tên công tố tỏ ra vô cùng đắc thắng, hắn ngậm máu phun người, đổ cho biệt đội bất hảo đã giết ông ủy viên. Nhưng cái trò mèo của hắn ta làm sao qua được mắt của chó điên Gu Tắc. Gu Tắc liền nắm lấy tay phải của hắn. Trên tay tên công tố Oh lại có một vết thương ở trong lòng bàn tay, nếu cầm dao đâm, dùng nhiều lực quá sẽ khiến cho tay của kẻ cầm dao bị lưỡi dao cứa vào. Chỉ một chi tiết nhỏ đã khiến họ biết tên công tố Oh này là sát nhân, cứng họng không còn gì để nói. Tên công tố Oh ra lệnh cho đàn em xông lên tấn công luôn, hai bên lao và đánh nhau kịch liệt. Tae Su đấu tay đôi với tên đội trưởng Cha, cuộc đấu gần như ngang ngửa. Trong khi đó, ông chú Jong Seok vẫn vừa nắm đấm uy lực, đấm phát nào mấy tên tay sai nhất người phát đó. Từng tên một ngã xuống đất, Trung Moon và Gu Tắc để ý tình hình thấy rằng với bọn tay sai quá đông. Trong khi ông chú Jong Seok và Tae Su vẫn nỗ lực đánh đấm, Trung Moon đã nhanh chóng chạy ra cướp xe của bọn tay sai, bốn người bọn họ nhanh chóng chạy lên xe bỏ trốn. Tối hôm đó, A Jong phát hiện ra ông ủy viên đã chết thì vô cùng đau buồn, nhất quyết đi tìm kẻ nào giết ông ấy mà không biết rằng tên công tố Oh đã làm điều đó. Tên công tố Oh bắt đầu tận dụng thời cơ, lan truyền tin tức ông ủy viên chết, gán tội cho biệt đội bất hảo. Giờ tin tức và khuôn mặt của các thành viên đã ở khắp mọi nơi. Gu Tắc cùng ba người không thể đi đâu được bèn trốn tại một ngôi nhà bỏ hoang. Kế hoạch tiếp theo sẽ là bằng mọi giá bắt được tên bác sĩ. Bắt được hắn thì coi như sự thật được phơi bày. Được biết giờ tên bác sĩ đang vô cùng hoang mang, chỉ cần khiến tên bác sĩ tự tới chỗ họ là được, để làm được điều đó. Trung Moon đã nhờ A Jong, dù trước A Jong đã theo tên công tố Oh, nhưng bản thân cô ấy cũng không tin biệt đội bất hảo đã giết ông ủy viên. Jong Moon nói rằng họ sẽ tìm ra sự thật nên đã nhận được sự đồng ý của A Jong. A Jong nhanh chóng đóng cầu dao rồi bắn hai phát súng đánh động, sau đó gọi điện thoại cho tên bác sĩ nói rằng Trung Moon đã đột nhập vào nơi hắn ta đang trốn. Hãy xuống chỗ để xe, vào trong một chiếc xe màu xám. Tên bác sĩ không nghi ngờ làm theo. Kết quả tên đội trưởng Cha thấy tên bác sĩ xuống dưới, bảo quay lại mà tên bác sĩ không nghe, chạy tới chỗ xe xám thì bị Trung Moon đợi sẵn bắt lại. Jong Seok nhanh chóng lái xe đi, thành công kế hoạch bắt tên bác sĩ. Đến phần tra khảo, ông chú Jong Seok và Tae Su thay nhau ép hắn khai thì tên bác sĩ đã phải chịu khai. Hắn kể rằng, cách đây vài năm, vợ tên bác sĩ cũng bị một tên sát nhân hàng loạt giết. Tên công tố Oh đã chịu trách nhiệm cho vụ của vợ bác sĩ, thành công tống tên sát nhân giết vợ tên bác sĩ vào tù. Đó là cách hai người này quen nhau. Nhưng dù vậy, tên bác sĩ chẳng hề cảm thấy đỡ hơn. Sống như kẻ vô hồn trong 2 năm cho đến một ngày, tên công tố Oh liên lạc lại với tên bác sĩ. Hắn nói rằng hắn đang xử một vụ án vô cùng đặc biệt, bị cáo trong vụ án này là một kẻ tâm thần. Ngày hôm sau, tên công tố Oh đã đưa Trung Moon tới chỗ tên bác sĩ. Hai tên này đã lập một kế hoạch, bọn chúng sử dụng một loại thuốc ức chế thần kinh.
Loại thuốc có tác dụng phụ là gây rối loạn cảm xúc và mất trí nhớ. Bọn chúng cho Trung Moon uống thuốc này mỗi ngày và cuối cùng đã khiến cậu ấy vào trạng thái mộng du. Sau khi Trung Moon vào trạng thái mộng du, tên bác sĩ sẽ cho Trung Moon xem mặt, đọc để cậu ấy nhớ địa chỉ nhà họ, tên, giới tính và bảo Trung Moon hãy đi giết đối tượng chúng đưa ra. Nhưng kết quả đã khiến tên bác sĩ và công tố Ô thất vọng. Trung Moon dù đã đi tới trước cửa nhà của nạn nhân nhưng dù trong bộ thức, cậu ấy vẫn không cho bản thân mình giết người. Đồng vàng cũng bị tên công tố Ô giết bằng cách này. Vậy tên công tố Ô chỉ muốn giết người cho vui hay sao? Không hẳn như vậy. Tên công tố Ô đã chọn mục tiêu là người thân của những tên giết người máu lạnh. Hắn muốn những tên sát nhân phải chịu sự đau đớn mà mình từng trải qua. 15 người bị hắn và tên đội trưởng cha sát hại, khi đa phần là người thân của những tên sát nhân. Chỉ có riêng con gái của Gu Tắc, nguyên nhân cổ con gái của Gu Tắc dư vào tầm ngắm là vì Trung Moon thời điểm đó vẫn chưa được kết tội, bọn chúng muốn Trung Moon phải vào tù thay chúng. Tên công tố biết rõ rằng Gu Tắc đã sớm nghi ngờ rằng Trung Moon là tội phạm. Tên công tố Ô lợi dụng điều đó, giết con gái của Gu Tắc nhằm kích động, đẩy Gu Tắc đến sự tức giận tột độ. Và có vẻ kế hoạch của tên công tố Ô đã thành công khi Gu Tắc làm đúng như những gì hắn dự đoán. Và cũng vì sau khi nghe tin Trung Moon được gọi ra ngoài và biệt đội bất hảo, tên công tố Ô đã sợ rằng mọi việc làm của hắn sẽ bị lộ. Hắn muốn trừ khử tận gốc Trung Moon nên đã thuê sát thủ, nhờ cả Đông Bang làm điều đó. Vô Tắc sau khi biết được chân tướng sự việc đã đi ra ngoài, nói lời xin lỗi với Trung Moon, đưa cho cậu ấy khẩu súng của mình, ngầm nói rằng ông ấy muốn dùng cả mạng sống để chuộc lỗi. Dòng nhưng giơ súng lên nhưng không ra tay, kẻ được gọi là tâm thần nhưng lại có tình người và cảm xúc hơn những ai từng chút cơn giận lên cậu ấy. Trung Moon nói rằng họ sẽ phải lên kế hoạch tìm tên công tố Ô để chấm dứt mọi chuyện. Biết tên công tố Ô đã lén nghe lén điện thoại của Ajong, ông ấy đã giả vờ hẹn Ajong ra một bến cảng và nói rằng sẽ đưa tên bác sĩ tới đó. Tên công tố Ô nghe xong thì anh ấy cũng dính bẫy, nhanh chóng điều động người tới đó. Trước khi đi, Tae Su đã quyết định làm một việc, anh ấy đi đến nhà Sojom lúc cô ấy về, thừa nhận rằng chính mình đã giết chồng cô ấy. Vì đã phải lòng Sojom nhưng biết cô ấy đã có chồng, Tae Su đã ám sát chồng của Sojom và giản dựng như một vụ tai nạn. Nhưng sau đó Tae Su đã nhận ra hành động của mình quá mù quáng. Anh ấy đã đầu thú. Sojom nghe xong điều này thì không nói được lời nào, ngồi sụp xuống khóc. Sau khi Tae Su đã lo xong chuyện của mình, lời thú tội được nói ra gánh nặng đã nhẹ bớt, giờ cả đội có thể tập trung vào bắt tên. Điều công tố Ô rồi, họ dự đoán vị trí tên công tố Ô sẽ theo dõi từ xa. Gu Tắc và Ajong giả vờ gọi điện thoại, tiết lộ vị trí nói rằng tên bác sĩ đang ở trên thuyền khiến tên công tố tưởng thận. Bảo tên đội trưởng cha dẫn đàn em lên chiếc thuyền đó, ai ngờ bọn chúng lại tự chui đầu vào giọt. Gặp Tae Su và ông chú Jong Seok trên thuyền. Jong Seok nắm cổ người mua nắm cổ gà, đấm từng tên với cú đấm chết người. Tae Su thì tiếp tục dùng kỹ năng sát thủ, đấm rửa bẻ tay, đá khi đã hạ gục 3-4 tên tay sai một lúc, tên đội trưởng cha lại tới đây. Cuộc đạo sức của hai người này lần trước vẫn chưa phân thắng bại, tên đội trưởng cha chủ động lao vào trước, ban đầu cả hai ăn miếng trả miếng. Nhưng tên đội trưởng cha dần tỏ ra đuối hơn nên đã dùng dao mà đâm, nhưng tên này không biết được hắn đang dùng dao để đấu với một bậc thầy về dao. Múa dao qua mắt thợ thế là mọi đòn đều bị chặn, bị Tae Su nhắc hẳn lên đập mạnh lưng vào ống sắt khiến xương sống gãy làm đôi, từ giờ về sau cả đời tàn phế. Trong khi đó ông chú Jong Seok vẫn tất bật với mấy tên đàn em, số lượng quá đông đảo nhưng mọi chúng đều phải tránh chóng sau một hai cú đấm. Bới tay không hòa đấm cho tên nào tên lấy vỡ đầu chảy máu, chúng định lao lên liều sống chết thì phía sau Tae Su đã tới giúp Jong Seok một tay, không khác gì hổ thêm cánh cả hai, liền hạ mấy tên tay say vô cùng nhanh chóng. Trong khi đó, tên công tố Ô đã phát hiện Trung Moon đưa tên bác sĩ trùm đầu đến một căn phòng. Trung Moon trong khi đó đã lãnh một phát đạn của tên công tố đều không còn sức kháng cự. Tên công tố tỏ ra vô cùng đắc thắng, nghiệm đã tự hú nhận hết tội lỗi. Hắn đến giờ vẫn coi việc giết người thân của những tên sát nhân là cách để khiến tên sát nhân chịu sự trừng phạt dày vò và cũng là sự an ủi cho những nạn nhân bị những tên sát nhân giết. Nhưng cuối cùng, tên công tố Ô làm những việc sai trái đó chỉ để phụ bụi ham muốn giết chóc, chẳng có mục đích trừng phạt nào cả vì người thân của những tên sát nhân cũng chỉ là người thường. Giống như khi ta làm những điều sai trái, ta thường viện ra một cái cớ cho những việc ta làm để biến nó thành đúng. Tên công tố Ô cũng vậy, Gu Tắc từ từ bỏ trùm đầu ra, đấm túi hụt tên công tố Ô nhưng dòng hùng đã ngăn lại kịp thời. Tên công tố bị đấm cho khủng mỏ. Gu Tắc chỉ lên chiếc camera rồi đi ra ngoài. Mọi lời thú tội cùng mọi chuyện xảy ra này giờ đã được ghi lại. Ajong nhanh chóng dẫn người vào bắt tên công tố Ô. Nhớ lại hồi chiều lúc Ajong và Gu Tắc nói chuyện, Ajong nói rằng giờ ông ủy biên đã chết nên lệnh giảm án của các thành viên sẽ khó có thể thực thi. Ajong khuyên Gu Tắc sau khi xong vụ này hãy trốn đi, vì vụ án 2 năm trước Gu Tắc đã làm giả bằng chứng để đổ tội cho Jong Moon, nhưng Gu Tắc không đồng ý điều đó. Bốn thành viên bước ra ngoài không chút sợ sệt, không giống như bản 2019, bốn thành viên của biệt đội bất hảo bước ra và được chào đón nồng nhiệt. Mà ở phần này, họ bước ra là những tội phạm kiến về những nòng súng đang chĩa vào mình, sẵn sàng nhận lấy sự trừng phạt do tội lỗi đã gây ra. Lúc này, Ajong lục lại vụ án từ hồi họ bắt tên sát nhân trời mưa. Bạn nhớ tên sát nhân chỉ giết người khi trời mưa chứ? Hắn đã ám sát 22 nạn nhân thứ 23 này họ cứ nghĩ là do hắn giết nhưng không phải. Có nghĩa là người phụ nữ trong hình đã bị một kẻ khác ám sát. Vậy vô pháp để tìm ra hung thủ là gì? Ajong lúc này mỉm cười và để ra một giải pháp, cô ấy đi đến phòng giam của Gu Tắc và nói rằng: "Tôi muốn triệu tập biệt đội bất hảo một lần nữa." Cuộc nói chuyện của viện trưởng Lee và một lão chủ tịch Jo. Được biết lão chủ tịch Jo này là một người vô cùng quyền lực, bản thân xuất thân từ dân anh chị nhưng dần mở rộng được quan hệ. Còn phía viện trưởng Lee thì ông ta lại là người có quyền hành trong viện kiểm sát. Ông ta nói về việc gần đây Tổng thống Hàn Quốc đang muốn cải cách viện kiểm sát, nó có vẻ khiến ông viện trưởng này hơi căng thẳng.
Ông viện trưởng nói rằng mình sẽ bằng mọi giá phải bắt lão chủ tịch Do, vì để từ một dân anh chị giang hồ mà trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn thì ông ta cũng đã phải đút lót rất nhiều rồi. Việc Tổng thống Hàn Quốc còn muốn nhổ cỏ tận gốc mầm mống của tham nhũng, của tội ác, và viện trưởng Lee đã biết chắc chắn chủ tịch Do có hối lộ quan chức, nhưng vấn đề để đưa lão ta ra tòa, ông ta sẽ cần bằng chứng. Vì vậy viện trưởng Lee đã nhờ một người giúp, đó là công tố Hu. Công tố này thì khỏi bàn, ông ta đã ngoài 50 tuổi, nhưng hắn lại vô cùng thô lỗ, chỉ thích dùng nắm đấm, nhưng lại được đồng nghiệp và cấp dưới quý trọng, gọi với tên thân mật là anh Hu. Vốn dĩ Hu không ưa gì lão viện trưởng Lee, bởi lão ta là một kẻ rất thích lạm dụng quyền hành, nhưng công tố Hu vẫn giúp, bởi ông ấy và tên chủ tịch từng có hiềm khích trong quá khứ. Hu đã triệu tập một biệt đội này có thể nói là đủ mọi thành phần, chủ một nhà hàng với khả năng đánh đấm tên heo, một thanh tra đầu gấu nghiện ngập tên Giang, là thanh tra mà không khác gì tội phạm. Tiếp theo là một công tố viên khác, công tố viên tên No, một người chính trực, không động tay động chân bao giờ, được mời về để lo việc bàn giấy. Đây chính là công tố No, anh ấy ở nơi khác được Hu gọi về đây. Đặc biệt hơn nữa, No và chó điên Gu Tắc ở phần 1 của biệt đội bất hảo, trước kia lại vô cùng thân thiết, nhưng giờ Gu Tắc đã vào tù. No thường xuyên được một người phụ nữ gọi điện, cô ấy là vợ của anh đồng nghiệp tên Trang Jun của công tố No, lý do là vì trước kia anh đồng nghiệp Trang Jun đã bị một tên đâm cho bỏ mạng giữa thanh thiên bạch nhật, vợ của anh đồng nghiệp rất nôn nóng tìm ra được hung thủ đã giết chồng mình. Công tố No lúc đó cũng ở hiện trường, đã chứng kiến cảnh anh đồng nghiệp bị đâm. Công tố No tới chỗ được công tố Hu gọi tới, được một thanh tra tên Xin dẫn đi. Thanh tra Xin này vô cùng tốt bụng và là cấp dưới của công tố Hu. Trên đường đi họ gặp viện phó Cha Kính Tròn, viện phó thì đứng dưới viện trưởng và đứng trên công tố bạn nhé. Thanh tra Xin dẫn công tố No tới gặp công tố Hu, mới gặp lần đầu đã thấy trên bàn là một tập những vụ án. Trước sự lễ phép của công tố No, Hu lại tỏ ra vô cùng thô lỗ, không nói vì sao gọi công tố No về đây làm, chỉ nói vài câu và bảo anh ấy hãy trả tiền bữa ăn cho mình. Sau đó, thanh tra Xin đưa công tố No đi giới thiệu địa bàn. Trước mặt là khu phức hợp Inbuk, người dân sống ở đây rất khá giả, mà họ sống khá giả là một phần do chủ tịch Do giúp đỡ. Đây cũng có thể coi là địa bàn của ông ta, luật pháp chẳng là gì vì ở đây người dân coi chủ tịch Do như thánh, chỉ cần chủ tịch Do bị cảnh sát gọi vì bất cứ tội gì, những người dân ở khu Inbuk này sẽ ồ ạt tới biểu tình bảo vệ ông ta. Sau đó đây là phố đèn đỏ In Nam, nơi chơi bời và say mềm, thuộc địa bàn Đông Đảng. Tiếp đó là địa bàn của Đông Đảng, tính toàn bộ đàn em cũng lên tới 1.000 tên, bọn này thì chuyên sản xuất đủ thứ chất kích thích, không thiếu cái gì. Đứng đầu Đông Đảng là một tên Sang Mô, tên Sang Mô này gọi là đại ca cho Oách chứ cũng chỉ dưới trướng chủ tịch Do. Công tố No được thanh tra Xin trở tới chỗ cửa hàng của anh trai Heo, Hu đi ra ngoài và nói chuyện với Heo, họ có vẻ đang lập kế hoạch để bắt ai đó. Sau khi xong, thanh tra Xin và No lại tiếp tục đi, họ thấy Heo bị một đám giang hồ đang phá quán, nhưng Xin lại không ra giúp đỡ, bởi lũ Đông Đảng kia đã động phải nhầm người. Xin lại chờ anh trai công tố No đến một nơi khác, phường Insei, trái ngược với khu Inbuk của chủ tịch Do, đây là nơi nghèo nhất trong những nơi nghèo. Người dân là những người không có quan hệ, địa vị, sống ở nơi tồi tàn, những tệ nạn thường xuyên xuất hiện ở đây, cướp BOX giết người. Những người ở đây thì vô cùng ghét lão chủ tịch Do, lý do là vì chủ tịch Do ông ta muốn tái quy hoạch phường Insei, phá rồi xây dựng những tòa nhà chọc trời như khu Inbuk. Sau khi xây xong thì những người giàu từ khu Inbuk sẽ đổ về phường Insei, kết quả là những người nghèo của phường Insei sẽ không còn nơi nào để sống nữa. Họ thường phản đối quyết định của chủ tịch Do bằng cách biểu tình, mặc những bộ quần áo và có băng đỏ trên đầu. Đi qua phường Insei, thanh tra Xin đưa No tới văn phòng của họ, vốn là cảnh sát với công tố viên, nhưng họ lại phải đến một nơi vắng vẻ để làm việc, càng yên tĩnh và tránh ánh mắt soi mói. Nói là yên tĩnh chứ chỗ này chỉ yên tĩnh khi không có tàu qua, mà tàu thì cứ 20 phút lại qua một lần. Tại đây anh trai No gặp ông cảnh sát đầu gấu Giang và một chị gái thanh tra trẻ, là bạn thân của ông cảnh sát đầu gấu Giang. Ấn tượng của No và ông cảnh sát đầu gấu ban đầu không tốt lắm. Lúc này thanh tra Xin được Hu gọi tới, bảo cả đội sẵn sàng tới chỗ ông ấy. No vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã phải lên đường đi theo, Xin chở ba người họ tới một tòa nhà. Tại đây vô số những anh cảnh sát cầm vũ khí khác cũng xuất hiện, dùng giấy báo dày mà làm áo giáp như sắp ra chiến trường. Anh trai No được anh trai Heo bảo ở lại trong xe, dù có chuyện gì cũng không được đi ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong, Hu dẫn những anh cảnh sát xông vào, công tố No ban đầu vẫn làm theo lời được căn dặn, nhưng bỗng thấy bộ đàm phát ra những tiếng cầu cứu hô hoán của các anh cảnh sát. Anh trai No liền liên lạc với Hu, vừa mới nhấc máy thì bỗng từ đâu ùn một cái, một anh cảnh sát từ trên cao rơi trúng xe công tố No đang ngồi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh trai No liền đi ra ngoài, anh ấy chưa thấy chuyện này xảy ra bao giờ, run rẩy gọi cấp cứu. Sau đó công tố No đi lên căn hộ tìm Hu, đi lên cầu thang thì đã thấy vô số những anh cảnh sát đang ồ ạt đi lên tầng, bám theo thì phía sau cánh cửa chị gái thanh tra và ông Giang đi ra, phía sau là những tên đàn em vô cùng hung hãn. Chị gái thanh tra đang dìu một chị gái khác hớt hải chạy ra, liền giao chị gái đó cho No. Sau đó bản thân và ông cảnh sát đầu gấu liền liều mình với mấy tên kia, ai nấy đều sức đầu mẻ chán nhưng vẫn đánh vô cùng quyết liệt. Công tố No liền tận dụng cơ hội dẫn cô gái kia lên trên. Tại đây thì sự hỗn loạn dường như chỉ mới bắt đầu, hai bên cảnh sát tội phạm đánh nhau quyết liệt, không biết đâu là quân ta đâu là quân địch, cả hai lao và đánh nhau vô cùng tàn nhẫn. Trong sự hỗn loạn, anh trai No đã thấy thanh tra Xin cũng bị cuốn vào đám đông, thấy một anh cảnh sát bị đánh cho bầm dập, anh trai No liền đánh trả tên đàn em, kết quả bị hắn ta đánh cho tơi tả. Thanh tra Xin từ xa thấy vậy bảo đồng đội tới giải cứu. Sau khi được giải cứu, No nhanh chóng dẫn chị gái kia đi ra khỏi sự hỗn loạn.
Anh trai công tố xuống dưới tầng thì gặp vô số những cô gái khác cũng bị bắt. Anh ấy nhanh chóng giải cứu thì gặp những tên đàn em đi tới, bị đánh cho bầm dập thì anh trai heo tới đúng lúc, giải tán lũ đàn em bằng những cú đấm chất lượng. Sau đó No được công tố Hu dẫn đi, cùng với một tên khác, Hu bảo No hãy lái xe đi thì lũ đàn em đã bám theo, trong khi đó ông ấy đang đánh tới tấp tên đàn em. Cha hỏi hắn về một tên khác, nhưng xui xẻo sao, vì né một chiếc xe đen xe của hai người họ đã đâm vào nhà dân, khiến cho anh trai công tố No bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong, anh trai công tố xuất hiện ở tòa nhà kia, những anh cảnh sát đang thu dọn đống đổ nát. Công tố Hu lúc này mới giải thích lý do thực sự, vì sao công tố Hu lại đưa anh ấy tới đây, hãy nhớ tập tài liệu về những vụ án mà công tố No đã xem trước đó. Những nạn nhân bị giết đều là những người thân cận của lão chủ tịch Jo. Ai có thể là người ra lệnh làm điều đó? Đúng vậy, khả năng cao đó chính là lão chủ tịch Jo. Có vẻ ông ta đang muốn che giấu điều gì đó, nên mới giết hết người thân cận như vậy. Công tố Hu nghi ngờ rằng, chính tên Lee Kyung cũng giết anh đồng nghiệp Chang Jun, kẻ đứng sau có thể chính là chủ tịch Jo. Nghe vậy anh trai No cũng muốn hợp tác, tìm ra kẻ đã giết anh đồng nghiệp của mình. Hu ép tên đàn em vừa nãy phải gọi tên Lee Kyung tới đây. Lee Kyung sau khi được gọi không nghi ngờ cũng tới, những anh cảnh sát nấp trong góc đợi thời cơ. Nhưng Lee Kyung quá tỉnh, hắn đã phát hiện ra, đánh gục ông công tố Hu cùng anh cảnh sát đầu gấu rồi chạy xuống dưới. Nhưng bên dưới này đã có heo, Lee Kyung nhanh chóng bị áp đảo. Hắn cầm bàn ghế bên cạnh đó ném heo, sau đó lao tới xô heo ngã văng ra ngoài cửa kính. Cả hai ngã lên xe ô tô đen rồi lăn xuống đất. Vì heo phải làm bia đỡ cho tên kia nên bị thương nặng hơn, tên Lee Kyung nhanh chóng chạy đi. Anh trai No thấy vậy liền đuổi theo thì bất ngờ tên Lee Kyung bị một chiếc xe đen đâm trúng. Người trong xe đi ra là một thanh niên trẻ tên Hằng. Anh ta bắt rồi đưa tên Lee Kyung lên xe bỏ đi. Hu thấy vậy cũng cùng anh trai No lên xe mà đuổi theo. Ông cảnh sát đầu gấu Giang cũng không để đối tượng bị cướp trắng trợn, liền lao tới chặn đầu chiếc xe lại. Cả hai xe lao vào nhưng vì tránh chiếc xe của tên Han, xe của ông đầu gấu bị lộn rồi chắn giữa đường. Những người theo sau cũng chẳng thể tiếp tục truy đuổi. Trơ mắt nhìn tên thanh niên bỏ chạy, tên thanh niên Han dẫn tên Lee Kyung về tra hỏi ai đã sai hắn đi giết em gái cậu ta. Thì ra trong số các nạn nhân bị tên Lee Kyung giết cũng có em gái Han, cô ấy bị đâm khi ở trong thang máy nhưng may mắn vẫn sống. Ông cảnh sát đầu gấu đã tra được ra nơi mà em gái tên Han đang ở. Cô ấy sau nhát đâm đã bị bất tỉnh. Bạn có nhớ những nạn nhân bị tên Lee Kyung giết đều là những người thân cận với lão chủ tịch Jo không? Nhưng cô em gái của Han thì lại không quen biết tên chủ tịch Jo. Cô ấy làm việc cho ông thị trưởng này. Công tố Hu đã tới và chủ động bắt chuyện. Nói một vài câu ông ấy đã có thể nhận ra, lão thị trưởng dường như đang giấu giếm gì đó, liền bảo các anh cảnh sát hãy theo sát lão thị trưởng và lão chủ tịch Jo. Bên kia, anh thanh niên Han đã tra hỏi được tên Lee Kyung, ai đã sai hắn đi giết em gái cậu ấy. Hắn khai rằng đó là tên Sang Mo. Anh thanh niên Han trong cơn tức giận không suy nghĩ gì, đã tới phố đèn đỏ Innam, thuộc địa bàn Đông Đảng, tìm tên Sang Mo để cho hắn một trận. Ai ngờ trên đường đi, xe của anh thanh niên Han đã bị cảnh sát bắt được trên camera. Những anh cảnh sát nhanh chóng báo địa điểm để công tố Hu và ông cảnh sát đầu gấu tới. Phía bên kia, anh thanh niên Han đã tới quán của tên Sang Mo, lao vào đánh mấy tên đàn em nhằm gây rối. Tên Sang Mo thấy vậy liền cử đàn em tới. Ban đầu những tên le ve cũng chẳng thể làm khó anh. Nhưng đến khi một tên đàn em cơ bắp xuất hiện, anh trai Han gần như không có cửa với hắn. Kết quả bị tên đô con vật ngã ra sàn, rồi bị những tên đàn em dùng gậy bóng chày cứng đánh cho tới tấp. Tên Sang Mo đi xuống vô cùng hà hê, bảo những tên tay sai hãy cho anh trai Han một trận ra trò, đảm bảo anh thanh niên sẽ không dám quay lại nữa. Đúng lúc này, Hu cùng cả đội cũng tới, họ lao vào giải cứu anh thanh niên Han, ông cảnh sát đầu gấu cùng heo lao vào đánh biên cuồng. Công tố Hu cũng vào giúp sức, đám tay sai đấu với đội này dường như không có cửa. Anh thanh niên Han vội vã đi ra ngoài nhưng đã bị bắt lại. Dưới sự thuyết phục của Hu, anh thanh niên trẻ cũng đồng ý khai tên Lee Kyung đang bị nhốt ở đâu. Cả đội về tra hỏi thì được tên Lee Kyung khai rằng lão chủ tịch Jo và lão thị trưởng có mối làm ăn bất chính. Lão chủ tịch đã hối lộ lão thị trưởng một khoản tiền. Vì phải nhờ lão thị trưởng, lão chủ tịch mới có thể sở hữu ngân sách của thành phố. Sau đó lão chủ tịch Jo lập vài công ty ma, rồi bòn rút ngân sách từ các công trình của thành phố. Tiền mồ hôi công sức của dân đóng thuế đều nhẹ nhàng chảy vào túi lão chủ tịch. Lão chủ tịch sợ những thông tin hối lộ bị lộ ra ngoài, hắn liền thuê Lee Kyung giết tất cả những ai biết chuyện đó. Cô thư ký của lão thị trưởng chẳng may nghe thấy và kết quả cũng bị vạ lây. Sau khi biết được những thông tin quan trọng này, họ liền áp giải tên Lee Kyung đi để hắn làm nhân chứng. Anh trai công tố No liền hỏi vì sao hắn lại giết đồng nghiệp của anh ấy, Chang Jun giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Ai đã sai hắn giết anh ấy? Tên Lee Kyung chỉ nói rằng hắn là sát thủ giết thuê, giết nhiều người quá nên không nhớ được. Hãy hỏi tên chủ tịch Jo thì biết. Bọn họ liền chia hai xe đi áp giải tên Lee Kyung về, xui xẻo thay trên đường đi. Xe của No và ông cảnh sát đầu gấu đã bị hai chiếc xe tải khác kẹp lại, khiến cho họ không thể ra ngoài. Còn chiếc xe áp giải tên Lee Kyung thì bị chặn đầu, tên Lee Kyung bị lôi ra. Đàn em của lão chủ tịch Jo đâm một nhát giết chết hắn ta, chắc chắn lão chủ Jo đang muốn giết người diệt khẩu. Anh trai No và ông Giang đầu gấu chỉ còn cách đứng trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, bất lực chẳng thể làm gì. Sau khi xong chuyện, lũ đàn em kia liền lên xe rồi bỏ chạy. Cảnh sát đến khi tới hiện trường thì mọi chuyện đã xong. Hu trở về và hỏi ý kiến viện trưởng Lee. Ông viện trưởng định mang những lời Lee Kyung đã nói ra tòa để buộc tội lão chủ tịch Jo. Ông viện trưởng Lee liền bảo một nữ công tố tóc ngắn công bố thông tin cho báo chí và người dân. Thông tin được đưa ra làm ai nấy đều bất ngờ. Người dân ép lão thị trưởng phải từ chức. Dù mọi người đều quay lưng nhưng còn có một viện phó vẫn đứng về phía lão thị trưởng. Ngày lão chủ tịch Jo bị gọi ra tòa,
vì không có bằng chứng rõ ràng được đưa ra. Lão chủ tịch Joe vẫn một mực nói rằng mình không hối lộ thị trưởng, thậm chí còn không quen ông ta. Trong đội của Hu có thêm một thành viên mới là anh thanh niên trẻ Han. Lúc này, anh trai công tố No nhận được một cuộc gọi. Người gọi tới là viện phó ban. Anh ta biết rằng công tố No đang làm việc với Hu. Anh ta bảo hãy đến gặp anh ta. Anh ta sẽ cho biết thân thế của những người mà No đang làm cùng. Ban đầu No nghe theo lời và tới chỗ viện phó ban. Viện phó ban nói rằng No đang làm việc với những người vô cùng nguy hiểm. Nếu cần giúp đỡ gì, hay Hu có ép anh ấy làm những chuyện công tố No không thể làm, hãy nói cho viện phó ban để được giúp đỡ. Vì là lần đầu gặp mặt, anh trai No không tin tưởng người đàn ông này. Nghe xong chỉ cúi chào rồi đi về. Về tới chỗ làm thì bị Hu lao vào siết cổ. Hu đang vô cùng tức giận. Thì ra tên viện phó ban này cũng dưới trướng viện trưởng, nhưng lại gần như hoạt động độc lập và dạo gần đây có xu hướng giúp lão thị trưởng nữa. Vậy nên việc anh trai No gặp tên viện phó ban khiến Hu vô cùng tức giận. Phía bên kia, tên chủ tịch Joe đã bảo tên đàn em sang Mo tới đón thư ký của lão ta. Cô thư ký của lão chủ tịch nắm giữ mọi thông tin về các giao dịch, các nguồn tiền của lão chủ tịch. Việc đưa cô thư ký đi nơi khác là để Hu không thể tìm ra, không thể tìm hiểu thông tin về các giao dịch của lão ta, vì cô ấy là nhân chứng duy nhất biết thông tin về vụ chủ tịch Joe hối lộ lão thị trưởng. Hu sẽ phải tìm cách khác nhưng không thế mà bỏ cuộc. Hu quyết định sẽ đánh vào địa bàn của tên chủ tịch, đánh vào các địa bàn phi pháp của lão ta, tìm ra manh mối của giao dịch bất chính với lão thị trưởng. Cả nhóm cứ thế xông vào, ông cảnh sát đầu gấu bị bao vây, chỉ mỉm cười sau đó lao vào đánh điên cuồng. Anh thanh niên Han với thân thủ nhanh nhẹn, lao tới đá vô cùng nhanh, dứt khoát đánh ngã mấy tên tay sai. Anh trai Heo thì cũng không mấy khó khăn hạ mấy tên đàn em, chỉ sau một hồi cả đội vào thì những tên tay sai cũng bị hạ hết. Anh trai Heo đỡ một cô nữ sinh xuống, cô nữ sinh này ở gần nhà của Heo, bị mấy tên tay sai lừa vào đây. Lúc này anh trai Xin và một gã đàn ông, dù bị bắt vẫn đang uống rượu, nhìn ra mới biết hắn là viện phó kính tròn tên cha. Hu nghe tin thanh tra Xin báo, liền tới gặp nói chuyện với tên viện phó cha, thì ra tên viện phó cha được lão chủ tịch Joe hối lộ để bảo kê tòa nhà đánh bạc trái phép này. Ban đầu, Hu vì sợ tên viện phó sẽ báo lại kế hoạch muốn điều tra manh mối hội hối lộ của lão chủ tịch Joe, nên đã thương lượng mong tên viện phó sẽ không nói, nhưng tên viện phó cha lại liên tục thể hiện. Nhưng quá cay trước tên quần què này, không nể mặt cấp trên gì hết nữa, Hu liền bảo ông thanh tra cơ bắp tên căng vào dí đầu qua cửa. Dọa ném ông ta xuống tầng dưới, khiến tên viện phó sợ hãi, vội vàng đồng ý điều Hu yêu cầu. Nhưng sau chuyện này, anh trai công tố No thấy sao Hu và đồng đội sao mà bạo lực thái quá, việc họ làm không phù hợp với thanh tra và công tố viên chút nào. Phía bên kia, tại tòa án mà lão chủ tịch Joe bị khởi tố, không có bằng chứng rõ ràng, ông ta được thả về. Trong sự hả hê, lão chủ tịch đi ra xe và bị người dân của phường Insei ném trứng vào người, vô cùng tức giận vì ông ta sắp tái quy hoạch phường Insei. Phía bên kia, lão thị trưởng vô cùng sợ hãi vì sợ mọi chuyện lật tẩy, nhưng sau đó đã được tên viện phó ban trấn an. Tên viện phó A nhận được cuộc gọi của anh trai công tố No. Anh trai công tố No muốn được biết nhiều thông tin về biệt đội của Hu hơn. Tối đó, trong khi đội Hu đang chuẩn bị đi bắt quả tang tay sai của chủ tịch Joe đang giao dịch ma túy, gọi cho No tới thì anh ấy bảo có đám dỗ bà nên không tới được. Nhưng thực chất anh trai No đã lén đi tìm tên viện phó ban vào trong xe của tên viện phó. Anh trai No muốn biết rõ mối quan hệ các thành viên của biệt đội là như nào. Viện phó ban kể rằng mọi việc diễn ra vào 3 năm trước, họ đã điều tra về sự mờ ám của chủ tịch Joe từ thời điểm đó. Của mình và thanh tra Xin, họ cố tìm ra manh mối bằng chứng về việc chủ tịch Joe có đường dây buôn bán ma túy. Họ nhận được cuộc gọi chỉ điểm của một thành viên trong băng đảng Đông Bang. Nhưng lão chủ tịch Joe đã đi sớm hơn một bước, lão ta mua chuộc một tên tham tiền là viện phó cha, giúp lão viện phó cha nâng cao thành tích bằng các án ma túy, lấy tiền của lão viện phó nhờ người đi mua ma túy rồi bán lại cho những đối tượng chỉ định. Sau một vài lần buôn bán thì đối tượng đã nghiện, chúng liền bắt rồi giao lại cho lão viện phó cha. Một trong những người bị lão viện phó cha này làm cho nghiện đó chính là ông cảnh sát Giang đầu gấu. Sau vụ việc ông cảnh sát Giang bị nghiện, công chúng dần đứng về phía lão chủ tịch Do. Nội bộ thì bị lục đục, có người bị đuổi việc, người bị đình chỉ, bạn của Hu thì bị đuổi việc. Nhưng mọi chuyện chưa dừng tại đó, lão chủ tịch Do tung một đoàn cảnh sát tới Hu. Lão ta bỏ tên sang mua thuê một người, đâm vào xe của TSIC khi ông ấy trên đường về, làm hỏng một bên chân của ông ấy. Người mà tên sang mua thuê chính là anh thanh niên Han, người chỉ điểm cho họ cũng bị tên sang mua đâm dã man, không chết nhưng để lại vô số vết sẹo trên người. Người chỉ điểm năm đó chính là anh Heo. Từ thời điểm đó, Hu đã vô cùng căm hận lão chủ tịch này. Trước khi anh trai nó đi, viện phó ban còn cho anh ấy biết một thông tin khác rằng chủ tịch Joe không hề hối lộ lão thị trưởng, không có bằng chứng rõ ràng cho việc đó cả. Hu đang bị cơn giận che mở con mắt, làm những điều mà công tố viên không được làm, hợp tác với tội phạm và sử dụng bạo lực. Viện phó ban nói thế không phải vì đang muốn che giấu cho lão chủ tịch Joe, bởi anh ta chưa gặp lão chủ tịch Joe bao giờ. Bên kia, Hu dẫn đội đi vào bắt quả tang giao dịch ma túy của lũ đàn em chủ tịch Joe. Kết quả khi vừa đạp cửa xông vào thì lại chỉ là cuộc họp báo của lão chủ tịch Joe. Sau kế hoạch bắt quả tang của họ lại bị phát hiện, chắc chắn trong tổ chức đã có nội gián. Tối đó lão chủ tịch Joe đã mời Hu tới để nói chuyện. Lão chủ tịch nói rằng hãy tới và làm cho hắn, đừng đi theo lão viện trưởng kia nữa. Nhưng Hu nói rằng mình không thể tha thứ, làm tay sai cho một kẻ có nhiều tội lỗi như vậy sao. Lúc này lão chủ tịch Joe vô cùng tự đắc, nói rằng có vẻ Hu không hiểu về pháp luật của đất nước này rồi. Nếu một kẻ nghèo giết người thì gọi là sát nhân, còn nếu một kẻ giàu giết người sẽ là tự vệ. Nếu người nghèo biểu tình thì là chống đối và phạm tội, còn nếu người giàu biểu tình thì đó là quyền của anh ta. Mọi thứ đều vận hành trên tiền bạc và quyền lực cả. Ở đây lão chủ tịch có cả hai.
3 năm trước, Hu cũng từng có cuộc nói chuyện thế này với lão chủ tịch Do. Thời điểm đó Hu và đồng đội chỉ biết ngồi bàn giấy và đọc luật, nhưng giờ thì đã khác, Hu đã quyết tâm thay đổi, chỉ có bạo lực mới chống lại được bạo lực. Và về mặt bạo lực thì làm gì có ai qua mặt được mấy gã trong đội của Hu. Một tin buồn cho lão chủ tịch Do là họ đã tìm ra được nội gián của ông ta. Kẻ đã báo cho lão chủ tịch Do khiến kế hoạch tấn công bất ngờ của họ bị đổ bể. Nhưng bù lại họ cũng lần ra được vị trí của thư ký lão chủ tịch Do. Heo và anh thanh niên Han tới xử từng tên rồi vào trong. Sau cuộc nói chuyện với lão chủ tịch Do, Hu nói rằng mình sẽ hạ bệ lão ta, kéo lão ta xuống bằng cách chơi bằng luật của lão chủ tịch. Lão chủ tịch biết thư ký của mình bị bắt tỏ ra không mấy tức giận, nhưng đứng lên đi được một hồi thì phải nhanh chóng ra lệnh cho tên đàn em hãy làm gì đó. Bên kia, sau khi Heo và thanh niên Han vào trong, thì ra vì Heo từng là thành viên trong Đông Đảng, nên anh ấy có quen với cô thư ký của lão chủ tịch Do. Anh ấy khuyên cô thư ký, hãy khai tất cả những gì mình biết về vụ hối lộ của chủ tịch Do. Hai người liền nhanh chóng đưa cô thư ký đến một khách sạn để tạm thời tránh tai mắt của lão chủ tịch. Tối đó, anh trai công tố No sau cuộc nói chuyện với viện phó ban, trong lòng càng thêm nghi hoặc, anh ấy và thanh tra xin rủ nhau đi ăn. Anh trai công tố No hỏi xin rằng, liệu nhỡ đâu họ đã sai, chủ tịch Do chưa từng hối lộ thị trưởng thì sao? Những lời tên sát thủ nói liệu có thể tin được, bởi tên đó vốn dĩ cũng chỉ là một tên sát thủ thuê, đến tên nạn nhân còn không nhớ. Tại sao lại biết mọi chi tiết như vậy về lão chủ tịch Do và thị trưởng? Nhớ đâu Hu đã bị cơn giận nhấn chìm và tin vào những lời đó. Nhưng lúc này thanh tra xin nói rằng, anh ấy đã biết tối qua anh trai No đã lén nói dối và đi gặp tên viện phó ban. Anh trai xin đưa cho anh trai No một tập tài liệu, nói rằng nếu trong lòng còn thấy khó chịu, hãy dở nó ra xem sẽ giúp anh ấy hết nghi ngờ, nhưng đừng bỏ ra xem vội. Sáng hôm sau, lẽ ra người trực tiếp tra hỏi cô thư ký sẽ là Hu, nhưng giờ người của Đông Đảng đã theo dõi sát sao Hu và đồng đội, nên anh trai No sẽ tới khách sạn để tra hỏi. Khách sạn có anh thanh niên trẻ Han và Heo canh gác, máy quay và các thiết bị đã sẵn sàng. Đến khi anh trai No đi tới, thì không ngờ đã có hai chiếc xe đen bám theo, đó là xe của nữ công tố tóc ngắn. Cô ta được lão viện trưởng Ly cử tới đây, mặc dù khi biết tìm Hu đã gọi tới ngăn cản, hãy để việc này cho ông ấy. Nhưng với bản chất hiếu thắng cứng đầu, ả công tố này chẳng quan tâm tới việc bắt được cái ác đâu. Cô ta chỉ muốn thăng chức càng nhanh càng tốt, giống như vụ 3 năm trước ông cảnh sát đầu gấu bị bắt do nghiện ma túy. Ả công tố tóc ngắn này cũng có nhúng tay vào, sau khi biết Hu sẽ chẳng thể tới do đang bị theo dõi. Ả nữ công tố cứ thế vào đi lên trên, ban đầu anh trai Heo còn ngăn cản. Nhưng công tố No đã thuyết phục, hãy thử tin tưởng cô ta xem sao. Đến khi cho ả công tố tóc ngắn vào, cô ta liên tục thể hiện, tỏ ra kiêu ngạo và lạm quyền trước mặt cô thư ký của lão chủ tịch Do. Khi được hỏi, lão chủ tịch Do có hối lộ lão thị trưởng không, cô thư ký liền bảo không, nghe câu trả lời. À công tố tóc ngắn không chấp nhận, liền đọc lại câu hỏi một lần nữa, lão chủ tịch Do có hối lộ lão thị trưởng không? Cô thư ký vẫn một mực nói không, nhưng à công tố cũng không dễ bỏ cuộc, cô ta không cần biết sự thật thế nào. Ép một nữ thư ký phải nói có, cô ta đọc câu hỏi hết lần này đến lần khác, khiến cho nữ thư ký bực tức đi ra ngoài, nhưng kết quả vẫn bị lôi lại, nghe thấy tiếng hét của cô thư ký. Anh trai Heo định chạy vào, nhưng kết quả đã bị anh thanh niên Han ngăn lại. Anh thanh niên Han chỉ muốn tìm ra ai đứng sau ám sát em gái mình sớm nhất, còn những chuyện khác thì không quan trọng. Anh trai Heo không thể để cô thư ký từng quan biết bị làm hại, liền cứ thế chạy vào. Kết quả hai người đồng đội bị xảy ra mâu thuẫn. Anh trai Heo với thể lực hơn hẳn, có thể áp đảo anh thanh niên một cách dễ dàng. Bên kia, công tố No thấy ả nữ công tố ép người quá đáng, lạm dụng chức quyền liền vào định can ngăn, bảo hãy để mình tra hỏi thì kết quả bị mắng té tát. Ả nữ công tố chỉ dừng lại khi nhận được cuộc gọi của viện trưởng Ly. Ông ấy bảo ả nữ công tố hãy về. Ả nữ công tố không có được điều mình muốn liền bỏ về trong hậm hực bực tức. Lúc này, anh trai công tố No mới có cơ hội hỏi để giải đáp sự nghi hoặc của mình. Nhưng cô thư ký chỉ nói, giờ nói ra thì liệu có khác gì nữa không? Hai người kia đi tới thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Anh trai công tố No đi ra xe, mở bịch tài liệu mà Xin đã đưa cho. Anh ấy suy nghĩ một hồi rồi gọi cho viện phó ban, nói rằng mình sẽ cho anh ta biết vị trí của cô thư ký. Nghe vậy, tên viện phó ban liền cử một gã thanh tra tên Park dẫn theo đàn em tới để đưa cô thư ký đi. Phía bên kia cô thư ký được nói chuyện với con. Sau khi nói xong thì anh thanh niên Han cũng rút điện thoại ra luôn, đề phòng cô thư ký gọi cho lão chủ tịch. Một lúc sau Heo vào, vì Heo và cô thư ký từng quen biết, Heo nói với cô thư ký rằng hãy nói ra toàn bộ sự thật mà cô ấy biết, trong xã hội này nếu còn tồn tại kẻ như tên chủ tịch Do thì sẽ chẳng thể yên ổn. Cô thư ký nghe vậy nói rằng mình sẽ suy nghĩ về điều đó. Phía bên kia, tên viện phó tới chỗ anh trai công tố No vô cùng gấp rút, dẫn theo các anh cảnh sát tưởng chừng sẽ tới được chỗ cô thư ký. Ai ngờ vào trong phòng thì gặp Hu và anh trai No ở đây. Thì ra trong tấm thiệp mà Xin đưa cho anh trai No có những bức ảnh chụp lại cảnh tên viện phó ban gặp lão chủ tịch Do. Dù rõ trước đó hắn nói với anh trai No rằng mình chưa gặp lão chủ tịch bao giờ, chứng cứ đã rõ rành rành, tại sao tên ban này lại qua lại với một kẻ như lão chủ tịch? Thậm chí lão ta còn là kẻ thù của Hu cơ chứ. Cứng họng không còn gì nói, tên viện phó ban bỏ về. Hu đi ra xe, ông ấy bỗng nhận được tin cô thư ký đã bị đàn em Đông Đảng đưa đi. Nhưng bằng cách nào? Thì ra trong cuộc gọi vừa nãy, khi cô thư ký gọi về nhà, đã nghe thấy giọng của tên Sang Mo.
hắn đã giữ con trai cô ấy. Cô thư ký bắt buộc phải tiết lộ địa chỉ cho lũ đàn em tới. Thấy lũ đàn em xông vào, anh trai heo một mình đánh đấm cật lực, cân lũ đàn em vô cùng đông đúc đến nỗi máu me đầm đìa. Anh thanh niên han bám theo tên đàn em dẫn cô thư ký gặp tên đàn em đô con của lão chủ tịch ở đây. Đối với mấy tên le ve thì han có thể xử dễ như không, nhưng với tên đô con này thì sẽ là chuyện khác. Tên này với sức lực hơn hẳn, mỗi đòn đánh của hắn đều uy lực, anh trai han bị áp đảo hoàn toàn. Sau một vài cú đánh là han đã hoàn toàn bị nằm ra sàn. Tên đô con lên xe không một vết chảy xước, để cho lũ đàn em xử rồi đưa cô thư ký đi. Ông cảnh sát Giang nghe tin lúc này cũng vội lên đường tới. Heo thông báo cho cả đội hãy tới một lò thiêu, nơi lũ đông đảng thường phi tang nạn nhân của chúng. Bên kia, cô thư ký đã bị đưa tới lò thiêu, đặt vào trong một cái quan tài gỗ chật hẹp. Tên Sang Mo lúc này xuất hiện ở đây, ném mấy tờ tiền vào quan tài, này cầm lấy rồi sang thế giới bên kia mà dùng. Sau đó hắn ta ra lệnh đàn em đóng nắp quan tài, buộc dây chằng rồi cho vào lò thiêu. Bên kia đến khi cả đội đã tới lò thiêu, nghe thấy tiếng hét thì liền tức tốc chạy vào. Kết quả họ đã đến quá muộn, họ đã có thể cứu cô thư ký nếu nhanh hơn một vài phút. Người đau đớn nhất là Heo, mọi người để cho anh ấy ở lại chút cơn giận lên lũ tay sai bên trong. Sau đó, cả đội trở về trong tuyệt vọng. Sáng hôm sau, Hu cùng anh trai No tới bắt lão chủ tịch vì tội đã giết cô thư ký. Nhưng lão chủ tịch lúc này cười rồi chối bay biến, tôi là một doanh nhân không phải kẻ sát nhân, sao tôi có thể giết người cơ chứ? Phía bên kia, Heo tới nhà của cô thư ký, vào gặp cậu con trai của cô ấy, mua cho cậu bé món ăn cậu bé thích. Lúc này trên TV, trong phiên tòa khởi tố lão chủ tịch Jo, một nhân chứng xuất hiện. Mọi người nhìn lên TV thì mới sững sờ, cô thư ký của lão Jo vẫn chưa chết. Cô ấy đi lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Được phiên tòa hỏi lão Jo có hối lộ lão thị trưởng không, cô thư ký liền trả lời không, khẳng định lão chủ tịch chưa từng làm điều đó. Heo và Hu cùng những người khác không còn cớ để bắt người nữa, lại phải bỏ về. Hu lúc này thấy ông cảnh sát Giang dùng nhiều thuốc hơn trước liền hỏi thăm, vì ông cảnh sát Giang trước kia bị nghiện, đến giờ vẫn phải sử dụng một loại thuốc để khiến cơ thể ổn định, nhưng dạo gần đây lại dùng nhiều hơn trước. Dù được Hu nhắc nhở nhưng ông cảnh sát Giang vẫn tỏ ra rất lạc quan, nói rằng mình vẫn có cô thanh tra tóc dài bên cạnh giúp đỡ. Không phải lo, Hu gặp lại lão viện trưởng, được ông ta bảo rằng giờ sẽ chuyển cách khác, không điều tra về lão chủ tịch Jo nữa. Hãy điều tra về cô thư ký, cô ta quản lý nguồn tiền bẩn của lão chủ tịch Jo, thì chắc chắn cô ta cũng sẽ lấy một phần tiền đó cho riêng mình. Những anh cảnh sát được điều động tới, lấy hết giấy tờ của cô thư ký, nhà bố mẹ cô ấy cũng bị lục soát, tất cả bị dẫn tới phòng của anh công tố nào. Anh trai No thấy việc làm này thật không phải chút nào, họ là công tố viên không nên bắt ép người dân như vậy, nhưng Hu vẫn bảo hãy làm theo lệnh của ông ấy. Hôm ấy, Hu đi ăn thì tình cờ gặp TSIC, ông đồng nghiệp cũ, 3 năm trước bị tên chủ tịch Jo sai anh thanh niên han đâm gây tai nạn, hỏng một bên chân, giờ ông ấy có cuộc sống rất khó khăn, tiền nhà còn chẳng trả nổi. Nhưng trong thâm tâm, TSIC luôn hướng về cái thiện, mong việc con người đối xử với nhau bằng tình yêu thương, thay vì sự lạnh nhạt. Những câu nói và sự thành thật của ông bạn già đã khiến Hu suy nghĩ, Hu gọi điện thoại báo cho anh trai No, bảo hãy để cô thư ký và gia đình cô ấy về. Sau quyết định đó, Hu đã bị ông viện trưởng Lee mắng té tát, nhưng Hu vẫn giữ quan điểm rằng mình không phải côn đồ, không thể hành động như côn đồ và làm hại người vô tội được. Lão viện trưởng Lee trước đó cũng có cuộc nói chuyện với viện phó ban, lão viện trưởng nói rằng đừng qua lại với lão chủ tịch Jo và lão thị trưởng nữa, anh ta biết rõ hai kẻ đó là hạng người nào mà. Nhưng viện phó ban không đồng ý, anh ta vẫn cho rằng mình không hề sai, còn à công tố tóc ngắn, vì dưới trướng viện trưởng à ta vô cùng kiêu ngạo, thể hiện rõ bản chất lạm quyền trước mặt hai người kia không một chút giấu giếm. Cô ta tỏ rõ thái độ khinh thường với viện phó ban. Ở phía khác, Heo gặp lại cô nữ sinh mà mình đã cứu ở quán bar. Cô ấy khá thân với Heo. Một lúc sau thì cô thư ký tới quán của Heo. Cô ấy lúc này nói thật rằng vì cô ấy muốn sống nên đã làm như vậy. Heo nghe vậy cũng thông cảm với cô thư ký. Bên kia, lão chủ tịch Jo bảo tên đàn em Sang Mo của hắn hãy đi hoàn thành việc gì đó còn dang dở. Một lúc sau, anh thanh niên Han về bệnh viện xem tình hình em gái mình, bỗng thấy một tên bác sĩ mới. Hắn tiêm một thứ gì đó vào túi truyền nước của cô em gái. Han thấy điều bất thường liền đuổi theo, tên bác sĩ đều thấy bị đuổi liền tức tốc bỏ trốn. Đến khi anh thanh niên Han đuổi theo, thì kết quả thình lình tên bác sĩ đều xuất hiện phía sau, đánh anh trai Han tới tấp, sau đó nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Một lúc sau, Hu cùng anh trai No cũng tới bệnh viện, kiểm tra thì không thấy tên bác sĩ bơm gì vào trong túi truyền nước cô em gái cả. Nhưng anh trai Han vẫn không giấu nổi sự tức giận, tính mạng em gái anh ta đang bị đe dọa, chắc chắn tên chủ tịch Jo đã cử tên kia tới thủ tiêu em gái anh ấy. Han không thể trơ mắt đứng nhìn. Anh ấy quyết định sẽ đi tìm và thủ tiêu tên chủ tịch Jo để bảo vệ em gái mình. Thấy anh thanh niên Han đi khử tên chủ tịch, Hu không hề ngăn cản. No thấy hành động của Hu thì vô cùng bất bình. Tại sao anh biết rằng Han có thể giết người mà không ngăn cản? Hu thì chỉ trả lời No rằng, đừng ngây thơ như vậy. Trên thế giới con người đâu chỉ rõ ràng hai màu trắng đen, mà mỗi người trong chúng ta đều là màu xám, xấu tốt lẫn lộn. Kể cả Han có giết lão chủ tịch Jo, thì hãy nhắm mắt làm ngơ đi. Hu giờ đã bị cơn giận hoàn toàn chiếm hữu. No thì khác, anh ấy không thể để anh thanh niên Han cứ đi như thế được. Anh ấy liền bảo anh thanh tra xin hãy theo dõi Han. Quả nhiên sáng hôm sau, Han đã tìm hiểu lịch trình của lão chủ tịch Jo, sau đó nhanh chóng mang theo con dao tới đó. Anh thanh tra xin thấy vậy liền lao tới chặn đầu, nhưng anh thanh niên Han đã đặt quyết tâm giết lão chủ tịch.
lao tới không ngại đánh bị thương cả đồng đội. Anh thanh tra xin bị thương liền gọi báo cho No, báo rằng Han đã tới buổi họp của lão chủ tịch cho gần đó. Anh thanh niên Han trong xe liền giấu dao vào ống tay áo, lặng lẽ đi vào cuộc họp của lão chủ tịch, đứng nhìn từ phía sau đợi thời cơ trong khi lão chủ tịch đang phát biểu. Trong khi đó thì không may tên Sang Mo đã thấy Han, hắn liền bảo đàn em tới bảo kê lão chủ tịch. Khi vừa phát biểu xong, lão chủ tịch liền đi vào. Han định tận dụng thời cơ tiến tới thì một đoàn người biểu tình bên ngoài vào. Họ là người dân từ phường Incel phản đối việc tái quy hoạch vì số lượng lớn người biểu tình tràn vào. Lão chủ tịch do nhanh chóng được đưa đi, không thể bỏ phí cơ hội nào nữa. Han liền nhanh chóng đuổi theo thì bỗng Hu xuất hiện ngăn anh ấy lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Han không nghe liền đẩy Hu ra, lao tới thì đụng độ tên đàn em Sang Mo. Anh thanh niên rút dao từ trong tay áo đâm thì tên Sang Mo đã nắm vào lưỡi dao. Trong khi tên Sang Mo đau đớn kháng cự, đúng lúc này tên đàn em Đô Con tới giải cứu hắn. Tên đàn em thấy có cả sự xuất hiện của Hu, liền nhanh chóng bảo người đưa lão chủ tịch Jo đi càng sớm càng tốt. Tối đó trở về, tên Sang Mo gọi cho lão chủ tịch Jo, báo rằng hôm nay Hu dẫn người tới muốn ám sát ông ta. Lão chủ tịch Jo vô cùng tức giận, tên Sang Mo liền đưa ra một quyết định tàn độc, bọn chúng sẽ cử người đi giết toàn bộ biệt đội. Lúc này Hu và anh thanh tra Xin đang ăn tối với nhau. Anh trai Xin sau khi uống hơi nhiều thì xin phép đi vệ sinh, mở cửa thì thình lình một tên lạ mặt tấn công từ phía sau. Bên kia anh trai công tố No cũng về nhà, anh ấy không biết đã có một tên lén xiết cổ mình. Anh trai Han ở trọ cũng bị một đám bất ngờ đánh úp. Trong khi đó ông cảnh sát Giang cơn đau lại tới. Cô thanh tra liền nhanh chóng đi mua thuốc hộ, gặp một tên đội mũ ngư dân, hắn thường xuyên bán thuốc cho họ. Nhưng hôm nay hắn ta có biểu hiện bất thường, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Sau đó hắn ta dừng dao đâm cô thanh tra trẻ. Ông cảnh sát Giang thấy lâu quá liền đi tìm thì thình lình bị một tên khác phía sau dùng gậy đánh. Với cơ thể bị cơn nghiện đày đọa, ông cảnh sát Giang dường như chỉ ra chịu đòn. Cô thanh tra sau khi bị đâm vẫn cố gắng chống trả. Trong lúc nguy cấp thì cảnh sát tới, hai tên đàn em sợ hãi nhanh chóng bỏ chạy. Trong phút cuối cô thanh tra vẫn lấy trong túi ra lọ thuốc rồi đưa cho ông cảnh sát Giang. Bên kia, Hu thấy ông thanh tra Xin lâu quá liền đi ra kiểm tra, thấy Xin đã nằm gục dưới đất với vết đâm sâu hoắm ở cổ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên sát thủ vừa giết Xin lao tới tấn công Hu. Hu kháng cự đẩy hắn vào tường và hất văng được con dao ra, nhưng kết cục sau đó vẫn bị đánh bầm dập. Nhìn về phía Xin, Hu không thể để tên sát thủ này thắng được. Ông ấy liền dùng hết sức vật tên kia ra, dùng viên gạch tương vào đầu hắn, kết cục tên kia đau đớn phải bỏ chạy. Bên kia người gặp khó khăn nhất chính là anh trai No, dùng đủ thứ đập vào đầu tên ám sát và sau một hồi vật lộn, anh ấy đã vật được tên kia ngã đập đầu vào bồn rửa tay chết tại chỗ. Trong khi đó, anh thanh niên Han ban đầu dù có bất ngờ khi bị tấn công thình lình, nhưng sau đó đã một mình hạ hết mấy tên tay sai. Trong hành lang chật hẹp dùng dao của một tên rồi đâm vào người hắn, những tên tay sai non tay khác cũng nhanh chóng ngục. Người dễ thở nhất có lẽ là Heo, một tên tay sai vào quán gọi đồ ăn, nhưng hắn lại mang theo dao nhằm ám sát, đâm một nhát thì bị Heo giữ lại, dùng bình sắt tương cho choáng váng, sau đó ném hắn văng đổ cả bàn. Khi hắn cầm ghế lên định đánh trả thì bị Heo ngăn lại. Heo đấm một nhát giữa mặt rồi đẩy hắn văng ra xa. Hắn định dùng thế kẹp cổ mà bị Heo nhấc hẳn lên tung vô số những cú đấm trời giáng khiến tên đàn em nằm ngã ra sàn. Bên kia, cảnh sát tới thì đã quá muộn, Hu phải đứng nhìn cậu em thân thiết đã tắt thở được đưa đi. Trong khi đó, ông cảnh sát Giang đã vào bệnh viện, thấy cô thanh tra bên cạnh thì chẳng thể kìm lòng nổi. Hu trở lại chỗ lão viện trưởng, nói rằng hãy cho tôi một tên, không quan trọng là ai, chỉ cần là lũ cặn bã là được, tôi sẽ đi mang đầu của lão chủ tịch cho về. Lão viện trưởng Ly liền đồng ý, nhấc điện thoại gọi cho một tên thanh tra tên Min Gap. Tên thanh tra này cũng thuộc dạng côn đồ, đánh người không chút lương tay. Sau khi nghe yêu cầu của chủ tịch Ly, tên Min Gap nhanh chóng đi chuẩn bị. Ở phía khác, viện phó ban đã gọi điện thoại cho lão chủ tịch Jo, hỏi rằng tại sao hắn ta lại dám ra tay thủ tiêu đội của Hu. Nhưng lão chủ tịch đã trả lời rằng chính Hu là người khơi mào muốn giết ông ta trước, dù đấu đá thẳng tay thế nào, kể cả có muốn mang ông ta ra tòa cũng không sao. Lão chủ tịch Jo cũng chưa từng làm hại bất kỳ ai trong đội của Hu cả. Nhưng giờ Hu lại đi quá giới hạn, cậu thanh niên Han trong đội của Hu đã định ám sát ông ta thì giờ ông ta còn phải nhân nhượng sao? Nói xong, lão chủ tịch liền tắt máy. Viện phó ban lúc này nhận được cuộc gọi của anh thanh tra Park. Thanh tra Park điều tra camera và đã biết được danh tính tên bác sĩ Đều. Bác tới nhà của tên bác sĩ Đều, khởi động rồi đi vào trong, hỏi người mà mấy tên này không khai, còn dùng gậy mà đánh anh. Bốn tên lao vào, kết quả thanh tra Park nhanh hơn dùng gạt tàn mà tương cho vỡ đầu. Bọn này chỉ là mấy tên tiểu tốt, không phải thành viên đông đảng. Tên bác sĩ Đều sau đó cũng bị lần ra và đánh cho bầm dập. Tên bác sĩ Đều khai rằng một người đã bảo hắn ta hãy cải trang thành bác sĩ tới giết em gái của thanh viên Han, nếu mà bị cảnh sát bắt thì nói rằng do lão chủ tịch Jo sai khiến. Tên bác sĩ khai rằng người thuê hắn chính là lão viện trưởng Ly, lão ta muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa Hu và lão chủ tịch trở lên căng thẳng. Phía bên lão chủ tịch, lão ta biết Hu đang dẫn người tới đánh hòng trả thù, đã bảo đàn em sẵn sàng nghênh chiến. Ở phía Hu, sau khi dự đám tang của cô thanh tra trẻ và ông thanh tra Xin, cả đội đã tập hợp sẵn sàng, ăn uống xong để lấy sức. Cả đội tập hợp với Min Gap chuẩn bị chiến. Hu cùng Min Gap dẫn người vào trong, ban đầu nghĩ có thể hơn thua với lão chủ tịch Jo. Ai ngờ vừa vào trong thì số lượng đàn em đông đảo đã đứng đợi sẵn, 1.000 tên tay sai đông đảng khéo cũng tới đây gần hết. Có tranh lệch quá không vậy, sao đấu lại được đây? Nhưng ông Giang đầu gấu không làm ý chí anh em suy giảm, đứng phía sau nhưng lao lên mở đường cho đồng đội. Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt lao lên, dự sẽ là một cuộc đánh tưng bừng. Hai bên lao vào nhau vô cùng quyết liệt.
ông Giang đầu gấu cứ cầm cây mà quật. Nó thì vừa vào đã bị đánh cho tơi tả, nhưng không bỏ cuộc vẫn lao vào mà gan lì chịu đòn. Những người khác giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất để tung những cú đấm hết sức. Họ giờ không còn là công tố chỉ ngồi bàn giấy mà đọc luật, phải sử dụng bạo lực mới đàn áp được. Với số lượng đàn em lớn, mỗi người họ sẽ phải một mình cân vài tên cùng lúc, không phải ai cũng trụ được như heo và anh thanh niên Hàn. Anh công tố Nó bị súng vào đánh bầm dập phải nhờ hai người kia giải cứu, vì số lượng đàn em quá đông đảo họ phải nhanh chóng đi lên trên. Vừa đi lên được một tầng thì đám đàn em lại tràn ra, cứ mỗi lần đi lên được một tầng thì một người lại phải ở lại cầm chân lũ tay sai. Đến khi lên đến nơi thì chỉ còn ông Giang đầu gấu và anh trai Nó. Ngoài cửa, tên đàn em đô con đã canh sẵn, Giang tình nguyện ở lại để cho anh trai Nó vào, vốn dĩ sức lực đã yếu hơn. Ông cảnh sát ngay lập tức lãnh hai nhát đấm trời giáng, nhưng vì bản chất lì lợm, ông Giang đã dùng cả thân mình để giữ chân tên đàn em đô con, tận dụng cơ hội Nó liền vào trong. Nhưng tại đây vẫn còn một chướng ngại nữa, đó chính là tên Sang Mo. Hắn xuất hiện phía sau quật ngã anh công tố, sau đó đánh liên tiếp vô cùng tàn nhẫn, mặc dù anh trai Nó chưa từng gặp hay động chạm gì tới tên này. Hắn ta vẫn ra tay không khoan nhượng, đánh tới tấp đến khi anh công tố không thể phản kháng được nữa mới thôi. Bên ngoài ông Giang cũng không khá khẩm hơn là bao, bị đấm liên tiếp khiến cơ thể tàn tạp, đá rồi tém vỡ cả bình hoa, tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Bao nhiêu cố gắng của cả đội gần như công cốc, thì viện phó ban đã gọi cho lão chủ tịch Do, nói rằng chính lão viện trưởng đứng sau giật dây mọi chuyện, để cho anh thanh niên Han đi giết lão chủ tịch Do. Từ đó hai bên trở nên căng thẳng rồi mới dẫn đến chuyện này. Viện phó ban liền nói với lão chủ tịch Do rằng hãy đến viện kiểm sát và nói toàn bộ sự thật, lão chủ tịch có yêu cầu gì thì viện phó ban cũng đáp ứng hết, họ sẽ cùng lật tẩy lão viện trưởng. Sau một hồi suy nghĩ, lão chủ tịch cũng đồng ý. Ông ta đi ra ngoài và nói với anh công tố Nó, tôi sẽ để anh bắt tôi. Đi ra đến cầu thang, lão chủ tịch gặp Hu và anh trai Han đi lên trên. Hu trong cơn giận liền chĩa súng về phía lão chủ tịch Do, nhưng lúc này lão chủ tịch Do mới nói ra một câu nói khiến cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Anh sẽ còn để mình bị lợi dụng bao lâu nữa? Tôi chưa bao giờ hối lộ lão thị trưởng. Lão thị trưởng chỉ là một tên ngốc, tại sao phải hối lộ lão ta? Người mà lão chủ tịch Do hối lộ thực chất là lão viện trưởng Lee. Ông ta hối lộ lão viện trưởng Lee để được giới thiệu với thị trưởng, ý tưởng tái quy hoạch Incel cũng là của lão viện trưởng Lee. Dù vẻ bề ngoài là để tái quy hoạch Incel, nhưng lão viện trưởng Lee và lão chủ tịch Do đã lén thông đồng, bòn rút ngân sách thành phố chảy vào túi bọn họ. Nhưng cho đến ngày tổng thống mới muốn cải cách viện kiểm sát, cái này đồng nghĩa với việc kế hoạch ăn tiền bẩn từ ngân sách thành phố của lão viện trưởng sẽ bị lộ. Ông ta ban đầu nói với lão chủ tịch Do rằng hãy để tôi bắt ông để lấy lòng tổng thống mới, chỉ vào tù 1 đến 2 năm là ra, nhưng lão chủ tịch không đồng ý, làm gì mà có đề nghị gì vô lý như vậy. Kết quả đã xảy ra mâu thuẫn, lão viện trưởng sau đó đã giết những ai biết chuyện hối lộ của lão chủ tịch Do và viện trưởng Lee, bao gồm cả tài xế, những người thân cận với lão chủ tịch Do và lão viện trưởng Lee, kể cả em gái của anh thanh niên Han là thư ký của lão thị trưởng. Nghe được cuộc nói chuyện của lão viện trưởng Lee và thị trưởng, kết quả cũng bị liên lụy. Tên sát thủ JPIL giết những người đó cũng là được lão viện trưởng thuê, những lời hắn ta nói đều là được lão ta sắp xếp. Hu lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Từ trước đến giờ ông ấy đều bị lợi dụng, dù mang bao nhiêu sự tức giận khi mất mát đi bao đồng đội, Hu vẫn hạ súng xuống, quyết định áp giải lão chủ tịch về để lật tẩy lão viện trưởng Lee trước công chúng. Hu gọi điện thoại cho lão Lee, lão viện trưởng khăng khăng bảo hãy đưa lão chủ tịch Do đến văn phòng để lão ta xử lý, nhưng Hu bảo rằng ông ấy sẽ đưa lão chủ tịch tới tòa án để lão chủ tịch nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng lúc này những thành viên khác của đội lại không đồng ý. Ông cảnh sát Giang dù bị thương nặng vẫn cố đứng lên nói rằng nên nhớ chính lão chủ tịch Do đã giết đồng đội của họ, kể cả có nơi sự thật ra ánh sáng cũng chẳng thể khiến cô thanh tra kia và ông xin sống lại được. Ông cảnh sát vẫn muốn trả thù cho lòng nhẹ nhõm hơn, báo thù cho đồng đội đã chết. Hu không thể đồng ý, chỉ còn cách để ông cảnh sát ở lại cùng với lão chủ tịch Do định đi thì lúc này heo chặn đầu. Anh ấy cúi đầu trước lão chủ tịch rồi nói, tôi tới đây để cắt đứt toàn bộ mọi chuyện với ông, tôi tới để giết ông. Han lúc này nghĩ, em gái của anh ấy cũng bị lão viện trưởng cử người ám sát dẫn tới nhập viện. Anh thanh niên Han muốn mang chuyện này ra ánh sáng, ép lão viện trưởng phải ngồi tù, liền cầm dao lao tới chỗ heo, kề dao vào cổ anh ấy, bảo Hu hãy dẫn lão chủ tịch đi ngay, hãy tới phiên tòa và mang mọi chuyện ra ánh sáng. Hu cùng anh trai Nó nhanh chóng dẫn lão chủ tịch xuống dưới. Từ trước đến giờ biệt đội chưa bao giờ chia rẽ đến thế. Bên dưới hai bên vẫn đánh nhau tưng bừng, đặc biệt cuộc đấu trở lên ác liệt hơn khi quân chi viện của thanh tra Minh Gáp tới. Hu cùng anh trai Nó nhanh chóng dẫn lão chủ tịch đi ra ngoài. Bên kia, lão viện trưởng Lee đã cầu cứu một người cấp trên, gọi và bảo Minh Gáp chặn lão chủ tịch lại. Nhưng kết quả Hu và anh trai Nó vẫn kịp đưa lão chủ tịch ra ngoài. Hu nói với anh trai Nó rằng hãy về văn phòng và gặp viện phó ban, hãy xử lý lão viện trưởng trước. Trong khi đó, anh thanh niên Han và Heo đang tương tàn. Heo nói rằng thành phố ra nông nỗi này thực chất là do lão chủ tịch chứ không ai khác. Thành phố nếu không có lão ta thì sẽ không có những người như họ. Nhưng Han thì không đồng ý. Anh ấy lao và đánh nhưng kết quả lại là người phải lãnh đòn, bị văng hẳn ra đất thì quyết định lấy dao mà chơi. Kết quả cố chém cũng chẳng thể đấu lại, bị giữ cướp dao. Sau đó anh bị đấm rồi vật ngã ra sàn. Vì cứu lão chủ tịch Do đều mà cả biệt đội tương tàn lẫn nhau, nhưng lão ta chính là hy vọng duy nhất để đưa lão viện trưởng ra ánh sáng. Hu lúc này đang áp giải kẻ thù về để vạch trần bộ mặt của lão sếp của mình. Han và Heo lại dẫn đến mâu thuẫn này nửa một lần nữa, mọi chuyện sẽ ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 789 của bộ phim Biệt đội bất hảo, thành phố tội lỗi siêu hay này. Sau một hồi nỗ lực, anh thanh niên Han chẳng thể đấu lại Heo quá đô con, chênh lệch về sức mạnh của hai người là quá lớn. Định dùng dao mà đâm cũng bị đạp lăn ra sàn.
Heo biết không thể cản được tên trai trẻ lì lợm này, liền nhặt con dao dưới đất, từ từ đâm vào bụng của Han. Heo thực chất không muốn làm điều này nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để anh ấy cắt đuôi Han. Một nhát dao Heo đã tính toán kỹ, không quá sâu để khiến Han bỏ mạng nhưng đủ khiến Han không đuổi theo họ được. Heo nói rằng hãy đến bệnh viện đi và anh thanh niên Han sẽ ổn. Sau đó Heo và ông cảnh sát đầu gấu tiếp tục đuổi theo, xuống dưới đánh vô số tay sai, sau đó họ bắt được tên Sang Mo. Sang Mo được đưa vào trong xe của hai người họ, hỏi rằng lão chủ tịch đâu thì tên Sang Mo không trả lời. Kết quả đã bị ông cảnh sát Giang đấm liên tiếp vào mặt. Lúc này, Min Gap từ phía sau đi tới, nói rằng mình sẽ đưa tên Sang Mo đi. Không còn cách nào, hai người họ cũng phải giao hắn cho Min Gap. Sau khi đưa tên Sang Mo ra xe phía sau, một người đã gọi đến cho Min Gap, đó chính là lão viện trưởng Lee. Lão ta muốn nói chuyện với tên Sang Mo. Bên kia Hu cùng lão chủ tịch đã đến được một khu mà lão chủ tịch do bảo kê. Họ vào trong đợi đến khi trời sáng thì sẽ ra tòa. Khi Hu và lão chủ tịch có cơ hội nói chuyện rõ ràng, lão chủ tịch nói rằng mình khá bất ngờ khi Hu lại hợp tác với Han. Dù 3 năm trước Han đã nhận tiền rồi gây tai nạn cho TSIC, khiến ông bạn thân TSIC của Hu bị hỏng một bên chân, nhưng Hu đáp lại rằng lỗi không phải của Han, chính lão chủ tịch đã làm điều đó. Lão ta mua chuộc lão viện phó cha, biến ông cảnh sát Giang thành con nghiện, đâm Heo và để lại vô số vết sẹo trên người anh. Với người bình thường thì khéo đi đời rồi, nhưng Heo thì với thể lực cường tráng nên đã may mắn sống sót. Lão chủ tịch do lúc ấy còn thuê Han trả cho anh ấy một khoản tiền gây một vụ tai nạn cho TSIC, làm hỏng một chân ông ấy, xong bắt Han phải chịu hình phạt. Nói về chuyện của Heo, lão chủ tịch nói với Hu rằng anh có biết vì sao Heo lại hợp tác với Hu 3 năm trước không? Trước kia, Heo được lão chủ tịch do cưu mang vào Đông Đảng, bố anh ta nghiện ma túy khiến cho gia đình tan nát. Mẹ của Heo bị chính bố anh ấy giết. Heo sau khi được lão chủ tịch do cưu mang, nhưng sau khi thấy Đông Đảng đang có đường dây ma túy, Heo đã lén gọi điện báo cho Hu, kết quả đã lãnh vô số nhát đâm như vậy. Lão chủ tịch lúc này nói rằng Hu cứ đâm đầu và bắt lão ta, nhưng Hu đều biết rằng ngoài kia còn vô số những kẻ như lão chủ tịch, một mình ông ấy có bắt được không? Phía bên kia vì không biết lão chủ tịch ở đâu, Heo và ông cảnh sát Giang phải về nhà. Anh trai Han thì đến bệnh viện xử lý vết thương. Tên Sang Mo gặp lão viện trưởng Lee, lão viện trưởng nói với hắn ta điều gì đó. Bên kia, nó đã tới được chỗ viện phó ban, họ tới gặp tổng trưởng công tố để nói chuyện về lão viện trưởng. Nhưng lão viện trưởng quá danh ma, đã đến gặp tổng trưởng công tố trước, tìm kiếm sự giúp đỡ cuối cùng. Ở phía Hu và lão chủ tịch Do, khi họ chuẩn bị lên đường đến phiên tòa thì tên Sang Mo tới. Hu thấy khá kỳ lạ, vì sao tên Sang Mo lại có thể thoát khỏi cảnh sát mà tới đây được chứ? Đến khi tên Sang Mo đến, lão chủ tịch Do nói rằng hãy để ông ta nói chuyện với tên Sang Mo trước, xong họ sẽ đi sau. Tên Sang Mo đi theo lão chủ tịch vào trong, ban đầu còn nói chuyện rất bình thường. Tên Sang Mo đã làm cho lão chủ tịch Do được 17 năm, còn gì mà họ không biết về đối phương nữa, vậy nên cũng dễ hiểu. Chỉ cần nhìn qua lão chủ tịch đã biết tên Sang Mo có gì đó không ổn. Tại sao anh lại bán đứng tôi cho lão viện trưởng Lee? Bên ngoài Min Gap đã gắn máy nghe lén, nghe hết mọi chuyện liền bảo tên Sang Mo hãy giết lão chủ tịch ngay lập tức. Nhớ lại cuộc nói chuyện với lão viện trưởng Lee trong ô tô, lão viện trưởng Lee đã bảo Sang Mo hãy giết lão chủ tịch Do. Ông đã phối hợp với đám công tố viên, ông đầu thú thì đàn em của ông sẽ ra sao? Bao nhiêu tội trạng từ trước tới giờ chẳng lẽ tôi sẽ gánh hết? Nếu ông coi chúng tôi là gia đình thì ông đã không làm thế. Sang Mo liền cầm con dao rồi đặt lên bàn định động thủ, thì kết quả lão chủ tịch nhanh hơn vô cái gạt tàn trên bàn, tương vô số nhát vào đầu tên Sang Mo khiến hắn bất tỉnh. Bên ngoài thì tên Đô Con đã giải cứu Hu khỏi đám tay sai, tên đàn em Đô Con tình nguyện ở lại giữ chân, giữ bọn tay sai ở lại để Hu và lão chủ tịch đi trước. Biết tình hình không ổn, Min Gap liền dẫn người vào trong, Hu và lão chủ tịch lái xe ra. Ngoài thì bị xe của ông cảnh sát Giang đâm xe vào, đám người mở xe rồi lôi lão chủ tịch ra. Ông Giang cùng đồng đội liền đưa lão chủ tịch chuẩn bị đi, thì kết quả thanh tra Park đã được viện phó ban cử tới giải cứu Hu và lão chủ tịch. Thanh tra Park lao tới chỉ với vài đòn cơ bản ông Giang đã gục. Do đã bị tên đàn em Đô Con đánh tơi tả rồi lại phải đấu với những tên khác nữa nên sức lực đã cạn kiệt. Khi anh trai thanh tra Park hỏi xem lọ thuốc này ông Giang đã lấy ở đâu thì ông Giang không còn đủ sức lực để trả lời nữa, mắt lờ đờ rồi bất tỉnh. Hu không còn cách nào, phải để ông Giang ở lại, họ còn việc quan trọng hơn. Ông ấy lại tiếp tục chở lão chủ tịch tới phiên tòa. Bên trong tên đàn em Đô Con bị tên Min Gap cầm chai bia tương mạnh vào đầu sau đó thì ngất lịm. Ông cảnh sát Giang nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, tình trạng của ông cảnh sát vô cùng nguy cấp, bác sĩ phải dùng máy kích tim mới tỉnh dậy. Bên kia anh trai công tố No sau khi bị đưa ra ngoài đã không ngần ngại vào một lần nữa, mong rằng ông tổng trưởng công tố đừng giúp lão viện trưởng Lee, hãy làm theo luật và đưa lão viện trưởng ra ánh sáng. Sự chính trực của No đã khiến ông tổng trưởng công tố khá bất ngờ sau khi biết tin lão viện trưởng Lee sắp bị vạch trần. À, nữ công tố tóc ngắn mới lật mặt tới cầu xin viện phó ban hãy cho cô ta về đội của anh ấy, nhưng anh trai viện phó ban không đồng ý liền bỏ ra ngoài. Bên kia, Hu và lão chủ tịch Do đã tới được bãi để xe tòa án thì gặp Heo ở đây. Hu vì muốn ngăn cản Heo lại đã tung vô số cú đấm nhưng cũng không khác gì muỗi đốt inox. Kết quả bị Heo đáp trả bằng những cú đấm như trời giáng vào bụng và mặt gục ngay xuống đất. Khi Heo đang chuẩn bị ra tay với lão chủ tịch thì bất ngờ Han lại xuất hiện. Han nhào đến giữ chân Heo lại để chủ tịch rời đi. Lão chủ tịch cứ thế đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại. Bên ngoài Han và Heo lại đấm nhau một lần nữa. Cả hai đã sức cùng lực kiệt, Han một lần nữa lại bị anh trai Heo đánh gục, đấm vào mặt rồi đạp vào vết thương vô cùng đau đớn. Heo từ từ tiến tới phía Hu, anh ấy biết mọi chuyện đã kết thúc. Hu nói với anh ấy rằng hãy dừng lại đi.
Sau khi cái ác được phơi bày, mọi chuyện sẽ khác, nhưng Heo nói rằng sau cùng sẽ chẳng có chuyện gì thay đổi cả. Bên kia, lão chủ tịch đã tới phiên tòa, ông ta khai ra toàn bộ sự thật, vạch chân điều xấu xa về lão viện trưởng Ly. Lão viện trưởng Ly nhận được cuộc gọi của tổng trưởng công tố, lão ta không được tổng trưởng công tố giúp đỡ và kết quả sẽ phải chịu án. Sau khi khai ra mình đã hối lộ lão viện trưởng Ly, lão chủ tịch Do cũng phải ngồi tù. Sau khi lão viện trưởng Ly chịu án tù thì vị trí viện trưởng bị bỏ trống, viện phó ban sẽ là người thay thế vào vị trí đó. Từ giờ mình sẽ gọi viện phó ban là viện trưởng ban nhé. Anh trai công tố Nô vẫn còn việc cần làm, anh ấy vào thăm lão chủ tịch Do, hỏi xem lý do vì sao lão lại cử Ye Kyung đi giết Chang Jun, anh bạn đồng nghiệp cũ của anh ấy. Nhưng lão chủ tịch Do nói rằng mình chưa từng nghe hay quen biết tới người tên Chang Jun, đừng nói rằng tới việc cử người đi giết anh ta. Bên kia, sau khi lên chức viện trưởng ban đã nói với Hu rằng anh ta muốn lập ra một biệt đội mang tên đội đặc nhiệm số 3, chuyên phá những vụ án khó và Hu sẽ là đội trưởng. Nhưng sau khi chứng kiến biệt đội mà ông ấy đã lập ra trước đó, gồm ông cảnh sát Giang, công tố No, anh thanh niên Han và anh trai Heo, các thành viên trong đội đã gặp quá nhiều mâu thuẫn do mục tiêu đối lập, tính cách quá khác nhau dẫn tới nội bộ gặp vô số lục đục. Hu quyết định sẽ từ chối. Lúc này, viện trưởng ban hỏi về tình hình của ông cảnh sát Giang, tình hình ông ấy sao rồi. Hu lắc đầu nói rằng tình hình của ông Giang ngày càng nặng rồi, bản thân vốn đã mắc bệnh ung thư, còn phải trải qua bao nhiêu chuyện như thế. Ông ấy chỉ còn sống tối đa là 6 tháng nữa thôi, dù vậy nhưng Giang luôn muốn sống có ích, sống hết mình đến hơi thở cuối cùng nên mới gia nhập biệt đội như vậy. Hu vẫn giấu việc Giang bị bệnh nặng với những người khác vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của ông cảnh sát đầu gấu. Hu quay trở về phòng và gặp No ở đây. Anh trai công tố No kể hết lại cuộc nói chuyện của mình với lão chủ tịch Do, nói rằng mình sẽ gia nhập đội đặc nhiệm số 3, anh ấy sẽ bằng mọi cách tìm ra ai đã giết anh đồng nghiệp. Cảnh lúc này chuyển ngay lập tức sang thời điểm khác. Lúc này anh trai No sau khi gia nhập đội đặc nhiệm số 3 được một thời gian, anh ấy đã tìm ra manh mối kẻ đã đứng sau thuê Ye Kyung giết anh đồng nghiệp Chang Jun của mình. Anh trai No nhanh chóng gọi cho Hu để báo tin tức, nhưng Hu không bắt máy nên No phải để tin nhắn vào hộp thư thoại. No nói rằng anh ấy đã điều tra ra manh mối về cái chết của Chang Jun. Tuyệt đối đừng tin ai trong đội đặc nhiệm số 3, chắc chắn là một trong số chúng. Lúc này một chiếc xe trắng lao tới từ đằng sau đâm No khiến anh bị trọng thương. Tên lái xe bước xuống tiến về phía anh ấy. Tôi đã đúng, No chỉ kịp thốt lên ba chữ đó. Sau đó tên kia lấy điện thoại của anh ấy đi, trở lại xe rồi đâm xe vào anh công tố trẻ khiến anh ấy bỏ mạng. Ông ấy nói với viện trưởng ban thì viện trưởng ban nói rằng có thể đó chỉ là vụ đâm xe bỏ trốn bình thường, nhưng Hu không tin điều đó. Đâm xe bỏ trốn thì vì sao điện thoại của anh trai No bị mất, mà tên lái xe còn cán qua để chắc chắn No đã bỏ mạng rồi mới rời đi. Hu trở về nhà và lục lại tin nhắn thoại thì kết quả nhận được tin nhắn của No để lại trước khi chết. Hôm sau, Hu đến hiện trường nơi anh công tố No chết và bắt đầu điều tra, chụp ảnh lốp của chiếc xe đã đâm chết No, gửi cho một ông tiến sĩ bảo điều tra xem đây là loại lốp gì. Vào trong phòng anh công tố No, rửa cuốn sổ tay của anh ấy thì tìm được một số điện thoại, tiếp tục nhờ ông thanh tra Kang To Béo dò số điện thoại đó để tìm kiếm manh mối. Nhớ lại người anh trai No nói trước khi chết, hung thủ có thể đang ở trong đội đặc nhiệm số 3. Hu quyết định phải vào hang cọp mới bắt được cọp con, ông ấy đã gọi cho viện trưởng ban, nói rằng mình muốn gia nhập đội đặc nhiệm số 3 góp sức giả bắt tội phạm. Viện trưởng ban sau đó cũng đồng ý, bảo ả nữ công tố tóc ngắn dẫn Hu tới văn phòng. Nữ công tố tóc ngắn giờ là người quản lý đội đặc nhiệm số 3. Cô ta tỏ ra hối lỗi và nói rằng mình đang phải dốc hết sức để sửa lỗi lầm trong quá khứ. Và thành quả có lẽ khiến cô ta khá tự hào. Trong 2 tháng qua, đội đặc nhiệm số 3 đã giải quyết hơn 100 vụ hành hung, bọn đàn em đông đảng cũng không quậy phá, các vụ liên quan đến Mai Thúy cũng giảm tới 70%. Nhờ đội đặc biệt số 3 cả đấy, thành phố trở lên sạch sẽ hơn, người dân thì giờ đã tin tưởng và yêu mến vào cảnh sát hơn. Hu nghe vậy thì trong lòng vẫn hơi nghi hoặc, ông ấy được dẫn đến trụ sở làm việc của đội đặc nhiệm số 3, trên tường bên ngoài vẫn dán lệnh truy nã tên Sang Mo. Vào trong văn phòng của đội đặc nhiệm số 3, toàn là những khuôn mặt quen thuộc là thanh tra Park và Min Gap. Thanh tra Park và Hu gặp nhau lần này không phải lần đầu, nhưng ngay lập tức đã xảy ra mâu thuẫn. Tối đó đi ăn, tên thanh tra Park còn nổi nóng dọa Hu rằng đừng can thiệp vào vụ của anh thanh tra No quá, hãy để cho họ lo, họ hiểu rõ hiện trường. Nếu Hu nhún sâu quá thì có thể bỏ mạng lúc nào không hay như No đó, nhưng Hu đáp trả rằng tên thanh tra Park nói mình hiểu rõ hiện trường. Nhưng điện thoại của No lại không tìm thấy, câu nói này đã khiến cho tên Park tức giận bỏ về. Ở phía khác, anh trai Heo trở lại với quán ăn của mình, anh ấy thấy cô nữ sinh mà mình quen biết được một gã nào đó đưa tiền cho. Sau khi biết được rằng cô bé không hề quen biết người đó, hắn nhờ cô nữ sinh cầm một cái túi lạ cho vào trong tủ ở ga tàu, sau đó cô nữ sinh sẽ được tiền. Nghe vậy, Heo biết có điều bất thường liền bảo cô gái lần sau đừng gặp mấy tên đó nữa. Heo sau khi dẫn cô nữ sinh về, thấy một người đàn ông bị đánh bầm dập thì vô cùng bất ngờ. Người đàn ông đó tên Choi, định tới giúp đỡ thì Choi bị đám người của đội đặc nhiệm số 3 áp giải lên xe. Hôm sau, khi đang xem TV thì liền thấy người đàn ông tên Choi đó, lý do là anh ta bị bắt vì giết một cô nữ sinh gần đó. Bên kia để tìm hiểu rõ hơn ai trong đội đặc nhiệm số 3 là hung thủ, Hu đã lén lắp đặt máy quay trong văn phòng, đặt ở những chỗ khuất mà theo dõi. Sau đó, Hu nhận được cuộc gọi của ông thanh tra Kang. Ông thanh tra Kang nói rằng đó là số điện thoại trả trước bằng tên nước ngoài, Hu chỉ cần đến đó sẽ biết ai mua số này. Ông thanh tra Kang đang đi với ông thanh tra đầu gấu Giang. Ông thanh tra Giang cùng đồng đội mới bị người của đội đặc nhiệm số 3 cướp những vụ án của họ.
Ông Giang vô cùng tức giận định không đồng ý, kết quả tên Min Gap nói rằng hắn sẽ lấy luôn vụ án về cái chết của chị gái thanh tra thân thiết với ông Giang. Nhưng Giang sẽ không để điều đó xảy ra, ông ấy vẫn tự mình đi điều tra ông Giang đến tìm một người phụ nữ. Cô ấy là bạn gái của một tên đeo khẩu trang đã đánh lén ông Giang lần trước, chỉ cần tìm được ra tên này thì có thể tìm tên đội mũ ngư dân rất dễ dàng. Sau khi hỏi thì được cô bạn gái cho thông tin, ông Giang dẫn người đến tìm tên đeo khẩu trang đen. Tên khẩu trang đen biết có điều chẳng lành liền tẩu thoát, nhưng kết quả tẩu thoát thất bại bị ông Giang bắt lại. Lôi hắn đến đúng nơi hôm trước, ông Giang đập những nhát trời giáng ép tên đeo khẩu trang đen phải khai ra. Tên đội mũ ngư dân giờ đang ở đâu? Trong khi đó Heo ở tại quán, nghe người xung quanh nói rằng cô nữ sinh đã bỏ nhà ra đi, nhưng mẹ của cô nữ sinh thì lại khẳng định rằng điều đó không đúng. Heo tối đó liền đi tìm tới các địa điểm khả nghi nhưng vẫn không thấy cô nữ sinh đâu. Anh ấy cùng mẹ của cô nữ sinh tới báo cảnh sát, nhưng các anh cảnh sát này lại rất vô tâm. Nói rằng có thể cô bé chỉ bỏ nhà đi thôi, đi vài ngày đói lại về ấy mà, không thể tin tưởng được cảnh sát nữa. Heo quyết định sẽ tự đi tìm, nhớ đến những gì cô nữ sinh nói hôm trước. Tên đã thuê cô nữ sinh đang điều hành một trung tâm dịch vụ, Heo nhanh chóng đi thẳng lên khâu trần trừ, mấy tên ở đây chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức lãnh một cú đạp vào bụng, tên kia ngăn cản cũng ăn một cú đấm, nhảy qua bàn rồi tung một cú đẹp mắt giữa mặt tên Leve. Heo lao tới đánh gục tên đứng đầu, đè hắn xuống bàn rồi đấm liên tiếp ba nhát trời giáng. Tên đại ca sau khi bị đánh tới tấp cũng phải khai để giữ cái mạng quèn. Hắn ta chỉ là người trung gian, nhưng hắn biết người yêu cầu. Bên kia Hu đã tới nơi bán những sim điện thoại trả trước. Ban đầu mấy tên này nghe Hu nói rằng mình là công tố thì quay sang cười chế nhạo. Ông mà là công tố à? Là công tố gì đến có một mình thế? Lần sau nếu nói dối thì chọn cái chức vị gì khác nhé? Kết quả Hu không nhân nhượng, cầm gạt tàn tương một nhát bể đầu. Khai ngay ai là chủ của số điện thoại kia, Hu nhanh chóng lên đường tới địa chỉ nhà của chủ số điện thoại. Ở phía khác Giang và Heo cũng theo manh mối của mình mà lên đường, ai ngờ khi vào trong thì thấy căn nhà tang hoang. Trong một căn phòng anh trai Han hoảng hốt đi ra ngoài, gặp Heo ở ngoài này ông Giang và Hu cũng xuất hiện. Vì sao mỗi người họ là một vụ án khác nhau, lại dẫn bốn người đến cùng một địa điểm lại còn gặp Han ở đây nữa? Hãy cùng nhớ lại thời điểm cách đây vài ngày, khi em gái của Han đã bình phục, Han đưa em gái ra bệnh viện nhưng lại không có tiền trả viện phí. Tên chủ nợ đã đòi Han tiền, nhưng vì vay nặng lãi số tiền cứ thế nhân lên càng lâu không trả số tiền sẽ càng lớn. Đến thời điểm này số nợ của hắn đã đạt tới con số mà anh ấy không trả được nữa. Tên chủ nợ liền ra một yêu cầu cho Han, hãy đi giết một người cho hắn khoản tiền nợ sẽ được xóa sạch. Vì không còn khả năng trả tiền, Han đành miễn cưỡng đồng ý. Han tới nhà của mục tiêu mà tên chủ nợ yêu cầu giết, ai ngờ người được tên chủ nợ yêu cầu giết lại chính là TSIC bạn của Hu. Bạn có nhớ hắn trước kia đã từng được lão chủ tịch cho thuê đâm xe làm hỏng chân của TSIC xong phải tự mình nhận tội, giờ Han lại được giao giết ông ấy nữa, trong lòng thấy vô cùng tội lỗi, không nỡ ra tay liền đi về. Trên đường đi anh thanh niên còn gặp đội đặc nhiệm số 3 đang truy đuổi và cố bắt tên đàn em đô con của lão chủ tịch Do. Tên đàn em dù vô cùng cơ bắp nhưng bị vây quanh bởi vô số cảnh sát, kết quả cũng bị giải đi. Bên kia ông luật sư TSIC đã đến báo cảnh sát là mình bị ám sát, cảnh sát bảo để đề phòng TSIC hãy đừng về nhà và ngủ ở nơi khác qua đêm. TSIC quyết định sẽ nán lại văn phòng luật sư nơi ông ấy làm để ngủ. Vào bên trong được một lúc thì anh thanh niên Han xuất hiện, nhìn thấy người đã từng gây tai nạn cho mình, TSIC lại tỏ ra không hề tức giận, Han cúi đầu và nói: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất muốn nói điều này", nhưng TSIC lại không hề để bụng chuyện xưa, nói rằng ông ấy biết Han là con người lương thiện, anh ấy không hề muốn làm điều đó chẳng qua do hoàn cảnh ép buộc thôi. Sự thông cảm của TSIC dường như không khiến Han khá hơn, mà khiến anh ấy càng thêm dằn vặt bản thân, Han bỏ đi và ngồi sụp xuống bên ngoài. Lúc này một tên đi vào phòng gặp TSIC, đó là tên đội mũ ngư dân mà Giang đang cần tìm. TSIC có vẻ đã quen tên đội mũ ngư dân từ trước, muộn rồi mà anh còn làm gì ở đây. Tên đội mũ ngư dân run rẩy tiến tới nói với TSIC rằng họ ép tôi phải giết ông, nếu tôi giết ông thì họ sẽ tha cho tôi. Sau đó anh ta rút dao ra, kết quả anh thanh niên Han phát hiện điều bất thường liền mở cửa xông vào. Tên đội mũ ngư dân bị phát hiện thì liền nhanh chóng chạy trốn. Hắn ta chạy bỏ xa anh thanh niên Han phía sau, chỉ trong phút chốc Han đã mất dấu hắn ta. Tên đội mũ ngư dân nấp trong bóng tối, sau khi thấy Han không đuổi theo nữa thì hắn ta trở về nhà. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đàn ông tiến tới từ phía sau. Kết liễu tên đội mũ ngư dân, Han đến khi lần ra vị trí của hắn ta thì đã thấy tên đội mũ ngư dân bỏ mạng. Anh ấy hoảng hốt đi ra ngoài thì gặp anh trai Heo ở đây, tiếp sau đó là ông cảnh sát Giang đầu gấu và công tố Hu. Sau khi tìm hiểu thì mới biết, bốn người họ dù là các vụ khác nhau nhưng đều cùng dẫn đến một địa điểm. Tên đội mũ ngư dân đã chết là tay sai của tên Sang Mo. Mỗi khi tên đội mũ ngư dân lên cơn nghiện mà hết tiền, hắn ta sẽ làm một thứ gì đó để kiếm tiền mua thuốc. Nhưng ai đó đã giết hắn ta trước khi họ kịp tra hỏi ngọn ngành. Hu cho những người khác biết tin anh trai No đã chết, ai nấy đều bất ngờ vì bọn họ chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, giờ lại phải nhận tin dữ. Sau khi thấy các vụ án mà bốn người họ đang điều tra đều liên quan đến tên đội mũ ngư dân đã chết, Hu ngỏ ý bốn người họ sẽ tập hợp lại biệt đội. Nhưng sau vụ bắt lão chủ tịch Jo, các thành viên đã nhận ra họ không hợp làm việc với Hu nữa, ai nấy đều bỏ đi. Anh ăn ở thế nào mà giờ không ai nghe anh hết vậy anh Hu? Lúc này Hu đi kiểm tra điện thoại của tên đội mũ ngư dân, phát hiện hắn ta đã từng liên lạc với TSIC. Bên kia đám đội đặc nhiệm số 3 lại định cướp vụ án ở đây. Kết quả tên Park và ông Giang xảy ra mâu thuẫn, tí nữa thì đánh nhau, tên Min Gap phải can và từ bỏ ý định điều tra ở đây.
Lẽ ra mục tiêu ban đầu của ông Giang chỉ là tìm tên đội mũ ngư dân để trả thù cho chị gái thanh tra thân thiết đã bị đâm chết. Nhưng khi tới nơi tên đội mũ ngư dân đã bị giết trước, ông ấy quyết định sẽ điều tra ai đã giết hắn ta. Hu quay trở lại tìm TSIC, hỏi vì sao TSIC lại có liên lạc với tên đội mũ ngư dân. TSIC trả lời rằng, cách đây 2 tuần, anh trai Công Tố No đã tới gặp ông TSIC, anh trai No dẫn theo một người là tên đội mũ ngư dân. Nói rằng đây là nhân chứng cho vụ án mà anh trai No điều tra, vụ án của anh đồng nghiệp Trang Jun. Vì TSIC là luật sư nên anh trai No mong rằng TSIC sẽ đại diện cho tên đội mũ ngư dân. Khi anh trai No điều tra càng sâu hơn, anh ấy có cảm giác đội đặc nhiệm số 3 không hề muốn bắt tên Sang Mo. Sau khi tên Sang Mo phản bội lão chủ tịch Jo, toàn bộ Đông Đảng đã vô cùng tức giận, muốn truy đuổi mà giết hắn ta, ngay thời điểm Đông Đảng chuẩn bị khử tên Sang Mo. Đội đặc nhiệm số 3 nhảy vào càn quét toàn bộ Đông Đảng, giết những thành viên chủ chốt nhưng cuối cùng lại không bắt Sang Mo. Trụ sở của đội đặc nhiệm giờ vẫn dán lệnh truy nã tên Sang Mo. Anh trai No lúc đó đã đoán rằng có thể có một tên gián điệp của tên Sang Mo từ trước đó rất lâu trong lực lượng cảnh sát, giờ lại đang trà trộn trong đội đặc nhiệm số 3 và lén lút giúp tên Sang Mo. Nhớ lại trước kia thời điểm khi tên Sang Mo còn trong Đông Đảng, hắn thường lấy mai thúy của Đông Đảng rồi bán ra thị trường, sau đó hối lộ cho tên gián điệp kia, nhưng mọi chuyện đã bị anh đồng nghiệp của No là Trang Jun phát hiện. Sau đó bọn chúng đã thuê tên Ye Kyung đi giết Trang Jun để diệt khẩu. No sau khi đào sâu đã phát hiện ra sự thật đó, cuối cùng cũng bị tên gián điệp thủ tiêu. Đây cũng là lý do vì sao TSIC bị đe dọa đến tính mạng. Bên kia anh thanh niên Han trở về chỗ tên chủ nợ, hắn cử đàn em ra cản thì tên đàn em lãnh ngay một cú đấm. Tên chủ nợ sợ hãi cầu xin cũng bị đạp ra, sau đó lãnh liên tiếp những cú đấm của anh thanh niên Han. Tên chủ nợ khai rằng khách hàng nói rằng anh trai Han sẽ không lỡ tay giết TSIC. Anh thanh niên Han liền lấy điện thoại của tên chủ nợ, rồi gọi cho tên khách hàng đã yêu cầu. Hãy đến tiệm rửa xe lúc 10 giờ tối nay gặp ta. Tối đó tên khách hàng yêu cầu giết TSIC cũng tới, đó lại chính là tên Sang Mo. Anh trai Han hỏi vì sao lại muốn giết ông TSIC đến thế, nhưng tên Sang Mo không trả lời. Liền sai người đánh ngất anh trai Han sau đó đưa lên xe đi thủ tiêu. Kết quả Han đâu dễ buông xuôi như vậy. Trong xe chật hẹp liền đánh gục mấy tên tay sai, lao tới vòng tay xiết cổ tên lái xe khiến chiếc xe đâm vào nhà dân. Bên kia ông cảnh sát Giang điều tra về kẻ giết tên đội mũ ngư dân nhưng cũng chẳng tới đâu. Ở phía khác, Heo quyết định đi đến ga tàu điện ngầm, theo dõi xem có tên nào khả nghi không. Lúc này có một cô nữ sinh đã để một cái túi vào một ngăn kéo. Cô nữ sinh đó không phải cô nữ sinh mà Heo đang tìm. Một tên tới và lấy cái túi khả nghi đó, Heo liền ấn đầu hắn rồi lôi vào trong xe. Thì ra trong túi đó là một bịch ma túy. Anh ấy liền tra hỏi xem hắn có biết cô nữ sinh mà Heo đang cần tìm không, nhưng tên kia lại không trả lời. Kết quả bị Heo bẻ gập ngón tay vô cùng đau đớn. Tên kia liền khai rằng hắn chỉ là người giao hàng thôi. Hắn khai địa chỉ người mua cho Heo. Heo nhanh chóng lên đường tới thì gặp một tên mua hàng ăn chơi. Tên mua hàng ăn chơi ngay lập tức bị Heo tiến tới tẩn cho một trận, đập đầu xuống bàn tát cho một tát vẫn còn cứng đầu. Phát thứ hai vẫn không hợp tác. Ngươi có biết ta là ai không? Tới phát thứ ba tên ăn chơi cũng chịu hết nổi. Hắn phải giúp Heo liên hệ với người bán, nói rằng Heo là người quen muốn mua hàng số lượng lớn, nên Heo mới được dẫn vào nơi sản xuất. Bên kia Hu trở về chỗ máy quay lén, nghi ngờ tên Park nên đã lén nhìn mật khẩu máy tính của hắn. Đợi đến tối khi văn phòng không còn ai, ông ấy tới sao chép toàn bộ dữ liệu trong máy hắn. Vụ án về cái chết của anh trai No và Trang Jun, kết quả đã thấy tên thanh tra Park được xét vào nghi phạm trong vụ của Trang Jun. Sáng hôm sau điều bất ngờ đã xảy ra, nữ công tố tóc ngắn đã báo với viện trưởng ban rằng đội đặc nhiệm số 3 đã tìm ra kẻ giết anh trai Công Tố No và tên đội mũ ngư dân. Họ tuyên bố kẻ giết Công Tố No là anh thanh niên Han và kẻ giết tên đội mũ ngư dân là ông cảnh sát đầu gấu Giang. Sau một hồi ngồi chờ, thì Heo đã gặp tên bán mai thúy, đó chính là tên Sang Mo. Sau khi nhận ra tên Sang Mo này chính là kẻ buôn bán mai thúy, có thể là kẻ bắt cóc cô nữ sinh mà bản thân đang tìm, Heo liền tiến tới. Tên Sang Mo như đứng trước ngọn núi Thái Sơn sừng sững, định bỏ chạy mà bị túm lại, giữ tay rồi bóp nghẹt cổ. Hỏi cô nữ sinh mà mình đang tìm đâu thì tên đàn em phía xa lao vào cầm cây đánh lén. Heo chóng váng ngã xuống thì tên đàn em nhanh chóng dẫn tên Sang Mo đi, sau đó thì 5 đến 6 tên khác kéo vào định chơi anh Heo một trận, ai ngờ bọn này không biết trời cao đất dày. Heo đạp rồi đấm một tên, vật tên khác ra bàn rồi đánh liên tiếp vào bụng, ném hai tên vào nhau rồi tung một cú đấm, thêm một cú đấm nữa hạ mấy tên le ve. Vội vã đuổi theo thì tên Sang Mo đã lên xe chạy mất, Heo quay trở lại vào bên trong, lôi tên đàn em bị đánh bầm dập đi tra hỏi. Bên kia, tên Min Gap đưa Hu xem thông tin điều tra, nói rằng anh thanh niên Han chính là kẻ đã giết Công Tố No. Nhìn này, vết lốp xe tại hiện trường và lốp xe của anh thanh niên Han hoàn toàn trùng khớp. Thậm chí sau ngày mà anh trai Công Tố No chết, Han còn đi thay thanh chắn xe của mình, có thể nguyên nhân là do xe đã dính máu của anh Công Tố sau khi đâm. Điện thoại của anh trai No cũng có trong chiếc xe ô tô của Han, Hu chắc chắn không tin đồng đội mình đã làm điều đó. Ông ấy quay lại hỏi tên thanh tra Park, Hu để ý thấy tên thanh tra có vẻ khả nghi ăn nói thì mập mờ, hắn đang là đối tượng mà Hu nghi ngờ nhất. Thu không biết chính tên Sang Mo lần trước đã đánh ngất Han và dàn dựng mọi tình tiết vụ án, sau đó gửi cho tên đội gián trong đội đặc nhiệm số 3. Bên kia, Heo bắt tên đàn em và bắt đầu tra hỏi xem cô nữ sinh đâu. Tên đàn em khai rằng cô nữ sinh mà Heo đang tìm, cô ấy đã trộm hàng của bọn chúng. Sau khi cô nữ sinh kia phát hiện bịch ma túy được giấu trong cái túi, cô ấy đã lén lấy bịch ma túy đi và báo cảnh sát. Nhìn trên băng rôn thấy số điện thoại của đội đặc nhiệm số 3 cùng dòng chữ.
Nếu phát hiện tội phạm Mai Thúy hãy gọi cho số điện thoại là 123456, cô nữ sinh kia đã làm theo. Nhưng ai ngờ một tên trong đội đặc nhiệm số 3 là gián điệp của tên Sang Mo đã nhận cuộc gọi của cô nữ sinh, kết quả cô nữ sinh đã bị bắt cóc. Bên kia, Hu thấy tên Park cùng những tên cảnh sát đang đi đâu đó, ông ấy liền bám theo vì thấy có điều khả nghi. Tên Park đi đến một đoạn đường thì dừng lại, Hu xuống xe định bám theo thì tên Park đã phát hiện đập vỡ cửa kính. Hắn nói rằng đừng làm điều ngu ngốc này nữa, ông ấy không so bì được với hắn ta đâu. Nói xong tên Park bỏ đi, bảo một tên thanh tra khác hãy theo dõi ông ấy. Trong khi đó, Heo sau khi tra hỏi tên đàn em thì đã có được những manh mối quan trọng, gọi cho Hu để hẹn nói chuyện. Giờ vụ án của Hu và Heo không ngờ lại liên quan đến như vậy. Cô nữ sinh Heo đang tìm đã bị tên gián điệp của đội đặc nhiệm số 3 bắt cóc. Tên gián điệp đó cũng có liên quan đến cái chết của anh công tố No và anh đồng nghiệp Trang Jun của No, còn về cái chết của tên đội mũ ngư dân. Khi tra hỏi tên đàn em béo thì Heo cũng được biết rằng tên đội mũ ngư dân bị những tên trong đường dây của Sang Mo trừ khử vì biết quá nhiều. Ông cảnh sát Giang Đầu Gấu và Han cũng đều đã bị bắt đi rồi, bị gán tội họ không hề làm giờ chỉ còn trông mong ở hai người họ. Nhớ lại câu nói trước kia của Heo khi họ bắt lão chủ tịch Jo, Hu nói rằng mọi chuyện sẽ thay đổi sau khi bắt lão chủ tịch Đều và lão viện trưởng Lee. Nhưng sau khi bắt xong tên tội phạm này thì tên tội phạm kia lại hoành hành, bắt được cấp trên mà cấp dưới không thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như vậy thôi. Bên kia, ông cảnh sát Giang bị bắt nhưng tên cảnh sát này lại không thẩm vấn. Hắn ta chỉ ngồi nghịch điện thoại khiến ông cảnh sát vô cùng tức giận, cơn đau lại đến ông Giang lấy lọ thuốc bỏ vào miệng mấy viên để giảm đau. Lúc này tên Park đi vào, thấy ông Giang sử dụng thuốc khi thẩm vấn khiến hắn ta vô cùng khó chịu, định cướp lọ thuốc mà ông Giang không cho. Các người sẽ chết hết. Sau khi nghe xong câu nói của ông cảnh sát Giang Đầu Gấu, tên Park vô cùng tức giận, đạp ông Giang ngã ra đất rồi bỏ đi. Hắn đi sang phòng bên cạnh, anh thanh niên Han bị còng tay ở bên này, anh ấy không chịu nhận rằng mình đã giết anh trai No, kết quả bị tên cảnh sát Đều cầm gậy đập vô cùng đau đớn. Heo lúc này tiếp tục đi tìm manh mối về cô nữ sinh, anh ấy biết rằng có một tên là Marcel Ji. Hắn là mắt xích quan trọng của đường dây Mai Thúy của tên Sang Mo, nếu tìm ra hắn ta thì có thể sẽ tìm ra được cô nữ sinh. Anh ấy liền nhờ một anh trai người quen làm trong quán karaoke phát đi một tin đồn rằng có một băng đảng khác đang muốn xâm chiếm địa bàn. Kết quả lời đồn vô căn cứ cũng dần lan rộng, khiến cho lũ đàn em của tên Sang Mo hoang mang tột độ. Từ đó, lan truyền đến tai của tên Marcel Ji. Bên kia Hu nhận được kết quả từ ông tiến sĩ về kết quả lốp xe ô tô đã đâm khiến anh trai No bỏ mạng. Kết quả mà Hu nhận được thì lại khác hoàn toàn với của Mingap đưa cho. Trong kết quả của Mingap thì vết bánh xe của anh thanh niên Han và vết bánh xe đã đâm chết anh trai No hoàn toàn trùng khớp, nhưng trong kết quả Hu tự điều tra thì lại không trùng khớp, nghĩa là anh trai Han chắc chắn không phải người đã giết anh công tố No. Kết quả đã bị bọn đội đặc nhiệm số 3 dàn dựng để che mắt Hu. Hu lúc này xem camera thấy tên Park cùng đồng đội của hắn đã về văn phòng, ông ấy liền đi kiểm tra xe của hắn ta và đồng đội, xem có thể tìm thêm được thông tin không. Dùng bình xịt xịt lên khắp xe, rồi dùng đèn soi thì ra kết quả bất ngờ. Trên xe của hắn có vết máu ở bánh xe và tấm tre, vết máu để lại sau khi đâm anh trai No, bằng chứng quá rõ ràng rồi. Bên kia tên Park cũng không phải dạng vừa. Hắn thấy Hu khả nghi liền tới nhà ông ấy để kiểm tra, phát hiện camera mà Hu lắp lén, hắn liền gọi điện bảo những tên thanh tra giả soát văn phòng. Vô số những chiếc camera bị phát hiện, tên thanh tra Park lúc này nhìn thấy kết quả điều tra của Hu. Trên đó ghi không trùng khớp, khác hẳn với những gì hắn nhận được, tên thanh tra Park tỏ ra vô cùng bất ngờ. Hắn trở về xe ô tô của mình và đồng đội thì thấy vết máu đã được Hu làm lộ ra, Park trở về và tra hỏi hai tên thanh tra khác. Vì sao kết quả Hu nhờ một ông tiến sĩ điều tra lại khác so với mấy tên này đưa cho Park? Vết máu trên xe là thế nào? Thì ra thanh tra Park không biết chuyện này, anh ta có lẽ không phải gián điệp. Ở phía khác, sau khi tin đồn của Heo phát huy tác dụng, nó khiến tên Marcel Ji phải cử đàn em kiểm tra tình hình. Heo đã tận dụng cơ hội rồi lén bám theo, kết quả đã tới nơi mà tên Marcel Ji đang lẩn trốn. Hạ gục một tên rồi đi vào thang máy, túm đầu rồi đấm hai tên khác khi chúng đang sơ hở, thêm 3-4 tên đàn em khác kéo tới, nhưng đối với Heo thì bọn này quá dễ hạ. Vật ra sàn rồi đấm những phát uy lực, chẳng mấy chốc bọn tay sai leve đã bị hạ hết, đạp cửa rồi xông thẳng vào phòng tra hỏi tên Marcel Ji, tên Marcel Ji bị đánh cho tơi tả. Đau đớn mới chịu khai rằng, tên thanh tra Mingap chính là tên gián điệp của tên Sang Mo, tên Mingap đã bắt cóc cô nữ sinh mà Heo đang cần tìm. Hắn nói rằng cô bé sẽ có ích nên đã mang đi, sau khi bị tẩn cho một trận tàn tạ. Tên Marcel Ji nói rằng hãy tha cho hắn, nếu hắn tìm thấy cô nữ sinh kia hắn sẽ báo cho Heo biết. Nhưng lúc này tin tức Heo tới đây đã được tên Sang Mo biết, chỉ trong phút chốc hắn đã dẫn người tới. Đàn em đông như kiến cỏ, tưởng hắn tới giải cứu tên Marcel Ji, nhưng muốn bịt đầu mối nên tên Sang Mo bảo đàn em khử luôn cả hai người họ. Rất nhanh chóng tên Marcel Ji bị lũ đàn em đâm bỏ mạng, Heo thì trong không gian chật hẹp dùng thanh sắt nặng mà tương. Nhưng số lượng đàn em quá đông tên Marcel Ji cũng đã chết, Heo ở đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm liền chạy rồi nhảy qua cửa sổ. Bên kia, Hu sau khi điều tra ra chiếc xe dính máu, nghĩ rằng thanh tra Park chính là gián điệp. Ông ấy liền tìm tên Mingap và nói rằng hãy cùng ông ấy đi bắt thanh tra Park. Đến khi lái xe đi được nửa đường thì bỗng nhận được cuộc gọi của anh trai Heo. Heo từ đầu dây bên kia nói rằng chính tên Mingap đã bắt cóc cô nữ sinh đó đi, hắn là gián điệp của tên Sang Mo trong đội đặc nhiệm số 3 và cũng là kẻ đâm chết anh trai No. Hu nghe vậy thì sững sờ, ông ấy đã phán đoán sai, giờ bị bao vây bởi những tên gián điệp thì sẽ không dễ dàng tẩu thoát được.
Tên Ninh Gáp lúc này liền lộ bộ mặt thật, rằng co tay lái với Hu thì bị ông ấy huých cùi chỏ gãy mũi, tên phía sau lao lên giữ cổ thì kết quả xe đâm sầm vào vật cản khiến Hu bất tỉnh. Bên kia viện trưởng Ban đến thăm viện trưởng Ly, lão viện trưởng Ly giờ trông rất khác, khuôn mặt trở lên vui vẻ không cau có như trước, giống như ma thúy vậy, nó khiến đầu óc mụ mị, nhưng nếu bỏ được thì sẽ minh mẫn trở lại. Viện trưởng Ly khuyên viện trưởng Ban rằng, hãy giải tán đội đặc nhiệm số 3 đi. Tôi biết anh lập ra đội đặc nhiệm số 3 là với mục đích tốt, nhưng những đội như vậy sẽ luôn gây rắc rối và mọi người sẽ mất việc. Đừng như tôi, nếu có vấn đề gì phát sinh trong đội, đừng trốn tránh hay thẳng thắn đối mặt như một công tố viên. Trong khi đó, ông thanh tra Cang Béo sau khi không thấy ông cảnh sát Giang đâu, thì lập tức dẫn người đi tìm. Sau đó gặp được anh trai Heo, còn có cả thanh tra Park nữa. Thanh tra Park sau khi phát hiện sự thật thì liền bị những đàn em khác tiến tới tấn công, nhưng kết quả bọn chúng đều bị đánh gục hết. Thanh tra Park lôi một tên đàn em lên xe ép hắn gọi điện cho tên Minh Gáp. Bên kia Minh Gáp đang giữ Hu, nghe được điện thoại của đàn em thì không hề nghi ngờ, nói địa chỉ của hắn và kế hoạch muốn xử Hu. Heo cùng các anh cảnh sát nghe được thì nhanh chóng lên đường tới. Trong khi đó tên Minh Gáp đang đưa Hu đi, nhưng Hu đã tận dụng cơ hội cướp súng của một tên, gây náo loạn trên đường khiến Heo và những người khác để ý. Tên đàn em thấy Hu cầm súng giằng co thì vội vã tấp vào lề. Bên trong tên Minh Gáp tức giận đấm Hu, nhưng không ngờ thanh tra Park cùng đồng đội tới kịp thời. Tên Minh Gáp giờ sợ quéo giỏ, xin hãy cho tôi giải thích, thì lãnh ngay một cú đấm. Kế hoạch của bọn chúng đã bị lật tẩy, biện hộ cũng vô ích. Hắn định kháng cự mà bị Park đánh tơi bời, gạt giò cho ngã lăn ra đất. Hu gặp Park thì nói lời xin lỗi vì nghi ngờ Park suốt thời gian qua, giờ đội đặc nhiệm số 3 đã hoàn toàn lật tẩy toàn là tội phạm cài vào. Hu gọi điện báo cho viện trưởng Ban, nói rằng đội đặc nhiệm số 3 toàn là những tên được Sang Mo cài vào. Bọn chúng bao che cho tên Sang Mo để hắn chiếm địa bàn đông đảng, thoải mái buôn bán ma túy. Chúng giết anh trai No vì anh ấy đã tìm hiểu quá nhiều, bắt Han và ông cảnh sát Giang phải chịu tội oan, hãy mang chuyện này ra ánh sáng. Dù rằng dân chúng sẽ rất sốc, nhưng họ vẫn phải biết sự thật. Nói xong Hu hẹn viện trưởng Ban ở một bến cảng, họ sẽ nói chuyện kỹ hơn. Hu cùng những người khác nhanh chóng áp giải tên Minh Gáp đến bến cảng. Trên xe tên Minh Gáp luôn miệng tự cao, nói rằng viện trưởng Ban sẽ không giúp họ đâu, anh ta chẳng lẽ sẽ tự phơi bày về chính biệt đội mà anh ta lập ra. Quả nhiên là vậy, bên kia ả nữ công tố nói với viện phó Ban rằng không thể cho dân chúng biết sự thật được. Tất cả người dân trong thành phố đều đang tin tưởng anh ấy và đội đặc nhiệm số 3, anh ấy không thể làm người dân thất vọng vì điều ngớ ngẩn mà Hu nói. Kết quả viện trưởng Ban đã nghe lời cô ta, để cho ả nữ công tố dẫn người tới. Hu không thấy viện trưởng Ban tới, nghe điện thoại thì biết viện trưởng Ban đã đổi ý không muốn giúp Hu nữa. Anh ta muốn che đi sự thật, thậm chí còn cử những anh cảnh sát khác tới bắt Hu và những người kia. Hu và những người khác chẳng còn cách nào phải phản kháng. Với số lượng cảnh sát quá lớn, bọn họ sẽ chẳng thể cầm cự lâu được. Những anh thanh tra khác bảo Hu cùng ba người kia, hãy đi giải cứu Han và anh trai Giang đi, họ sẽ ở lại giữ chân đám này. Bốn người họ kịp nhảy lên xe bỏ trốn, nhưng ai nấy đều sứt đầu mẻ trán. Bên kia, tên viện trưởng Ban muốn làm tới, hắn bảo ả nữ công tố tóc ngắn hãy đi phát lệnh truy nã, thuê cả báo giấy viết bài truy lùng họ, chúng còn được thoải mái dùng súng bắn nếu thấy họ. Tên Minh Gáp lúc này bày ra một kế hoạch nhằm dụ Hu ra mặt, hắn ta giả vờ truy vết và truy đuổi Sang Mo, khiến cho Hu nghĩ rằng tên Minh Gáp và Sang Mo đã chia rẽ. Nếu Hu biết điều này, ông ấy sẽ liên hệ với tên Sang Mo để hợp tác đánh bại Minh Gáp. Hắn sẽ lợi dụng khi liên hệ với tên Sang Mo, chúng sẽ bắt ông ấy ngay lập tức. Tên Minh Gáp đã cầu cứu và nhờ Sang Mo, mong tên Sang Mo sẽ giúp. Ban đầu tên Sang Mo lưỡng lự vì nhiệm vụ khá nguy hiểm, nhưng sau một hồi nghe lời ngon ngọt của tên Minh Gáp thì hắn cũng đồng ý. Phía bên kia, trên TV, Hu và bốn người kia đã thấy tên Minh Gáp đang đàn áp đàn em của Sang Mo. Với trò mèo của tên Minh Gáp thì Hu có thể dễ dàng nhìn ra. Ông ấy quyết định sẽ giả vờ cắn câu và chơi ngược lại hắn. Heo nghe vậy hiểu ý liền gọi cho anh bạn quen dâu sùng, chủ động tới chỗ tên Sang Mo, nói với hắn rằng Hu muốn gặp mặt. Tên Sang Mo vội tin tưởng lên xe, tên Minh Gáp như chớp được thời cơ, dẫn toàn bộ người bám theo xe anh bạn dâu sùng. Cả nhóm lên tầng không chút nghi ngờ, nhưng đến khi mở cửa, tên Minh Gáp đã bị Hu dắt mũi tới một buổi họp của báo chí trước sự xuất hiện của những máy ảnh chĩa vào chúng. Tên Minh Gáp phải tự bắt tên Sang Mo để không bị nghi ngờ, nước đi này của Hu thật quá cao tay, dẫn tên Sang Mo ra xe, bị báo chí bắt gặp thế này. Tên Minh Gáp sau vụ này không thể bao che cho Sang Mo được nữa, nếu bao che thì sẽ bị lật tẩy là đội đặc nhiệm bao che cho tội phạm ngay. Này Sang Mo tạm vào tù một thời gian nhé. Bên kia, khi tên Minh Gáp đã bắt người đi hết, Hu cùng những người kia vào giải cứu anh thanh niên Han và ông cảnh sát Giang, vào trong thấy thanh niên Han bị tên kia đánh bầm dập. Hắn còn định chơi cả anh Heo nhưng bị anh ấy tặng cho ba đấm nằm sàn luôn. Han sau khi được đưa xuống, nói rằng trong đây ngoài họ ra còn một cô nữ sinh khác nữa. Heo nghe vậy vội đi tìm, nhưng kết quả lại không thấy cô nữ sinh đâu. Bên kia, Hu cũng đã giải cứu được ông Giang đầu gấu, bọn họ nhanh chóng ra xe rồi tẩu thoát. Giờ cả đội như phải đối đầu với cả lực lượng cảnh sát của thành phố, sẽ chẳng có nơi nào thật sự an toàn cả. Anh thanh niên Han nói rằng vẫn còn một người họ cần giải cứu, đó là TSIC. Ông ấy đã biết quá nhiều và chắc chắn đám kia sẽ không để yên. Hu và cả đội nhanh chóng đến văn phòng nhưng TSIC đã đi mất. Hu nói rằng mình biết một nơi mà TSIC từng tới để trốn, họ liền khởi hành tới đó trong đêm. Bên kia, tên Minh Gáp nói rằng Sang Mo hãy vào tù, tên Sang Mo ban đầu đồng ý. Nhưng hắn liền giả vờ đói đi vệ sinh, vào trong nhà vệ sinh, hắn ngay lập tức trở mặt đánh gục tên cảnh sát đi cùng rồi bỏ trốn. Ở phía khác, lão thị trưởng đã đi gặp lại lão chủ tịch Do. Lão chủ tịch Do đã kể rằng tên viện trưởng Ban đã lừa lão ta.
Lão chủ tịch Do nói rằng lão ta muốn tên viện trưởng ban phải đáp ứng hai điều thì lão ta mới chịu đầu thú. Nhưng tên viện trưởng ban lúc đầu đồng ý với ông ta, nhưng sau khi lên chức viện trưởng hắn đã thất hứa. Lão thị trưởng sau đó cũng đến tìm tên đàn em của lão chủ tịch, là tên đàn em đô con này, hỏi thêm thông tin về đội đặc nhiệm số 3. Trong khi đó, Hu và biệt đội đã tới được chỗ TSIC đang trú ẩn. Hu gặp TSIC thì nói với ông ấy rằng hãy ở trên đây một thời gian, khi nào họ xử xong mọi chuyện thì hãy xuống. Nhưng bất chấp nguy hiểm, TSIC nói rằng mai mình cũng phải xuống thôi, ông ấy cần làm luật sư đại diện cho một người đàn ông tên Choi. Nếu bạn không nhớ, Choi là anh trai đã bị đội đặc nhiệm số 3 bắt vì tội giết một cô nữ sinh. Nhưng cách đây vài ngày, Choi tới tại dựng hiện trường, có một người phụ nữ giấu mặt đã gọi, nói rằng Choi không phải là kẻ đã giết cô nữ sinh. Người phụ nữ đã thấy hung thủ, nhưng đó không phải là Choi. Không những thế, TSIC có quen Choi trước đó, anh ấy hay tới nhờ TSIC tư vấn. TSIC có linh cảm rằng anh ấy không phải kẻ giết người. Thanh tra Park lúc này nghe vậy thấy vô cùng bất ngờ. Thời điểm khi Choi bị bắt, Park vẫn trong đội đặc nhiệm số 3, anh ấy đã tìm thấy bằng chứng rằng Choi chắc chắn là hung thủ. TSIC lúc này giải thích rằng đó có thể là do tên Min Gap và đồng bọn đã dàn dựng chứng cứ. Giống như cách chúng dàn dựng chứng cứ rồi gắn tội cho anh trai Han và ông cảnh sát Giang. Dàn dựng có lẽ là sở trường của lũ tội phạm này. Phía bên kia, tên Min Gap bị ả nữ công tố tóc ngắn của trách vì tội để liên tiếp Han và Giang cùng với Sang Mo bỏ trốn. Tên Min Gap liền nói rằng hắn sẽ đánh lạc hướng báo chí bằng một vụ án khác, để cánh báo chí không để ý sẽ đi bắt tên Sang Mo và những người kia sau. Hắn lại sử dụng chiêu cũ, cách đây vài ngày lại có một nữ sinh nữa chết, hắn sẽ gán tội cho một người khác, người được chọn chính là cô nữ sinh mà Heo quen biết. Bên kia, trên TV đã đưa tin về vụ mà tên Min Gap đang dàn dựng, Heo nhìn thấy cô nữ sinh mình đang tìm. TSIC thế vậy liền đề ra một giải pháp, giờ cô nữ sinh mà Heo quen đã bị gán tội, vẫn còn một cách để cứu cô ấy. Giờ họ chỉ cần chứng tỏ một vụ án bất kỳ mà đội đặc nhiệm số 3 từng điều tra, chứng tỏ rằng đội đặc nhiệm số 3 đã bắt sai người và làm giả chứng cứ, thì tất cả những vụ án đội đặc nhiệm số 3 từng giải quyết sẽ được lật lại và điều tra lại từ đầu. Với cách này, vụ án mà cô nữ sinh quen biết Heo đang bị gán tội cũng sẽ được điều tra lại và cô ấy sẽ không phải chịu án oan nữa. Giờ vụ án họ có thể chứng minh đó chính là vụ của tên Choi, vì vụ đó đã có một cô nhân chứng rồi, giờ chỉ cần thuyết phục cô ấy ra làm chứng thôi. Còn đây là tên sát nhân đã giết cô nữ sinh đó, hắn chính là tên ăn chơi mà Heo trước gặp. Tên này sau khi giết cô nữ sinh thì đã bị cô nhân chứng phát hiện. Hắn giờ vô cùng sợ hãi là người phụ nữ sẽ khai ra, cầu xin tên Min Gap cứu nhưng tên Min Gap chẳng quan tâm. Tối đó tên viện trưởng ban đi gặp tổng trưởng công tố, tổng trưởng công tố hỏi về anh chàng công tố chính trực kia đâu. Cậu no mặt thộn ấy, nhưng ban chỉ lạnh lùng đáp, anh ta chết rồi. Nghe điều này khiến ông tổng trưởng công tố sững sờ, một người chính trực đầy triển vọng như vậy lại bỏ mạng quá sớm. Sáng hôm sau, tên viện trưởng ban tổ chức họp, đứng trên bục nói dối không chớp mắt, thể hiện rằng mình là người chính trực gương mẫu. Ai nấy bên dưới đều vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ rằng họ có một viện trưởng mới thật tuyệt vời. Bên kia, TSIC và Heo đi tìm cô nhân chứng, họ muốn cô ấy đứng ra làm chứng để chứng minh anh trai Choi vô tội. TSIC vào trong thuyết phục cô nhân chứng, nhưng cô nhân chứng có vẻ khá lưỡng lự, sợ mình đứng ra làm chứng thì sẽ bị tên sát nhân trả thù. TSIC không thể ép buộc, chỉ còn cách đưa số điện thoại cho cô ấy rồi đi về. Ngay khi hai người họ đi về, tên sát nhân ăn chơi tới, hắn biết cô nhân chứng ở đây nên liền tới tự tay trừ khử, hai tên liền tiến tới gõ cửa. Giả vờ là người ở tầng dưới muốn nói chuyện chút, cô nhân chứng không nghi ngờ liền để hai tên kia vào nhà, chúng giả vờ nói chuyện một hồi. Nhưng thấy sắc mặt sợ hãi của cô, tên sát nhân ăn chơi biết cô ấy nhận ra hắn, cô nhân chứng sợ hãi vào phòng đóng cửa gọi TSIC cầu cứu, nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, hắn ta đang ở ngoài. TSIC liền an ủi, chúng tôi đang trên đường tới nhà cô, nhưng sẽ phải mất 10 phút, đúng lúc này tên sát nhân ăn chơi gõ cửa. Cô nhân chứng mở cửa chạm mặt hắn ta vẫn cố giữ bình tĩnh, mặt cô không tỏ vẻ sợ hãi nhưng tay chân thì run cầm cập. Tên sát nhân ăn chơi nói từ phía sau, cô có nhận ra tôi không? Cô nhân chứng biết đây là lúc thích hợp để chạy trốn, liền cầm cốc sành đập vào đầu tên sát nhân, vào trong phòng rồi đóng chặt cửa. Với tình hình này liệu cô ấy có thể cầm cự được 10 phút? Tên sát nhân ăn chơi như thế vẫn lầm lì đứng dậy đập cửa, hắn không để con mồi của mình thoát dễ dàng. Bên kia, anh trai Heo tăng tốc đi tới, kết quả đã đâm vào xe khác trên đường, đầu đập vào vô lăng choáng váng. Heo vẫn cố gắng đứng lên loạn choạng đi tới nhà cô nhân chứng. Xui xẻo cho anh là người dân xung quanh đã thấy tờ giấy truy nã, liền gọi và kết quả cảnh sát đã lên đường tới. Trong khi đó, cô nhân chứng không còn nhiều thời gian nữa. Tên sát nhân ăn chơi sau khi đập cửa vào không được, hắn dùng búa rồi đập vỡ tung nắm đấm cửa. Đập đến khi nắm đấm cửa rụng hẳn ra, tên sát nhân dân chơi cứ thế thoải mái mở cửa vào, cầm cây búa định tương trong khi cô nhân chứng cầu xin khẩn thiết. Khi hắn vừa vung búa lên thì anh Heo vừa tới, đúng là xui xẻo cho tên sát nhân ăn chơi lại lãnh ngay một đấm. Lần trước bị đánh cho tơi tả, lần này lại gặp nữa, tên sát nhân định dùng mảnh sành mà chơi. Ai ngờ Heo giơ chân cao đá một nhát, Heo tiến tới tặng cho hắn cú đấm trời giáng. Lần trước ăn đòn rồi mà vẫn chưa kinh, Heo đấm cho hai nhát là người tên sát nhân ăn chơi đã mềm nhũn. Đến phát đấm thứ ba thứ tư là tên kia nằm ngất lịm. Sau khi đã đấm tên sát nhân ăn chơi như tử, Heo vào trong cầu xin cô ấy hãy làm chứng. Chỉ có cách đó để vạch trần tội ác của đội đặc nhiệm số 3 và giải oan cho cô nữ sinh anh ấy đang tìm. Nói xong thì cảnh sát cũng ồ ạt kéo tới. Heo đứng lên đi ra không chống trả mà chỉ đưa tay cho cảnh sát còng đưa đi. Trong khi đó tên Min Gap đã tìm đến được đàn em của tên Sang Mo, ép tên đàn em khai ra đại ca ở đâu.
Tên Min Gap nói rằng nếu tên đàn em khai tên Sang Mo ở đâu, hắn sẽ tha cho bọn chúng. Tên đàn em không muốn đi tù nên cũng khai ngay. Min Gap lên xe đi đến vị trí của tên Sang Mo. Trên đường thì nghe được tin tức Heo đã bị bắt. Bên kia Hu cùng đồng đội đã theo dõi tên Min Gap một thời gian. Đợi đến khi tên Min Gap đi thì anh bạn có dâu xông vào, bắt lũ đàn em và tra hỏi thì cũng biết vị trí của tên Sang Mo. Hu sau khi biết vị trí của tên Sang Mo cũng cùng đồng đội tới. Nhưng khi ông cảnh sát Giang định đi cùng thì Hu đã ngăn lại. Họ không thể để ông Giang đầu gấu liều mạng thêm nữa. Điều này khiến ông Giang vô cùng tức giận. Bất chấp sự tức giận của ông cảnh sát Giang đầu gấu, Hu và cả đội lên đường đi bắt tên Sang Mo. TSIC lúc này trở về, báo với Hu rằng anh Heo đã bị cảnh sát bắt, giờ khó càng thêm khó. Trong khi đó bên kia, tên Min Gap đã tới nơi, dẫn người đến chỗ tên Sang Mo đang ở. Vào khống chế và bịt băng dính vào miệng, để đám tay sai không thể báo cho đại ca của chúng. Sau khi xong, tên Min Gap lại tiếp tục dẫn người đi lên những tầng tiếp theo, trấn áp lũ đàn em vô cùng nhanh gọn. Bọn chúng ra tay hết sức chuyên nghiệp, không để tiếng động lớn phát ra. Lúc này bên kia Hu và cả đội họ biết Min Gap đã tới đây trước, liền nhanh trí đập chuông báo động, tiếng còi kêu lên inh ỏi đánh động lũ đàn em. Tên Min Gap không hiểu chuyện gì xảy ra. Lũ đàn em của Sang Mo kéo xuống như kiến, thấy người lạ thì đồng loạt rút dao lao vào tấn công. Tên Sang Mo trong phòng ngó ra thì biết có điều chẳng lành. Hắn nhận được cuộc gọi của tên đàn em ở dưới. Tôi đang tới đón anh Sang Mo. Không hề nghi ngờ liền nhanh chóng xuống nhà để xe. Trong khi đó, anh thanh niên Han xông lên và đánh từng tên một. Tên đứng gần bị Han gạt sang tặng cho một cú đấm. Tên lần trước tra tấn anh trai Han cũng bị đánh tơi tả không thương tiếc, nhanh chóng bảo ông đầu hói mở thang máy. Bên kia thì tên Min Gap cùng những tên khác nghĩ ra cách giải tán lũ đàn em bằng cách bắn vào chân để chúng không đuổi theo được. Tên Sang Mo sau khi được mở thang máy thì cũng thành công đi xuống, đi ra chỗ để xe, tưởng được đàn em đón đi thì gặp Hu ở đây. Hu thuyết phục tên Sang Mo rằng giờ tên Sang Mo chỉ có đúng hai lựa chọn. Một là bị tên Min Gap bắt nhận hết tội trạng sau đó đi tù. Hai là đi với Hu nói cho công chúng biết sự thật rồi đi tù, kiểu gì cũng phải vào tù. Nhưng hắn không muốn kéo tên Min Gap theo cùng sao. Nếu để tên Min Gap bắt thì chẳng khác nào nhận hết tội lên đầu và đi tù một mình. Nhớ lại tên Min Gap đều từ trước đến giờ hắn chỉ làm mọi thứ có lợi cho mình, Sang Mo mới chính là kẻ bị hắn lợi dụng. Tên Sang Mo liền đổi ý rồi đi cùng Hu. Đúng lúc này tên Min Gap tới nơi, thấy cả Hu cùng biệt đội bất hảo tụ họp, hắn mừng rỡ nghĩ rằng quả này đã bắt được mẻ lớn. Hắn bảo những tên khác lên bắt họ lại, ai ngờ. Đúng lúc này ông Giang đầu gấu lao xe từ phía sau, ông Giang bước xuống xe tới sang lên người tên Min Gap. Các người chỉ cần nhúc nhích thì tên Min Gap sẽ cháy như ngọn đuốc sống. Ông Giang đầu gấu liền ra lệnh cho đám đàn em hạ vũ khí xuống. Hu và cả đội có lẽ chưa bao giờ mừng khi thấy ông Giang như lúc này. Vốn dĩ bị ép ở nhà TSIC khuyên nhủ khi thấy ông cảnh sát đầu gấu quyết định liều mạng mình. Anh sẽ chết đó Giang. Tôi sẽ chết đấy, dù sao cũng chết nhưng tôi sẽ không chết nhục. Cả đội lúc này liền bảo Hu hãy dẫn tên Sang Mo đi trước, họ ở lại cầm chân đám tay sai. Hu biết tình hình này chỉ còn cách như vậy. Ông ấy leo lên xe, họ còng tay tên Sang Mo vào để Hu đưa đi. Đám đàn em sau khi thấy ông Giang đầu gấu vừa buông bật lửa xuống, bọn chúng đồng loạt lao lên. Hu lên xe thì đằng sau cả đội lao về phía kẻ địch sống chết. Ông công tố già không dám nhìn lại cuộc oanh tạc phía sau, ông ấy biết rõ kết quả sẽ như thế nào, biệt đội đã hy sinh thân mình, liều cả mạng sống vì điều này. Tên Sang Mo ngồi trên xe vô cùng hả hê vì hắn đã được cứu, nhưng ngược lại thì Hu vô cùng tức giận, tôi còn phải bỏ rơi đồng đội cho đến lúc nào? Vì những tên đều như anh và lão chủ tịch Jo, họ sẽ phải bị thương bao nhiêu lần vì những kẻ như anh nữa. Ở phía khác, lão thị trưởng đã gặp viện trưởng ban, lão thị trưởng đe dọa rằng mình đã biết thỏa thuận của tên viện trưởng ban và lão chủ tịch Jo trước kia. Thời điểm đó, khi lão chủ tịch Jo đồng ý hợp tác với tên viện trưởng ban để bắt lão viện trưởng Lee, lão chủ tịch nói rằng mình có hai yêu cầu. Nếu tên viện trưởng ban đáp ứng được thì lão ta mới hợp tác, đó là lão ta không muốn sống trong tù khi bị điều tra và không muốn lãnh tội danh giết người. Nếu bạn còn nhớ, trước kia người của Hu là cô thanh tra trẻ và anh thanh tra Xin đã bị người của lão chủ tịch Jo giết chết. Nhưng lão Jo nói rằng đó không phải chủ ý của lão ta mà là của tên Sang Mo. Kết quả sau khi thỏa thuận xong, viện trưởng ban đã không làm theo lão chủ tịch yêu cầu, vẫn tống lão chủ tịch vào tù như thường. Thậm chí, lão thị trưởng còn nói rằng mình đã biết hết mọi chuyện của đội đặc nhiệm số 3 đã làm, nếu anh ta không muốn cuộc sống của anh ta trở nên lụi bại. Hãy nghe theo lời ông ta muốn viện trưởng ban giúp ông ta đắc cử trong nhiệm kỳ tới, hãy đánh bại các đối thủ dọn đường cho ông ta. Ở phía khác, Hu đã đưa được Sang Mo về chỗ TSIC, Hu giờ không còn ai bên cạnh, ông ấy quyết định đánh liều, tự mình tới chỗ tên viện trưởng ban. Vào trong gặp anh ta, Hu nói rằng ông ấy hiểu vì sao tên viện trưởng ban không nói cho dân chúng biết sự thật về đội đặc nhiệm số 3 mà anh ta lập ra đã làm nhiều điều ác thế nào, đó là vì anh ta sợ, nhưng anh ta sẽ không thể chạy trốn được mãi. Anh trai No đã từng quay lưng bỏ chạy, trốn tránh vụ án của anh bạn đồng nghiệp Trang Jun, nhưng sau đó anh ấy đã đối mặt đến cùng và không quay lưng lại. Và rồi anh ta chết, trong khi đó viện trưởng ban lại đang quay lưng với sự thật để được sống sót, không chỉ No, những người khác trong biệt đội cũng bị hại. Vì muốn đưa sự thật ra ánh sáng, họ đã phải chịu không biết bao nhiêu đau đớn. Heo bị bắt chỉ vì đi tìm một cô bé mất tích, Giang và Han bị bắt, tra tấn dã man vì tội họ chẳng hề làm. Tại sao việc vạch trần sự thật, những người chiến đấu vì cái thiện lại bị đối xử như vậy? Nếu tên viện trưởng ban còn tỉnh táo thì cái ác đã không hoành hành như vậy. Hu đến đây không chỉ để nói những lời này, ông ấy đang cho viện trưởng ban một cơ hội để quay đầu.
Hu và TSIC đã quay một đoạn phim mà Sang Mo thú tội. Nếu viện trưởng ban không cho mọi người biết sự thật, đoạn băng đó sẽ được gửi cho cánh phóng viên vào trưa mai. Tên viện trưởng ban nghe xong vẫn cố tỏ ra bình thường rồi bỏ đi. Tên viện trưởng ban tới gặp lão chủ tịch Jo. Lão chủ tịch Jo lúc này thuyết phục, hãy hợp tác với ông ta, nếu hai người họ hợp tác với nhau, sẽ không có gì họ không thể làm. Nhưng viện trưởng ban nghe vậy thì cảm thấy khá nực cười. Anh ta mới tống lão chủ tịch này vào tù, giờ lại đi hợp tác với hắn sao? Thấy thái độ của viện trưởng ban, lão chủ tịch nói rằng, anh đừng nghĩ rằng anh trong sạch. Ngay từ lúc ban đầu khi anh cầu cứu sự giúp đỡ của tôi để đẩy lão viện trưởng Lee vào tù, thì anh đã không còn trong sạch nữa rồi. Câu nói này có lẽ đã khiến viện trưởng ban suy nghĩ gì đó. Hôm sau khi TSIC ở nhà thì nhận được cuộc gọi của cô nhân chứng. Cô ấy đã đồng ý làm chứng. Hôm sau tại buổi họp trước báo chí, anh ta đã được ả nữ công tố tóc ngắn biên soạn sẵn bản nội dung này dành để gán tội cho Hu và đồng đội. Ban đầu viện trưởng ban đi ra, đây là cơ hội cuối cùng để anh ta có thể quay đầu, sống không hổ thẹn với lương tâm. Viện trưởng ban nhìn vào bản nội dung nhưng quyết định không đọc theo nó. Anh ta đã nói ra toàn bộ sự thật, sự gian dối của đội đặc nhiệm số 3 suốt quãng thời gian qua. Tôi đã lập ra đội đặc nhiệm này nhưng lại không thể kiểm soát họ, làm cho người dân tin tưởng vào sự yên bình vốn dĩ được dựng bởi lũ tội phạm. Viện trưởng ban sau khi phát hiện điều đó đã che giấu và tránh né, tôi sẽ rút khỏi vị trí viện trưởng. Câu nói này của viện trưởng ban vào phút chót đã cho dân chúng biết mọi sự thật. Ả nữ công tố tóc ngắn tức giận bỏ ra ngoài. Tên Min Gap trong bệnh viện cuống cuồng định chạy mà ai ngờ cảnh sát đang đứng ngay cạnh. Sau buổi họp đó Hu đã được thả. Tên Sang Mo thì khai toàn bộ sự thật để kéo theo tên Min Gap vào tù cùng. Đội đặc nhiệm số 3 bị giải tán. Ả nữ công tố cũng bị truy tố vì câu kết và che giấu cho tội phạm. Hu đến thăm anh trai No, nhìn lên tấm ảnh của anh công tố trẻ. Có lẽ anh ấy sẽ nghỉ vì công lý đã được thực thi. Những thành viên khác của biệt đội bất hảo trở về nhà của mình. Ông Giang trở lại làm cảnh sát, Han trở về với em gái, còn cô nữ sinh kia cũng được chứng minh là bị oan, trở về với mẹ và anh heo. Trong khi đó, TSIC làm luật sư cho anh trai Choi cũng đã chứng minh được anh ấy vô tội, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình như vậy. Nhưng lão chủ tịch Jo lại được thả ra tù, tòa án tuyên bố tội liên quan đến hối lộ của lão ta và các án phạt khác là không rõ ràng. Ông ta đã được thả, những thành viên khác chưa kịp mừng thì tin này đập vào mắt. Hu nhanh chóng đến chỗ cấp trên, Hu không thể tin tên chủ tịch đã được thả dễ dàng như vậy. Sau khi nói chuyện với cấp trên, nhưng ông ta cũng chẳng giải quyết được, Hu quyết định đến chỗ tên Sang Mo để tìm thêm chứng cứ. Tống lão chủ tịch Jo vào tù một lần nữa, nhưng vừa đi được một lúc thì Hu được thanh tra Park báo tin tên Sang Mo đã chết trong tù. Khám nghiệm thì báo là tự tử, nhưng hãy nhìn hắn ta đi, móng tay cào bật cả ra, cổ tay thì bầm tím, chắc chắn hắn đã bị ai đó thủ tiêu. Bên kia lão chủ tịch Jo đến gặp lão thị trưởng, gặp một người phụ nữ là chị gái của lão thị trưởng. Bà già quyền lực là vợ của một người có chức quyền trong nhà nước, bà ta đã gây sức ép lên thẩm phán để lão chủ tịch Jo được thả. Lý do bà già quyền lực muốn lão chủ tịch được thả là vì bà ta muốn lão chủ tịch khởi động lại dự án tái quy hoạch Incel. Bà ta muốn lợi dụng dự án tái quy hoạch để tăng số lượt bầu cử cho em trai, vì mang ơn bà già quyền lực lão chủ tịch cũng phải đồng ý. Ngay sau khi dự án tái quy hoạch Incel được khởi động lại, số lượt ủng hộ lão thị trường tăng lên chóng mặt, nhưng người dân phường Incel thì không để đâu hết khổ. Họ bị đám người đông đảng đuổi ra khỏi chính nhà của mình, bị chúng dùng gậy gộc đàn áp vô cùng tàn nhẫn. TSIC cũng bị đánh không thương tiếc, kết quả phải vào nằm viện, Hu vào viện thăm ông bạn già. Sau khi ăn xong bữa trưa của TSIC một cách ngon lành, Hu nói rằng mình sẽ đi bắt lão chủ tịch vô lại, nhà tù là nơi dành cho ông ta. Dù TSIC đã cố ngăn cản nhưng Hu không nghe. Bên kia những người dân từ phường Incel đã tới hẳn văn phòng của lão thị trưởng để hỏi. Đuổi chúng tôi ra khỏi nhà thì chúng tôi sống ở đâu chứ? Trước những con người nghèo khổ, lão thị trưởng vẫn không quan tâm những người kia sẽ sống ở đâu, quyết định tái quy hoạch vẫn được giữ nguyên. Em gái của anh thanh niên Han làm thư ký cho lão thị trưởng, đã thấy toàn bộ mặt đều của lão này. Trước lão ta từng bị viện trưởng Lee và lão chủ tịch Jo lợi dụng, nhưng giờ ông ta đã biết sử dụng quyền lực của mình. Bên kia Hu và anh trai Park bắt đầu điều tra về những công ty chịu trách nhiệm tái quy hoạch Incel, nói là công ty chứ bọn này toàn là người đông đảng. Tên đàn em đô con của lão chủ tịch Jo cũng đứng đầu một trong số các công ty đó. Bọn này thì làm đủ trò để trục lợi, tăng chi phí xây dựng, vi phạm trách nhiệm biển thủ, rút ruột công trình. Hu quyết định không để cho đám này hoành hành, họ sẽ tiến hành đánh vào các nhà thầu phụ, lấy sổ cái rồi tìm mối liên kết giữa chúng và lão chủ tịch Jo. Bên kia, anh trai heo đang ở quán ăn của mình ở phường Incel cùng cô nữ sinh. Tên đàn em đô con đi vào, hắn nói rằng khu này sắp bị tái quy hoạch, dọn cửa hàng đi nơi khác trong 3 ngày đi. Đấy là tên đô con còn nể tình xưa cũ và những lần hai bên hợp sức. Nếu trong 3 ngày không đi thì biết mọi chuyện sẽ như nào rồi đấy. Nhưng heo đâu phải người dễ bị dọa nạt, anh ấy không đồng ý. Tên đô con cảnh cáo lần cuối rồi bỏ đi. Bên kia, tên viện phó cha đã báo cho lão chủ tịch Jo rằng Hu đang điều tra ông ấy. Lão chủ tịch Jo nghe tin liền gọi cầu cứu bà già quyền lực, nói rằng hãy làm cách nào để Hu và đồng đội không thể làm phiền nữa. Chỉ ngay lập tức hôm sau, Hu nhận lệnh chuyển đi nơi khác để làm việc. Ông cảnh sát Giang thì được một đám người tới nói rằng vì ông ấy bị bệnh nặng nên không đủ sức làm việc nữa. Ông Giang cũng phải giao lại thẻ. Tối đó, anh thanh niên Han đi gặp TSIC. TSIC thấy anh thanh niên trẻ tới tỏ ra vô cùng vui mừng. Sau khi nói chuyện một lúc thì ngỏ lời rằng hãy đi giúp Hu, ông già cứng đầu ấy có thể sẽ bị thương một lần nữa mất. Kết quả tối đó biệt đội lại tụ họp. Ông Giang đầu gấu cũng xuất hiện ở đây, Hu không muốn ông Giang liều mình chút nào nữa. Ông cảnh sát đầu gấu cứ ngồi nốc rượu liên tục, đến khi Hu ngăn cản thì ông ấy liền tức giận đập vỡ chai rượu.
anh có biết bác sĩ nói gì với tôi khi phát hiện rằng tôi bị bệnh sắp chết không? Hãy đi du lịch nước ngoài và dành thời gian bên gia đình. Hãy làm điều mình muốn vì thời gian không còn nhiều nữa. Nhưng du lịch nước ngoài à, đừng có nói cái điều nhảm nhí đó với tôi. Điều tôi muốn làm nhất là được sát cánh bên đồng đội, bắt vào bỏ tù lũ tội phạm như lão chủ tịch Do. Đó là những điều tôi muốn làm trước khi chết, vậy mà ông lại ngăn cản tôi sao? Tôi sẽ không chết như thế này đâu Hu ạ, tôi còn chưa làm được gì mà, hãy cùng bắt lão chủ tịch Do thôi. Hu có lẽ đã biết trước ông Giang sẽ phản ứng như này, nên đâu có ý định ngăn cản. Thực ra tôi bảo anh không uống rượu nữa thôi mà, vì sợ anh say, say thì làm sao bắt được lão chủ tịch được chứ, cả đội đang chờ chúng ta rồi. Biệt đội của Hu giờ có thêm các anh cảnh sát khác giúp sức nữa, như hổ thêm cánh. Họ sẽ đánh vào các công ty nhỏ nhận tái quy hoạch incel của lão chủ tịch Do, sau đó lấy những quyển sổ cái đã ghi lại những giao dịch giữa những công ty nhỏ và lão chủ tịch. Nhờ cách này ta sẽ biết được số tiền lão chủ tịch Do đã lấy. Bọn họ nhanh chóng chia ra thành những nhóm rồi tới những công ty đó, cứ vào trong mà tần từng tên. Giờ họ không còn là cảnh sát hay công tố viên nữa, đạo đức nghề nghiệp giờ vứt đi cũng được, chỉ cần lấy những thứ mình cần, không cần nói chuyện tử tế. Khoan hồng tên nào cản đường thì cho chúng lãnh hậu quả. Những tên đàn em bị đánh úp bất ngờ, bọn họ xông vào và chỉ sử dụng những nắm đấm làm lời chào hỏi. Ông thanh tra Park dẫn 3 người vào nhanh chóng đánh gục lũ đàn em, tên này thấy bị đánh úp nên định tiêu hủy sổ cái, kết quả bị đạp cho ngã ngửa, anh trai Han cũng không phải dạng vừa. Đòn đánh vô cùng nhanh gọn, đuổi theo tung một cú đá trước khi tên đàn em định ném USB sổ cái xuống cống, ông Giang đầu gấu thì chẳng cần nói. Đấm mấy tên le ve sau đó dọa tên giữa sổ cái bay hết hồn vía, không giao là ăn đòn đấy nhé. Sau khi xong thì họ cố tình để sổng một tên, để hắn ta gọi điện thoại báo cho tên đàn em đô con. Tên đàn em đô con nghe vậy vội cử người tới, Hu và Heo tận dụng cơ hội liền lẻn vào công ty của tên đàn em đô con, đây cũng là công ty cuối cùng họ cần lấy sổ cái. Vào trong Heo hạ hai tên le ve vô cùng nhanh gọn, ai ngờ tên đàn em đô con không đi, hắn vào thì gặp Hu và anh Heo ở đây. Heo liền bảo Hu hãy vào lấy sổ cái còn mình sẽ đấu với tên này, cả hai ăn miếng trả miếng. Tên đô con kia trông vậy chứ những đòn đánh ra vô cùng nhanh nhẹn, nhưng với cơ bắp của Heo thì anh ấy không dễ bị hạ gục như vậy. Heo tặng tên đô con một cú đấm thì hắn phải đáp trả ngay lại bằng một cú đá cao, đấu tay không mà ai nấy đều mặt mũi xước sát. Tên đô con đánh Heo được 1 đến 2 cái thì lấn tới đánh liên tiếp. Cũng choáng váng đấy chú em. Heo đứng lên rồi đẩy hắn vào tường. Cả hai tung đấm cùng lúc nhưng cú đấm của anh Heo quá uy lực, tên kia ngay lập tức loạng choạng, bị bồi thêm một cú nữa thì tên đàn em không thể đứng nổi. Cú đấm chốt hạ khiến tên đô con lãnh xong nằm sàn mà thở, mắt vẫn mở nhưng người chẳng còn chút sức lực. Hu lúc này cũng phá máy tính rồi lấy ổ cứng chứa sổ cái, vậy là mọi bằng chứng đã rõ ràng. Xem trong sổ cái thì họ biết được đám tay sai của lão chủ tịch Do đã bòn rút tiền từ ngân sách dự án tái quy hoạch incel. Thông tin này đã được công bố với báo chí, tên đàn em đô con và đám tay sai đã bị bắt. Hu cùng đồng đội giao tên đô con cho cảnh sát, lão chủ tịch Do biết tin này thì vô cùng tức giận. Bà già quyền lực xem trên TV thì quyết định bà ta sẽ tự làm thôi, không thể giao cho lão chủ tịch Do nữa. Cả đội đã hoàn thành gần xong, chỉ còn một bước nữa để tống lão chủ tịch Do vào tù. Sau khi tin tức về việc tên đàn em đô con bòn rút ngân sách dự án tái quy hoạch incel, lão chủ tịch Do đến gặp Hu. Hu nói rằng có phải số tiền mà tên đàn em bòn rút ngân sách đó đã được lão chủ tịch cho người rửa rồi để tiền chảy vào tài khoản của mình không? Giờ có phủ nhận cũng vô ích, Hu đã tìm ra cách thức lão ta rửa tiền, đến và đánh oanh tạc lấy bằng chứng. Lúc này, anh nhân viên đeo kính của lão chủ tịch Do gọi điện tới, thông báo rằng số giấy tờ về rửa tiền đã bị lấy đi hết. Nghe xong lão chủ tịch tỏ ra hơi lo lắng, nhưng lão ta vẫn có thể cười được, nói rằng Hu sẽ chẳng thể bắt được lão ta đâu. Sau vụ việc lùm xùm tái quy hoạch incel, lượt ủng hộ lão thị trưởng tụt đáng kể, lão chủ tịch đã đến cầu cứu bà GIA quyền lực, làm sao để ông ta không đi tù. Gặp cả con gái bà ta ở đây, bà già quyền lực đề ra một giải pháp rằng, còn ai trong nội bộ biết lão ta rửa tiền không, hãy đổ tội cho họ, đây có lẽ là cách duy nhất để lão ta thoát tội. Tối đó lão chủ tịch gọi cho anh nhân viên đeo kính, hãy tới chỗ ông ta, nhưng anh nhân viên đeo kính không biết mình đã rơi vào bẫy của lão chủ tịch, bị một tên béo chặn giữa đường. Tên béo là người của bà già quyền lực kia, bọn chúng bắt cóc anh keo kính, ép anh ta viết một bản thú tội rằng mình chính là người đứng sau phi vụ rửa tiền kia chứ không phải lão chủ tịch Do. Sau đó giết chết anh nhân viên đeo kính rồi dàn dựng như một vụ tự sát, hôm sau cảnh sát tới hiện trường điều tra. Chỉ tìm thấy một bức thư thú nhận, mọi việc được dàn dựng quá kỹ lưỡng, lão chủ tịch đã thoát tội. Nhưng bà già quyền lực kia không giúp lão chủ tịch miễn phí như vậy. Bà ta bảo lão chủ tịch Do sau khi được giúp thoát tội, hãy rút lui và không liên quan đến dự án tái quy hoạch nữa. Lão chủ tịch không còn cách nào cũng phải làm theo. Sau khi lão chủ tịch Do không bị kết tội, Hu và cả đội phải chuyển sang hướng khác. Hu tin rằng anh nhân viên đeo kính đã bị gán tội khử chết, ông Giang đầu gấu cùng đồng đội quyết định điều tra. Kiểm tra lại camera thì phát hiện một chiếc xe đã bám theo chiếc xe của anh nhân viên mắt kính. Chắc chắn có chuyện mờ ám xảy ra, họ lần theo thì đã biết vị trí của chiếc xe đó. Bên kia Hu đến gặp lão chủ tịch Do, Hu nói rằng mình không tin lão ta đã giết anh nhân viên đeo kính, có thế lực hậu thuẫn đằng sau đã giúp ông thoát tội và sau khi được giúp đỡ. Ông đã giao lại dự án cho họ đúng không? Lão chủ tịch Do không thể chối cãi chỉ nói rằng hãy nhớ lại điều ông ta nói với Hu trước kia. Ngoài kia còn vô số kẻ như lão chủ tịch Do, Hu sẽ chẳng thể nào bắt hết được. Bên kia sau khi biết được vị trí chiếc xe khả nghi, Giang cùng cả đội đã lén lút bám theo, thấy đám người kia vào một nhà hàng. Một lúc sau thì lão thị trưởng cũng vào nhà hàng đó. Ông cảnh sát đầu gấu liền bảo một anh trai vào trong.
lắp đặt máy nghe lén dưới bàn. Anh đồng nghiệp vào trong mặc bộ quần áo phục vụ. Anh ấy bị tên đàn em béo nhìn thấy, nhưng vẫn chót lọt vào trong. Vào căn phòng mà lão thị trưởng và bà già quyền lực kia đều ở đây. Thấy ở đây thật đông đủ, anh ấy gắn một cái máy nghe lén. Ông cảnh sát đầu gấu Giang bên ngoài sử dụng máy nghe. Mọi lời nói đều được lưu vào trong thẻ nhớ của máy này. Ông Giang đầu gấu liền ngay lập tức gọi điện thoại cho Hu báo tin tức. Ông Giang nói rằng đám người lão thị trưởng đã nói chuyện cả tiếng và giờ đã ra ngoài. Bọn họ bàn tính chuyện quá lớn so với khả năng của ông Giang. Ông ấy chưa bao giờ làm việc về tham nhũng hay chính trị cả. Bảo Hu hãy mau tới, ông ấy đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện rồi. Hu nghe vậy thì nhanh chóng lên đường tới bảo ông Giang đừng làm gì dại dột. Hu lên đường và gọi cho cả anh Heo và anh thanh niên Han, cả đội tức tốc tới chỗ ông cảnh sát đầu gấu. Bên trong xui xẻo cho anh đồng nghiệp đã bị tên béo phát hiện khi thay quần áo đi ra ngoài. Ông Giang ở ngoài gọi điện thoại thì không thấy nghe máy, nhưng ông ấy không bỏ đi mà vẫn ngồi đợi. Kết quả đám tay sai đã kéo xuống dưới xe ông cảnh sát đầu gấu. Ông Giang vì không muốn bỏ anh cảnh sát kia lại, không còn cách nào liền rút chiếc thẻ nhớ ra. Đánh lạc hướng lũ tay sai đợi anh cảnh sát kia và đội tới, nhưng ai ngờ, bọn này đã phát hiện về máy nghe lén và đoạn ghi âm. Muốn thủ tiêu cả ông cảnh sát đầu gấu, chúng liền đuổi theo ông Giang. Ông Giang đầu gấu chạy một hồi thì vào đường cụt. Biết không còn đường chạy, ông cảnh sát liền nốc mấy viên thuốc, quay lại sẵn sàng sống mái một trận. Ban đầu một mình ông Giang đầu gấu có thể cân ba tên cùng lúc, nhưng đến tên thứ 4 đánh lén thì ngã đập vào tường. Không bỏ cuộc, ngoan cường tiếp tục chống trả. Kết quả khi đã dần bị đuối sức, tên béo liền tận dụng cơ hội đánh lén. Đánh hai nhát làm ông Giang choáng váng, bị bọn tay sai lôi rồi đánh tơi tả. Chúng cảm thấy việc đánh người khác là niềm vui. Thật quá tàn nhẫn, bên kia Hu cùng những người khác tăng tốc phóng tới. Họ không biết ông Giang đang phải trải qua chuyện gì, nhưng ai nấy đều có linh cảm xấu. Ngay lập tức chuyển đến trời sáng, Hu tới phòng khám nghiệm. Bên ngoài đồng đội thân thiết của ông Giang liên tục gào khóc. Hu khuôn mặt vẫn bình tĩnh, bước vào phòng khám nghiệm. Ông ấy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của ông Giang thì không thể kìm nổi. Nhân viên pháp y đi ra để cho Hu một mình. Thật là một cú sốc quá lớn với biệt đội. Đám ác nhân đó đã ném ông ấy từ trên tầng cao xuống vì ông Giang không khai thẻ nhớ ở đâu. Cả đội đã tới quá muộn và họ đã mất đi thêm một người đồng đội tri kỷ nữa. Tưởng tượng lại cái chết của ông Giang khiến Hu càng thấy đau đớn. Nờ hận hơn nữa, nếu ông Giang không liều mình thì đã không chết như vậy. Hu nhớ về những người đồng đội cũ, sau đó vẫn lau nước mắt đứng dậy để cho những người khác không thấy ông ấy đã đau buồn như nào. Giờ họ phải tiếp tục. Anh thanh tra Park đã tới căn cứ nơi mấy tên này trú ẩn, nhưng chúng đã chạy mất. Vấn đề đặt ra là giờ thẻ nhớ đoạn ghi âm, ông Giang đã giấu ở đâu trước khi bỏ mạng. Được biết tên béo này không phải dạng vừa. Một tên chuyên ám sát thuê, có những tiền án về giết người, thẻ căn cước của hắn đã hết hạn nên không thể tìm ra vị trí. Hắn tập hợp những tên giống như mình, những kẻ không thể định danh rồi cùng nhau nhận nhiệm vụ giết người. Sau khi xong lũ này sẽ chuồn ra nước ngoài thì sẽ chẳng thể tìm chúng. Bên kia con gái của bà già quyền lực đã đưa ra một giải pháp cho lão thị trưởng vì số lượt ủng hộ lão ta đang dần tụt giảm. Hãy làm một buổi trưng cầu dân ý, nói là trưng cầu dân ý, tham khảo ý kiến người dân nhưng cũng chỉ là chiêu trò, để kéo lại những lượt ủng hộ, để ông ta có thể tiếp tục làm thị trưởng trong nhiệm kỳ tiếp theo thôi. Hu hôm đó cũng tới văn phòng của lão thị trưởng, ông ấy nói rằng mình đã biết mọi chiêu trò của lão ta, bà già quyền lực đã đứng sau chống lưng. Nhưng điều kỳ lạ là, bà già quyền lực đâu phải quan to trong nhà nước, bà ta chỉ là một bà nội trợ, toàn ở nhà thôi, thậm chí bà ta chẳng bao giờ đi làm cả. Sự quyền lực của bà ta là ở chồng bà ta, ông chồng là quan chức cấp cao, có thể tác động đến những người có chức quyền. Hu còn biết buổi trưng cầu dân ý chỉ là cái cớ để lão thị trưởng gia tăng số phiếu thôi. Lão thị trưởng như bị đoán hết nước cờ, không biết cãi gì liền đứng lên. Anh nên làm theo pháp luật đi, anh là công tố viên mà, đừng có tự tiện đến nói linh tinh khi chưa có bằng chứng thế chứ. Hu chắc chắn không để lão ta tránh né như vậy, tiến tới đe dọa, hoan hoãn ngồi xuống mà nghe. Trước khi tôi đập ông một trận, ông nghĩ giết là xong sao? Tôi đã nghe được hết rồi. Nói xong Hu liền đi về, tới chỗ TSIC. TSIC đang thuê báo chí viết nói rằng vụ trưng cầu dân ý chỉ là chiêu trò của ông ta. Hu sau khi nói chuyện với TSIC một lúc thì sau đó cũng trở về. Tên béo cùng đám tay sai đã bám theo ông ấy. Tên béo đã liên lạc với con gái bà già quyền lực kia. Cô ta ra lệnh hãy khử Hu ngay lập tức. Bọn chúng không biết rằng đây chính là kế hoạch của Hu. Việc đến đe dọa lão thị trưởng không phải việc làm không có tính toán. Ông ấy tới và kích động lão thị trưởng, khiến lão ta sợ hãi cầu cứu sự giúp đỡ của chị gái mình. Bọn tay sai nghe lệnh liền bám theo Hu, ai ngờ chúng lại bị anh thanh tra Park bám theo. Hu dẫn chúng vào một tòa nhà. Đi vào bên trong tối chẳng thấy đường, đến khi đèn điện bật sáng thì đám này cũng hết đường chạy. Anh thanh niên Han và anh Heo xuất hiện chặn đầu. Thanh tra Park dẫn người tới từ phía sau, chính các người đã giết ông cảnh sát Giang đúng chứ? Hu ngay lập tức ra hiệu lệnh tấn công, cả đội từ mọi phía lao vào điên cuồng, bị đàn áp bởi số lượng lớn, đám đàn em của tên béo bị đánh tơi tả, bị những cú đấm uy lực của anh Heo và đòn đánh nhanh gọn của Han đánh cho từng tên như tử. Hu thậm chí còn chẳng cần động tay, tên béo bị đánh cho tàn tạ, đám tay sai sau đó bị ném hết vào một đống rồi tiếp tục đánh tàn bạo. Đây là điều chúng đáng phải nhận. Sau khi đánh xong, họ để cho ông thanh tra Kang đưa đi. Lúc này trong điện thoại gọi tới, bên khám nghiệm tử thì báo rằng họ đã tìm thấy được thẻ nhớ ghi đoạn ghi âm. Thì ra trước lúc chết, ông Giang đầu gấu đã nuốt luôn một nắm thuốc cùng với thẻ nhớ vào bụng. Dù không hiểu hết những gì có trong đoạn ghi âm, nhưng ông cũng biết rằng trong đoạn ghi âm này có thông tin rất quan trọng. Nên thay vì bảo vệ mạng sống của mình, ông ấy đã bảo vệ nó. Hu và hai người kia nhanh chóng trở về. Họ không biết rằng tên béo kia đã nghe thấy hết.
hắn đã biết chiếc thẻ nhớ ở đâu, nên trong quá trình được ông Kang áp giải về, hắn đã phối hợp với tên đàn em tấn công làm trọng thương anh trai lái xe, gây náo loạn trong xe rồi khiến chiếc xe đâm sầm vào cây. Tên béo ngồi sau nên hắn không bị ảnh hưởng của vụ tai nạn quá lớn. Hắn đi ra rồi gọi điện thoại báo cho lão thị trưởng. Lão thị trưởng bảo hãy khử toàn bộ và tiêu hủy chiếc thẻ nhớ, bằng mọi giá phải làm được, nếu không chúng sẽ đi đời cả lũ. Tên béo nhanh chóng gọi cho đàn em huy động toàn bộ lực lượng tới chỗ Hu và hai người kia. Ở phía khác, Hu đã mở thẻ nhớ lên để họ cùng nghe lại. Trong đoạn băng, lão thị trưởng đã thỏa thuận với một lão khác, bảo lão ta hãy vào vị trí phá rỡ phường Incel, chỉ cần cho người vào phá tung nhà cửa của đám người dân nghèo đó ra. Tôi cần đuổi bọn dân nghèo ở Incel để cho kỳ bầu cử. Bọn dân nghèo cũng đâu có bầu cho tôi cũng không có ý định tái quy hoạch chỗ đó. Chỉ lợi dụng vụ tái quy hoạch để mình có thể tái đắc cử vào vị trí thị trường một lần nữa. Ông chỉ cần tỏ ra là dự án tái quy hoạch đang rất ổn thỏa. Như vậy số phiếu của tôi sẽ tăng lên, số phiếu tăng lên đồng nghĩa tôi sẽ tái đắc cử. Sau khi tôi tái đắc cử thì cũng chẳng cần tái quy hoạch Incel nữa. Đến lúc đó dân chúng kêu ca cũng kệ, tôi thì đã vào vị trí chủ tịch thêm một lần nữa rồi. Bị lừa qua hết lần này đến lần khác thì không thể trách người nói dối. Hãy trách kẻ ngốc nghếch đúng không nhỉ? Cuối đoạn ghi âm là tiếng cười vô cùng hả hê của bọn chúng. Hu liền gọi thông báo cho thanh tra Park. Đúng lúc đó tên béo dẫn người của hắn tới. Hu thấy vậy nhanh tay rút chiếc thẻ nhớ ra, lao vào đấu với đám tay sai. Trận đánh này chỉ có 3 người họ đấu với tất cả bọn chúng. Thanh tra Park biết có điều chẳng lành liền lên đường tới. Một trận đấu oanh tạc nổ ra. Hu và đồng đội đang liều mình giữ lại những gì mà ông Giang đã hy sinh cả mạng sống mới có được. Không màng cả mạng sống, thanh niên Han và anh heo bảo Hu hãy chạy trước, nhưng Hu quyết định sẽ không bỏ rơi đồng đội. Cả ba quyết chiến tới cùng. Tên béo lúc này định dùng thủ đoạn bị ổi, dùng dao mà đâm lén Hu. Kết quả anh heo đã kịp thời đỡ một dao, đấm hai nhát làm tên béo choáng váng hết đầu óc. Đến khi Park cùng cả đội tới nơi, thì Hu cùng hai người kia đã đánh bại xong đám tay sai. Ai nấy đều sức đầu mẻ chán, ngồi thở hổn hển. Cái lão Hu này thật tình chứ, cứ tưởng được đánh một trận đã đời mà ba người xử nhanh quá. Biết thế tôi cứ từ từ tới là được rồi. Nào, hãy đi bắt kẻ xấu nào. Hu công bố đoạn băng cho báo chí, kết quả bà già quyền lực và con gái bà ta đều bị bắt. Lão thị trưởng đến ngày bị lôi đi vẫn ngoan cố vô cùng, lão chủ tịch thì cười trong bất lực, bị bắt đi vì liên quan đến cái chết của anh trai đeo kính. Hu cùng anh thanh niên Han và anh heo tới thăm mộ ông Giang đầu gấu, sự hy sinh của ông ấy hoàn toàn không vô ích. Anh heo nói rằng mình sẽ trở lại với nhà hàng. Han thì được Hu nhắc nhở đừng sống theo kiểu giang hồ như trước nữa. Hu thì tiếp tục với việc vạch trần sự thật. Trước khi đi, anh heo và Han nói rằng nếu có gì thì cứ gọi họ, họ sẽ sẵn sàng giúp sức vì cả ba vẫn là một đội. Cuối phim là cảnh Hu cùng Han và heo đi tới một tòa nhà vào ban đêm, họ đang tìm một gã nào đó. Đi lên trên thấy người nằm la liệt dưới đất, tên tóc dài trước mặt đánh gục họ xong còn thảnh thơi hút thuốc. Hu nhìn qua đã biết đây là nhân vật cộng cán nào rồi, người đàn ông từ từ quay mặt lại. Bạn có nhận ra ai đây không? Đúng vậy, đó là Tae-su, sát thủ chém thuê ở biệt đội Bất Hảo phần 1 2014. Mỗi tội giờ anh ấy đã để hai mái rồi. Này Tae-su, sao anh không hợp tác với chúng tôi nhỉ? Anh trai Tae-su ngẩn đầu rồi thở dài một hơi. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.